Ngô Hiểu Dương tự đắc cười. Vậy, nhân vật mấu chốt là ai? Ngô Hiểu Dương ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trương Lực. Trương Lực đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, thấy Đường Thiên Vân lặng yên đi đến ngoài cửa, y liền biết có chuyện, lặng lẽ chỉ vào bên trong, ý là chủ tịch Tỉnh Mễ còn ở đây, nói chuyện phải nhỏ tiếng. Đường Thiên Vân nhỏ giọng nói. Phó Bí Thư Hạ mời anh dùng cơm. Trương Lực trong lòng giật mình, vội nói. Không dám, không dám, làm sao tôi dám đảm đương khiến Phó Bí Thư Hạ mời tôi. Thiên Vân, hay là tôi mời Phó Bí Thư Hạ và anh được rồi, xin anh chuyển lời Phó Bí Thư Hạ, tôi sắp xếp trước, sắp xếp xong rồi sẽ đi mời anh ấy. Đường Thiên Vân cũng không miễn cưỡng, gật đầu rồi đi. Buổi tối khoảng 7 giờ, một chiếc xe chuyên dụng ở trụ sở Tỉnh ủy cố tình đón Hạ Tưởng. Trương Lực ngồi ở hàng ghế phụ lái phía trước, Đường Thiên Vân cùng Hạ Tưởng ngồi ở phía sau, một đoàn 4 người đi đến Đắc Ý Lầu. Đắc Ý Lầu là sản nghiệp của Trương Lực, tuy rằng không lớn, nhưng thắng ở yên lặng nho nhã, ở nhà hàng của mình mời Phó Bí Thư Hạ, cũng là vinh hạnh hiếm có, Trương Lực thì hứng thú rất cao, tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân hôm nay Phó Bí Thư Hạ chủ động mời, y cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là một lần gặp mặt bình thường liên lạc tình cảm. Đến căn phòng đã sắp xếp thỏa đáng ở trên lầu, sau khi lần lượt ngồi xuống, chủ tọa và khách cũng không khách sáo quá nhiều, đều là người quen, cũng không cần giới thiệu, dưới sự thu xếp của Trương Lực, không lâu sau thì thức ăn đã lên đầy đủ. Sau đó Trương Lực liền hai tay nâng ly kính Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, trước kia có thể tôi có chỗ không hiểu chuyện, anh thông cảm. Tôi biết khuyết điểm của bản thân, chuyện nhỏ thông minh, chuyện lớn dễ dàng phạm sai lầm. Sau này xin anh phê bình khuyết điểm của tôi nhiều hơn, chỉ dẫn tôi đi đến con đường chính xác. Hạ Tưởng cùng Trương Lực cùng ly, rất nể mặt mà uống cạn một hơi. Trương Lực, chuyện trước kia thì đừng nói nhiều nữa, hôm nay ngồi cùng nhau, tôi có một chuyện muốn giáp mặt hỏi anh. Trương Lực vẻ mặt cung kính. Xin Phó Bí Thư Hạ chỉ thị. Lần trước sự kiện Mộc Phong, là anh ở Tỉnh ủy đứng giữa hòa giải sao? Vấn đề của Hạ Tưởng rất trực tiếp. Rất sắc bén. Anh tiếp xúc với Thi Khải Thuận, hay trực tiếp tiếp xúc với Ngô Hiểu Dương? Trương Lực mặt đỏ lên, ấp úng nói. Phó Bí Thư Hạ, trước kia tôi quả thật đã làm sai rồi. Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại Trương Lực. Tôi không phải truy cứu trách nhiệm trước kia của anh, là có chuyện phải hỏi rõ ràng mới có thể bắt tay đi làm. Trương Lực hiểu rồi. Lúc đó là cùng Thi Khải Thuận, sau này cũng gặp qua Ngô Hiểu Dương. Được. Hạ Tưởng nâng ly rượu lên. Nào, tôi kính anh một ly. Trương Lực nào dám khiến Hạ Tưởng kính rượu, vội cung kính đứng lên. Tôi kính Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng không khỏi phân trần, cạn một ly trước. Có lẽ thì Khải Thuận hoặc là Ngô Hiểu Dương vẫn sẽ tìm anh, là cây cầu trung gian, anh phải nhìn tốt con đường dưới chân. Trương Lực vội kính cẩn uống một hơi cạn sạch. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi trong lòng biết rõ rồi, nhất định sẽ kiên định phương hướng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Tưởng về đến nhà, đang định đi ngủ, chuyện hôm nay coi như là một bước bố cục, có hiệu quả hay không còn khó mà nói, ít nhất có thể làm chậm lại tiến trình của Ngô Hiểu Dương, không ngờ còn chưa nằm xuống, điện thoại liền khẩn cấp vang lên. Sau khi Hạ Tưởng tiếp nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, buông điện thoại xuống liền gọi điện thoại cho Đường Thiên Vân. Thiên Vân, lập tức cùng tôi đi Bắc Kinh một chuyến. Lúc đêm khuya, một chiếc máy bay bay trên không. Xuyên qua màn đêm dày đặc, xuyên qua mây mà đi, bay khỏi Dương Thành. Khi Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân rời khỏi Tỉnh ủy, cũng không mấy người biết, hai người ngồi chuyến bay Hồng Nhãn, lại không phải ngồi khoang hạng nhất, nhân viên trên máy bay đều không biết có một vị nhân viên quan trọng Tỉnh ủy ngồi máy bay. Đêm đã khuya, Hạ Tưởng lại không buồn ngủ, ngóng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên gợn sóng không nhỏ. Điện thoại, là Cổ Thu Thật gọi đến. Cổ Thu Thật ở trong điện thoại cũng không nói nhiều là chuyện gì, chỉ là rất nghiêm túc mà giải thích một câu. Lập tức vào Bắc Kinh, tôi đến sân bay đón anh. Bình thường, Cổ Thu Thật luôn luôn trầm ổn, đối với Hạ Tưởng cũng là hiền lành bình thản, nhưng hôm nay thanh âm để lộ ra vội vàng và chân thật đáng tin. Hạ Tưởng chỉ biết, sự tình quan trọng. Buông điện thoại, Hạ Tưởng không có gọi điện thoại cho người thứ hai nữa, lập tức lên máy bay bay đến Bắc Kinh. Sở dĩ dẫn theo Đường Thiên Vân, là bởi vì hắn cảm thấy Đường Thiên Vân hiện tại đáng được hắn ủy thác đại sự. Đường Thiên Vân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng mà quyết đoán sắp xếp tốt tất cả công việc,
tuy bình thường y nói không nhiều lắm, nhưng làm việc hiệu quả rất cao, gọn gàng ngăn nắp, cũng khiến Hạ Tưởng rất là an tâm. Tuy nhiên đối với Phó Bí Thư Hạ không thông báo ai, lại một mình dẫn y đến Bắc Kinh, vẫn là trong lòng hơi kích động, cuối cùng đã thắng được Phó Bí Thư Hạ toàn diện tán thành, trước mắt y liền xuất hiện một bức tranh sáng ngời. Nhưng, trong lòng y cũng thầm suy đoán, Phó Bí Thư Hạ vội vàng như vậy chạy đến Bắc Kinh, chỉ sợ vẫn là có liên quan đến Ngô Hiểu Dương. Reng reng reng, lúc nửa đêm, Ngô Hiểu Dương đã bị điện thoại thình lình gọi đến làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong biệt thự Nam Quốc Chi Xuân to như vậy, trống rỗng không có mấy người ở lại, sau khi Ngô Công Tử nằm viện, càng lạnh lẽo hơn, tuy rằng tên là Nam Quốc Chi Xuân, kỳ thật tên đã không đúng sự thật. Ngô Hiểu Dương khoác áo xuống giường, rất bất mãn tiếp nghe điện thoại. Alo, chuyện gì? Thủ trưởng, Hạ Tưởng đột xuất vào Bắc Kinh, vừa lên máy bay. Trong điện thoại truyền tới âm thanh dồn dập của Tống Cương. Ngô Hiểu Dương mơ màng lập tức hoàn toàn tỉnh giấc. Tình hình thế nào? Không rõ, không có tin tức cụ thể. Tống Cương phụ trách giám sát nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, nhưng cũng không có nghĩa y thần thông quảng đại đến mức có thể nắm rõ như lòng bàn tay chuyện của Hạ Tưởng. Có cần tôi chạy đến Bắc Kinh hay không? Không cần. Ngô Hiểu Dương thầm mắng Tống Cương một câu ngu ngốc. Gần đây cậu giám sát hướng đi của Mộc Phong nhiều một chút, chuyện Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, để tôi hỏi thăm. Dạ. Tống Cương đã cúp điện thoại. Tống Cương là ở trên xe bên ngoài gọi điện thoại xong, y khởi động xe, thầm nghĩ Hạ Tưởng có phải là khẩn cấp điều về Bắc Kinh không về Dương Thành. Nếu chẳng may như vậy, chẳng phải y không có cách nào thay công tử trả thù. Tư lệnh cũng thật là, trực tiếp hạ lệnh khiến y ám sát Hạ Tưởng chẳng phải là xong chuyện. Tuy rằng Hạ Tưởng là quan lớn cấp phó tỉnh, bên cạnh luôn có cảnh vệ, nhưng y là tay tập kích bách phát bách chúng trong quân đội. Chờ chiếc Audi của Tống Cương biến mất trong màn đêm không lâu, một chiếc xe hơi không mở đèn lớn lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối giống như âm hồn xuất hiện, một người đang ngồi trên xe, chính là Mộc Phong bị Ngô Hiểu Dương và Tống Cương luôn cho là vừa lỗ mãng và đơn giản. Mộc Phong khóe miệng hơi hơi lộ ra ý cười nghiền ngẫm, cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Quan Hoa. Phó Bí Thư Hạ đã đến Bắc Kinh, Tống Cương đã phát hiện hành tung, bước tiếp theo chỉ thị là... tiếp tục giám sát ngược lại Tống Cương. Hứa Quan Hoa đưa ra chỉ thị mới. Vì sao không trực tiếp giết chết Tống Cương? Mộc Phong rất là khó hiểu. Một phát bắn chết gã, tuyệt hậu hoạn lâu dài. Muốn có mưu đồ với Phó Bí Thư Hạ là Ngô Hiểu Dương, Tống Cương chỉ là súng, anh bắn hư một phát súng, còn có vô số súng có thể thay thế bất cứ lúc nào. Tống Cương mất rồi, bên cạnh Ngô Hiểu Dương, còn có Trương Cương, Vương Cương, Lý Cương, Triệu Cương. Mộc Phong hiểu rõ ý của Hứa Quan Hoa, chẳng qua vẫn có chút lo lắng. Lão quỷ Ngô Hiểu Dương, rốt cuộc muốn động thủ như thế nào? Tôi thật muốn cùng ông ta làm một trận đao súng thật. Hứa Quan Hoa đành phải khai đạo Mộc Phong nữa. Phải có kiên nhẫn, Mộc Phong, hiện tại không chỉ cần đấu lực, còn có đấu trí, đọ kiên nhẫn. Phó Bí Thư Hạ đến Bắc Kinh có việc gấp gì? Mộc Phong rất khó hiểu. Tôi cũng không rõ. Chốc lát tôi sẽ hỏi anh ấy. Khi máy bay dừng ở sân bay Bắc Kinh, là lúc rạng sáng, vừa tiếp đất, Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân liền vội vàng ra sân bay, vừa ngẩng đầu, thì đã nhìn thấy Cổ Thu Thật đang chờ ở bên ngoài. Lần trước Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, ở sân bay tình cờ gặp mặt Cổ Thu Thật, tuy rằng ngồi trên xe của Cổ Thu Thật, nhưng không tính Cổ Thu Thật cố ý đón hắn, hôm nay Cổ Thu Thật thật sự là cố ý đến sân bay đón hắn. Hạ Tưởng phải tỏ ra thái độ. Vội vàng lên trước một bước. Bí thư Cổ, không dám làm phiền anh đại giá đến đón. Cổ Thu Thật lại phất tay, ngăn lại lời khách sáo của Hạ Tưởng. Nào, lên xe trước. Đường Thiên Vân bình thường rất trầm ổn, tuy rằng ở tỉnh ủy cũng coi như thường xuyên nhìn thấy ủy viên Bộ Chính trị, nhưng trong lòng của y, Cổ Thu Thật lên trước như tên mới là thần tượng của y, nhưng gần đây thần tượng của y đã trở thành Hạ Tưởng rồi, cho nên vừa nhìn thấy người thật của Cổ Thu Thật. Đường Thiên Vân không khỏi hơi hơi kích động. Cổ Thu Thật đã chủ động bắt tay với Đường Thiên Vân. Thiên Vân vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Đường Thiên Vân càng kích động đến mức gần như nói năng lộn xộn. Chờ lên chiếc xe phía sau, sự kích động trong lòng của Đường Thiên Vân vẫn còn, lại nhìn thấy Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm túc cùng Cổ Thu Thật nói vài câu gì đó. Sau khi ngồi vào chiếc xe phía trước, tâm trạng của y cũng khôi phục bình tĩnh. Trong lòng càng nhiều nghi vấn chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì.
quả thật là có đại sự phát sinh. Sau khi lên xe, xe hơi vững vàng tiến lên, Cổ Thu Thật liền nói. Hạ Tưởng, tình thế hơi nghiêm trọng, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Tưởng cũng coi như đã trải qua vô số sóng gió, tuy nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Thu Thật nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương. Tôi chuẩn bị xong rồi. Lãnh đạo quốc gia tiền nhiệm và lãnh đạo quân ủy tiền nhiệm, lần lượt đề xuất không ít ý kiến với anh, tuy rằng trưởng ban Ngô và tôi đã cố gắng không ít, nhưng áp lực vẫn không nhỏ, Tổng Bí Thư lên tiếng nói, người trẻ tuổi cần phải trân trọng, kết quả đối phương lại liên kết chuyển rời mục tiêu, đem hỏa lực công kích lên người Tào Vĩnh Quốc, mà còn có mấy sự thật không dễ cãi lại. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, ba vợ làm quan xưa nay thanh liêm, cho dù khó tránh thu nhận một phần quà cáp, cũng sẽ không tạo thành chức vụ phạm tội, hơn nữa bây giờ ông thân là bí thư tỉnh ủy, cũng không khả năng bởi vì một chút vấn đề thì miễn chức, bao năm qua, cán bộ khi lên chức bí thư tỉnh ủy bị xét xử, gần như không có. Cũng được lợi ích từ một câu nói của ba đời lãnh đạo đại phu có đặc quyền không thụ hình, coi như là đều tặng miễn tử kim bài cho bí thư tỉnh ủy ở trong nước. Thậm chí sau khi tổng bí thư tiếp nhận chức vụ, trên căn bản người nhậm chức bí thư tỉnh ủy bị miễn chức, lại càng ít hơn. Cho dù Cao Thành Tùng kiêu ngạo năm xưa, cũng là tới Hội đồng Nhân dân tỉnh trước để đó không dùng một đoạn thời gian, cuối cùng mới bị bắt. Nếu có người muốn mượn cớ lấy ba vợ khai đao, Hạ Tưởng nói gì cũng phải cùng đối phương cố gắng tranh đấu đến cùng. Ba vợ cả đời thanh liêm, vừa không có vấn đề kinh tế, càng không có vấn đề tác phong cuộc sống, cán bộ tốt như vậy, không thể nói có một không hai, cũng là trong nước cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói ba vợ nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc và giới hạn, cũng có thể bị người ta lật đổ, trên đời còn có công lý đáng nói hay không? Hạ Tưởng gần như rất là phẫn nộ. Ba vợ cả đời thành khẩn, ông là bí thư tỉnh ủy thanh liêm tự hạn chế nhất mà tôi từng gặp qua. Hạ Tưởng không tiếc ở trước mặt Cổ Thu Thật không e dè khen ngợi Tào Vĩnh Quốc. Cổ Thu Thật hơi thở dài một tiếng. Tôi làm sao không biết Vĩnh Quốc liêm khiết tự hạn chế. Nhưng anh cũng biết, chính trị có đôi khi chính là cân bằng, vốn không có đạo lý có thể nói. Bản thân Vĩnh Quốc làm cho người ta tìm không thấy một chút vấn đề, nhưng vấn đề là, mấy cán bộ đảng chính mà ông ấy đã đề bạt trong thời gian ở tỉnh Tây và Hắc Liêu đã xuất hiện vấn đề kinh tế nghiêm trọng, cuối cùng nhận định, Vĩnh Quốc gánh trách nhiệm dùng người sơ suất không thể trốn tránh. Hạ Tưởng nắm chặt nắm tay, muốn vụ oan cho người ta, không sợ tìm không được tội danh, cho dù hắn cũng biết, ba vợ ở phương diện dùng người, quả thật cách nhìn không đủ nhạy bén, đồng thời bên tai hơi mềm mỏng. Hắn cố nén lửa giận trong lòng. Ý kiến cuối cùng sẽ có kết quả gì? Tổng Bí Thư rất là trân trọng đối với anh, nhằm chiếu cố đến cảm xúc của anh, quyết định đè lại một thời gian nữa, tuy nhiên. Cổ Thu Thật hơi lắc đầu. Tổng Bí Thư có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền điều Vĩnh Quốc ra khỏi cương vị Bí Thư tỉnh ủy, sắp xếp một chức quan nhàn tản, đúng lúc bỏ ra thời gian nửa năm làm dịu, trước khi đổi nhiệm kỳ mới, phù chính anh. Nếu nói khiến ba vợ với thân mang tội lui xuống mà nhượng bộ phù chính cho hắn, Hạ Tưởng khó có thể nhận, hắn lo nghĩ. Là ai ở phía sau màn thúc đẩy mọi chuyện? Cổ Thu Thật khẽ lắc đầu. Bây giờ thực lực của anh còn yếu, không đủ để lay động quy tắc ước định đã hình thành nhiều năm, ngay cả Tổng Bí Thư cũng chỉ có thể kéo dài một chút, tận khả năng lớn nhất khiến Vĩnh Quốc có một chức quan nhàn tản tốt. Anh có yêu cầu gì, cũng có thể đề xuất. Hạ Tưởng chưa bao giờ vì bản thân đề xuất yêu cầu với Cổ Thu Thật và Tổng Bí Thư, nhưng hôm nay, hắn phải trịnh trọng đề xuất cho ba vợ. Tôi có hai yêu cầu, ba vợ có thể lui xuống, nhưng phải bảo toàn thanh danh, mà tôi hy vọng ông ấy có thể giải quyết đãi ngộ cấp phó quốc. Thứ hai, hy vọng Bí Thư Cổ nói cho tôi biết, ai là người thúc đẩy lớn nhất phía sau màn. Trực giác nói cho Hạ Tưởng biết, đằng sau sự việc. Không chỉ là lãnh đạo quốc gia tiền nhiệm và lãnh đạo quân ủy tiền nhiệm đơn giản như vậy, cũng không chỉ là một Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương không có năng lực lớn như vậy thúc đẩy tiến trình của toàn bộ sự việc. Sau lưng của Ngô Hiểu Dương, khẳng định chí ít còn có một cao tầng cấp quan trọng đang liên kết với gã. Cổ Thu Thật lại không chịu nói. Chờ lúc anh nên biết, tự anh sẽ biết. Đi, dẫn anh đến một nơi nghỉ ngơi trước, nói về sắp xếp của ngày mai. So với Hạ Tưởng nóng lòng biết người thúc đẩy phía sau màn, Cổ Thu Thật càng quan tâm an nguy của Hạ Tưởng ở lĩnh Nam, hàm xúc đề nghị. Bằng không sắp xếp anh học trường đảng một tháng, tạm thời ở lại Bắc Kinh. Cảm ơn Bí Thư Cổ quan tâm, tôi vẫn là ở lại Dương Thành tốt hơn. Tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, hơn nữa, có lẽ tôi có thể khiến đối phương vào cục.
Hạ Tưởng lúc này càng kiên định cách nghĩ phải cùng Ngô Hiểu Dương đọ sức đến cùng, Ngô Hiểu Dương đối phó hắn cũng thôi, còn lan đến trên người ba vợ, thậm chí lấy thanh danh cả đời của ba vợ nói chuyện, thì đã chạm đến giới hạn của hắn rồi. Bỗng nhiên, Hạ Tưởng nghĩ tới một người, Cổ Thu thật không chịu đề cập đến tên của người thúc đẩy phía sau màn, tuyệt đối là bởi vì người này từng có qua lại với hắn, hơn nữa có tiếp xúc nhất định, mà cũng có chỗ xung đột mâu thuẫn với hắn. Liên tưởng tới lập trường của hắn ở lĩnh Nam ra sức trợ giúp Trần Hạo Thiên, đáp án gần như miêu tả sinh động. Vấn đề phức tạp. Khi Trần Hạo Thiên đề xuất khiến Hạ Tưởng đem toàn bộ tinh lực đặt trên việc nội bộ lĩnh Nam, Hạ Tưởng thật sự cho rằng, sóng gió bên ngoài bị mấy ngọn núi cao chắn ở bên ngoài, hắn không cần phải chịu đựng gió táp mưa sa không cần thiết nữa. Hiện tại xem ra, hắn sai lầm rồi. Có những người đối với hắn canh cánh trong lòng. Cũng không bởi vì hiện tại hắn thu tay hợp lý mà buông tha hắn, tạm thời không cách nào trực tiếp tìm được lỗ hổng của hắn, liền gián tiếp xuống tay với người bên cạnh hắn. Rất không may, ba vợ đã trở thành vật hy sinh sông thành đầu tiên của họ. Cho dù nói ra đã đạt thành nhận thức chung khiến ba vợ lui xuống, nhưng vấn đề là, thuận thế lui xuống và bị bắt lui xuống, ý nghĩa rất khác, hơn nữa có người còn muốn khiến thanh danh cả đời của ba vợ hủy hoại chỉ trong chốc lát, có ý nghĩ gây tội ác là đáng chết. Hạ Tưởng biết, trong quân đội, với thế lực đứng đầu là Ngô Hiểu Dương, đang ngưng tụ. Trên địa phương, trong một hệ phản đối, ngoại trừ Chủ tịch Quốc hội, mấy người khác cũng bắt đầu nghiêng kẹp đối với hắn, đọ sức lớn nhất trước khi đổi nhiệm kỳ mới, đang lấy lĩnh Nam làm điểm tựa, mà dần dần hình thành vòng xoáy thật lớn. Kỳ thật ban đầu cuộc đấu tranh giữa lĩnh Nam và Sơn Thành, Hạ Tưởng ở sau sự kiện nhà họ Phó, sau khi cùng Hầu Khang Khứ trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, đã nhảy ra ngoài vòng tròn. Không còn tham gia trong đó nữa. Cũng không phải bởi vì ấn tượng thay đổi nhiều đối với Hầu Khang Khứ, mà là bởi vì dưới tình thế mới, dường như giữa Trần Hạo Thiên và Hầu Khang Khứ cũng không có xung đột kịch liệt, lại từ môi trường lớn mà xem, cũng giống như gió êm sóng lặng rất nhiều. Hơn nữa lại chưa tới hơn một tháng nữa thì sẽ mở ra Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, lúc này tinh lực cao tầng đều bị Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cuối cùng của Chính phủ Trung ương nhiệm kỳ này kiềm chế. Hạ Tưởng cũng tự nhận trước Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, phỏng chừng sẽ không có xảy ra ngoài ý muốn quá lớn, không ngờ, lĩnh Nam là gió êm sóng lặng, Đông Bắc lại nổi gió, hơn nữa sóng gió rất lớn, đã thổi ba vợ bị thương. Ý nghĩ trong lòng của Hạ Tưởng dần dần rõ ràng lên, sau khi hắn đến lĩnh Nam, cho dù cũng không có rõ ràng cho thấy lập trường trên sự việc Trần Hạo Thiên vào thường ủy, nhưng hắn trở thành người phụ trách chung về hành động đặc biệt vì Trần Hạo Thiên. Thì coi như tuyên bố với bên ngoài hắn ra sức ủng hộ lập trường của Trần Hạo Thiên. Đổi lại người khác, lập trường của một phó bí thư tỉnh ủy, căn bản không quan trọng gì, không quan hệ đại cục, nhưng Hạ Tưởng không phải người khác, hắn là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc. Nếu nói lần trước ở cảnh tượng xảy ra ngoài cửa nhà họ Phó là hành động phản đối một hệ mượn cớ thăm dò thế lực gia tộc, lúc đó tuy rằng bại lui, nhưng hiện tại mượn chuyện của Ngô Hiểu Dương ngóc đầu trở lại. Rốt cục khiến đối phương tìm được điểm đột phá, lấy Tào Vĩnh Quốc khai đao. Hầu Khang Khứ, Hạ Tưởng trong lòng thầm đọc ba lần cái tên này. Gần như một đêm không ngủ, cho dù Cổ Thu thật sắp xếp chỗ cho hắn đặc biệt yên lặng và thoải mái, nhưng hắn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhiều năm quan trường sóng gió khiến hắn dưỡng thành tính dẻo dai cứng như sắt thép, mặc kệ đối phương có bao nhiêu nham hiểm giả dối, hắn đều có thể ngủ được yên ổn, nhưng lần này lại là nhằm vào ba vợ. Xưa nay hắn đối với người bên cạnh yêu thương như tính mạng, luôn cảm thấy thẹn với ba vợ. Trời vừa sáng, Tào Vĩnh Quốc liền gọi điện thoại tới. Hạ Tưởng, ba đã đến Bắc Kinh. Từ giọng nói không nghe ra được Tào Vĩnh Quốc có bất kỳ tâm trạng gì bất mãn hay uể oải. Một giờ sau, ở nơi Hạ Tưởng ngủ lại, Hạ Tưởng đã đón được Tào Vĩnh Quốc. Khác với Hạ Tưởng lo lắng chính là Tào Vĩnh Quốc thần thái phấn chấn, bước chân thoải mái. Một chút cũng chưa bị ảnh hưởng của sự kiện công kích, giống như dỡ xuống gánh nặng trong lòng, cũng khiến Hạ Tưởng hơi nhẹ nhõm trong lòng. Cổ Thu thật sắp xếp một khu biệt thự, không có tên, xa xôi mà yên lặng. Buổi sáng sớm đầu mùa xuân của Bắc Kinh, xuân hàn se lạnh, gió nhẹ phơ phất, Hạ Tưởng lại cùng Tào Vĩnh Quốc gặp mặt, không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn. Năm nay chắc chắn là một năm không bình tĩnh, sẽ xảy ra rất nhiều sự kiện đáng được khắc ghi trong lịch sử, thậm chí là... sự kiện lớn. Tào Vĩnh Quốc ngược lại mở miệng nói trước. Hạ Tưởng, đã bao nhiêu năm rồi, ba không có dùng kinh nghiệm quan trường của ba để chỉ dẫn con làm cái gì,
Tuy nhiên hôm nay ba hy vọng con nghe ba một câu, nhịn một lúc gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, ba lui xuống, con vào Bắc Kinh, qua một năm rưỡi, sau khi con phủ chính, mới quay đầu nhìn lại hôm nay, chẳng qua chỉ là xem qua mây khói thôi. Hạ Tưởng trong lòng cảm thán, người trong quan trường nghĩ thông thoáng như ba vợ, có được mấy người. Người như ba vợ bị sỉ nhục mất đi vị trí bí thư tỉnh ủy mà không hề oán hận, càng là có một không hai. Đương nhiên hắn cũng rõ, sở dĩ ba vợ nghĩ thông suốt, không đấu lý, kỳ thật nói đến cùng vẫn là vì hắn. Tâm tư của ba vợ, Hạ Tưởng sao có thể không biết. Nếu Tào Vĩnh Quốc nuốt xuống cơn tức bị người ta sỉ nhục xuống đài, có lẽ đối phương sẽ thu tay lại, sẽ không bất lợi đối với hắn nữa. Đối phương, bao gồm hệ phản đối và quân đội. Nhưng Hạ Tưởng không thể không nói, ba vợ chìm nổi quan trường nhiều năm, sở dĩ vẫn bảo thủ có thừa mà tranh thủ không đủ, nguyên nhân lớn nhất lại là ông quá lương thiện. Thân là người trong quan trường, không phải nói muốn hại người, nhưng nhất định phải cẩn thận, luôn luôn đề phòng người khác. Mỗi một chức quan đều là tài nguyên xã hội quý báu nhất, anh ngồi ở trên đó, sẽ luôn có vô số người ngóng trông anh rơi xuống, gã dễ thay thế. Điểm xuất phát của ba vợ là tốt, cũng là có tâm tư dàn xếp ổn thỏa và bảo vệ hắn, nhưng ba vợ vẫn suy nghĩ sự tình quá đơn giản rồi, quyền lực mang tới không chỉ là ý chí tuyệt đối, còn phải dựa vào quyền uy cao cao tại thượng, không có ai sẽ bởi vì lương thiện mà nhượng bộ, càng sẽ không bởi vì mềm lòng mà co rút, quyền lực, có lúc phải phân ra thắng bại, thậm chí phải ở trong đao quang kiếm ảnh, dựa vào bản lĩnh thật sự đánh một trận, mới có thể đánh cuộc chịu thua. 3. Con sẽ đề xuất yêu cầu với Trung ương, có thể lui xuống, nhưng phải giải quyết đãi ngộ cấp phó quốc cho ba. Hạ Tưởng không ngay mặt trả lời đề nghị của Tào Vĩnh Quốc, mà không hề che giấu nói ra ý nghĩ thật sự của hắn. Hàng loạt động tác gần đây của Bắc Kinh, cùng lĩnh Nam có liên hệ ở trong, đối phương không phải ép chúng ta đến nhượng bộ mới thôi, mà là phải ép chúng ta đến bên cạnh vách núi, thậm chí là nổi lên một trận gió lớn nữa, khiến chúng ta rơi xuống vực. Tào Vĩnh Quốc không tin lắm. Hạ Tưởng, đừng nghĩ người khác quá xấu, tranh tới tranh lui, chẳng phải tranh một cái vị trí hay sao? Hạ Tưởng trong lòng không biết là bất đắc dĩ hay là bi ai, khó trách đời trước ba vợ chỉ tới chức phó giám đốc sở, ba vợ không chỉ tính cách quá ôn hòa, tấm lòng quá lương thiện, ánh mắt cũng quả thật không đủ rộng lớn. Tranh nhau không chỉ là vị trí, cũng là quyền lực, càng là đường lối. Hạ Tưởng một câu nói vạch trần yếu điểm. Đến cao tầng nhất, tư tưởng chỉ đạo của ai chiếm cứ chủ chốt, người đó mới là người thắng. Tào Vĩnh Quốc lập tức nghĩ thông gì đó, bỗng nhiên cả kinh. Con đến lĩnh Nam, cũng khiến Hầu Khang Khứ nhìn con không vừa mắt sao? Đâu chỉ không vừa mắt. Hạ Tưởng lắc đầu nói. Có lẽ là động tác của bí thư Tống ở Cát Giang đã làm đau mắt của y, hơn nữa con ở lĩnh Nam quá thân với bí thư Trần, với quan hệ vô cùng mật thiết giữa con với bí thư Tống, bí thư Trần. Tự nhiên mà vậy con liền trở thành cái đinh trong mắt của một số người. Tào Vĩnh Quốc đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên, điện thoại của Hạ Tưởng lên. Hạ Tưởng vừa thấy là Tống Triều Độ gọi đến, liền lập tức tiếp nghe điện thoại. Âm thanh lâu ngày không gặp của Tống Triều Độ vang lên, chỉ nói một câu. Hạ Tưởng, tôi đến Bắc Kinh rồi, chúng ta gặp mặt nói sau. Tống Triều Độ cũng khẩn cấp vào Bắc Kinh, sự tình. Quả thật không nhỏ. Cũng thật có chút khẩn trương thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Lại một giờ sau, Tống Triều Độ cũng tới. Tống Triều Độ trước là nhìn thấy Tào Vĩnh Quốc ra cửa nghênh đón, không khỏi sửng sốt, theo sau im lặng cười, đi nhanh về phía trước bắt tay thật chặt với Tào Vĩnh Quốc. Vĩnh Quốc, tôi luôn cảm thấy có lẽ anh cũng ở đây. Triều Độ, có anh tới, trong lòng tôi kiên định hơn nhiều rồi. Tào Vĩnh Quốc và Tống Triều Độ quen biết nhiều năm, tuy rằng không tính là bạn tri kỷ. Nhưng dù sao cùng ra tỉnh Yến, trên tâm lý thân cận hơn. Vĩnh Quốc, lúc nào tôi cũng sẽ đứng chung với anh. Tống Triều Độ hôm nay rất cao hứng, phỏng chừng có tin tức trọng đại. Đón Tống Triều Độ vào trong, Hạ Tưởng dâng trà. Bí thư Tống, là bí thư cổ gọi điện mời anh vào Bắc Kinh sao? Tống Triều Độ lắc đầu. Không phải, tôi cố tình đến gặp anh. Hạ Tưởng cả kinh, Tống Triều Độ xưa nay mọi chuyện trấn tĩnh. Lần này ngay cả điện thoại cũng không gọi trước một cái, liền bay thẳng tới Bắc Kinh, chẳng lẽ sự tình còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Vài ngày trước, tôi ở Bắc Kinh cùng bí thư Trần, bí thư cổ gặp qua rồi. Tống Triều Độ cũng không đánh mai phục, Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đều là người ông tuyệt đối tín nhiệm,
ông liền nói thật. Bề ngoài lĩnh Nam gió êm sóng lặng, Tây Nam cũng là yên ổn không có gì, trên thực tế, sóng triều mới đang nổi lên. Thân là người trong quan trường, mỗi một lần sóng triều đều không thể không đếm xỉa đến, nhất là đến địa vị cao cấp tỉnh bộ, muốn không tỏ thái độ hay đứng đội đều không được. Hạ Tưởng nghe xong Tống Triều Độ nói, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bởi vì sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp vô cùng. Tống Triều Độ tán thành cách nghĩ của Hạ Tưởng, ủng hộ Hạ Tưởng tiếp tục ở lại lĩnh Nam, đồng thời cũng nguyện ra một phần sức lực mưu cầu đãi ngộ cấp phó quốc cho Tào Vĩnh Quốc. Tống Triều Độ cũng hiểu cách nghĩ của Tào Vĩnh Quốc, đối với việc Tào Vĩnh Quốc kịp thời lui xuống tỏ vẻ lý giải, nhưng cũng hy vọng Tào Vĩnh Quốc đấu lý, phải bảo vệ thanh danh, không thể tạo thành hiện tượng giả bởi vì danh tiếng bị tổn hại mà bị ép buộc lui xuống, thanh danh cả đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, quả thật làm cho người ta đau lòng. Tào Vĩnh Quốc cũng đã chấp nhận sự thật, dưới sự khuyên bảo của Hạ Tưởng và sự khai đạo của Tống Triều Độ, cũng nhận thức rõ hơn đối với tình thế. Nếu nói có ai vì đảng vì nước cực khổ cả đời chưa bao giờ đề xuất qua yêu cầu gì quá đáng, quan lớn cấp tỉnh bộ cả nước tìm không được mấy người, Tào Vĩnh Quốc đứng đầu trong đó. Cho dù ông lui xuống chủ yếu suy xét nhượng bộ cho Hạ Tưởng, nhưng cũng phải lui đúng, lui quang minh chính đại, phải xem sớm lui xuống trở thành một kỳ ngộ hoặc nói là điều kiện tiên quyết, đề xuất yêu cầu giải quyết đãi ngộ cấp phó quốc với Trung ương. Với Tào Vĩnh Quốc cả đời thanh liêm lại cộng thêm tình cảnh sớm lui xuống, yêu cầu cũng không quá đáng. Giữa trưa, Hạ Tưởng cùng Tống Triều Độ, Tào Vĩnh Quốc ăn một bữa cơm đạm bạc. Buổi chiều, nhận được điện thoại của Cổ Ngọc, bảo hắn đến gặp mặt Lão Cổ. Trên đường khởi hành đến nhà của Lão Cổ, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật, nói là Tổng Bí Thư phải trích ra thời gian để gặp hắn một cái, mong hắn chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào. Vừa buông điện thoại của Cổ Thu Thật, điện thoại của Diệp Thiên Nam lại gọi tới. Phó Bí Thư Hạ, tôi vừa biết anh đã đến Bắc Kinh, vừa trò chuyện với Thủ tướng bảo tôi chuyển lời với anh, ông ấy muốn gặp anh nói chuyện. Hạ Tưởng lúc này còn không biết, hắn vừa lúc gặp sự kiện lớn, sắp tới đích thân tham dự một sự kiện trọng đại sẽ làm thay đổi lịch sử. Nhà của Lão Cổ, ánh mặt trời đầu mùa xuân tản mạn mà thản nhiên, soi trên lá cây hơi vàng nhạt, khiến người ta tâm trạng thoải mái không ít. Sau khi trải qua một mùa đông dài giá lạnh, mùa xuân của Bắc Kinh, khoan thai đến chậm, nhưng cuối cùng cũng đến rồi. Lão Cổ tinh thần dường như không tồi, ở một góc sân, tay cầm cái cuốc đang khai thác một mảnh đất trồng rau. Hạ Tưởng thấy thế, tiến lên muốn làm thay Lão Cổ, bị Lão Cổ đẩy ra. Có đôi khi, đích thân diệt trừ một số cỏ dại, cũng là hưởng thụ hiếm có. Người già rồi, nhưng vẫn có thể cuốc được đất, nhổ được cỏ dại, thì chứng minh còn hữu dụng. Lời của Lão Cổ, đầy thâm ý, Hạ Tưởng liền biết theo hướng gió đại biến, Lão Cổ sau khi trải qua yên lặng một mùa đông, cũng muốn mặc giáp trụ ra trận, giãn ra tay chân. Cũng phải, là nên diệt trừ cỏ dại rồi. Bắt đầu một năm mới phải làm nhiều và làm tốt công tác để làm tốt cơ sở cho công tác của cả năm. Cùng Lão Cổ cuốc cỏ dại một lúc, Cổ Ngọc liền chạy ra, dâng trà lên. Cổ Ngọc khuôn mặt hồng hào, hơi thở hổn hển, dường như vừa mới làm động tác gì kịch liệt, Hạ Tưởng liền khó hiểu mà liếc nhìn Cổ Ngọc một cái. Cổ Ngọc lặng lẽ thè lưỡi, làm ra tư thế tao nhã mà thanh lịch, Hạ Tưởng hiểu, Cổ Ngọc đang luyện tập yoga. Cổ Ngọc mặc một bộ đồ thể thao, thân hình đầy đặn hơn trước một chút, càng đậm sức hấp dẫn của phụ nữ, dường như cô còn cố ý ở trước mặt Hạ Tưởng bộc lộ chút tài năng, xoay người duỗi chân, làm một động tác yêu cầu cao. Hạ Tưởng liền mỉm cười. Lão Cổ tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng đoán được gì đó, ho khan một tiếng. Cô bé Ngọc đừng quấy rối, ông và Hạ Tưởng phải nói chính sự. Cổ Ngọc thè lưỡi với Lão Cổ, làm mặt quỷ bất mãn, sau đó liền nhẹ nhàng chạy mất, như một nốt nhạc êm tai trong ánh mặt trời mùa xuân. Cổ Ngọc ngây thơ và vui vẻ, vẫn khiến Hạ Tưởng ở trong không khí khẩn trương gần như không thở nổi, hơi làm dịu tâm tình. Chờ bóng dáng của Cổ Ngọc biến mất trong phòng, Lão Cổ mới quay người lại, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, từ từ uống một ngụm trà, mắt nhìn hướng Nam. Miền Nam đã cảnh xuân tốt đẹp, Bắc Kinh lại vẫn là xuân hàn phiền não. Tây Nam có cảnh xuân chưa? Hạ Tưởng giọng điệu thoải mái mà hỏi một câu. Lão Cổ rất bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Biết rõ còn hỏi, là muốn thử tôi, hay là muốn đùa giỡn khôn vặt trước mặt tôi? Hạ Tưởng cười ha hả. Ông ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, nghe ý kiến của người lớn tuổi, là để người trẻ tuổi sửa chữa trên con đường trưởng thành.
Lão Cổ nghiêm trang nói. Đánh đen là chuyện tốt, hát nhạc cách mạng cũng là chuyện tốt, nhưng nếu đánh đen biến thành xem ai không vừa mắt thì đánh người đó, hơn nữa ý chí cá nhân giỏi hơn luật pháp, thì rất có cách mạng văn hóa còn sót lại. Hát nhạc cách mạng, ông nghĩ thế nào? Hạ Tưởng rất có hứng thú hỏi. Trong số cách mạng lão thành của đời Lão Cổ, có thể tránh qua 10 năm đại họa mà không chết, cực kỳ ít. 10 năm đại họa, không chỉ là ý chí cá nhân giỏi hơn hiến pháp, cũng là thể hiện ý chí cá nhân cực đoan thần hóa, là tai họa đáng được khắc sâu vĩnh viễn trên lịch sử Trung Quốc. Trong số lãnh đạo cao tầng của thế hệ bây giờ, đa số người đều gặp qua 10 năm đại họa hãm hại. Cao tầng cũng đối với sự kiện cách mạng văn hóa đạt thành nhận thức chung, cũng đã có định tính, hát nhạc cách mạng, nếu như chỉ khiến ông già bà lão hát nhạc cách mạng cũng không gì đáng trách, nhưng cơ quan đảng chính đều không làm chính sự. Hàng ngày karaoke, nói không chừng hát mãi sẽ nhảy chung tự vũ điệu múa bày tỏ lòng trung thành cuồng nhiệt với Mao Trạch Đông. Thủ đoạn ngu dân cũng không cao minh. Lão Cổ không chút khách khí hạ kết luận, lại nhìn thẳng Hạ Tưởng. Nói cách nghĩ của cậu xem. Ông có từng đi hát karaoke chưa? Hạ Tưởng bỗng nhiên tung ra một vấn đề buồn cười. Lão Cổ sắc mặt trầm xuống. Thằng quỷ con, cậu có ý gì? Hạ Tưởng vội xin tha. Ông đừng hiểu lầm, cháu muốn nói, hát karaoke rất đắt. Phải nói sau khi hát xong có giáo dục tư tưởng gì, có nhận thức sâu sắc gì. Kỳ thật cũng gần giống như cảm giác tắm một cái. Thằng nhóc nhà cậu. Lão Cổ cười ha hả. Ý là nói, tiêu tiền lung tung rồi. Cháu không có nói, cháu chỉ nói, mặc kệ là xuất phát từ góc độ có thể thống nhất tư tưởng do ca hát nhảy múa, hay là suy xét từ góc độ mượn cớ bày tỏ đường lối gì, đều là thất sách. Hạ Tưởng hạ định luận. Đáng tiếc, người trong cuộc thường mê muội. Lão Cổ đột nhiên vỗ ghế dựa, đứng lên. Vì ở Tây Nam, cậu nhất định phải cẩn thận ứng đối, theo tôi được biết, y và tập đoàn quân của Điền Nam có qua lại. Thật sao? Hạ Tưởng giật mình, xưa nay tiếp xúc mật thiết với bên quân đội là đại kỵ, cho dù tập đoàn quân của Điền Nam là bộ đội của người cha nào một tay sáng lập, nhưng theo thời gian mọi chuyện thay đổi, chưa từng có qua vị nào trải qua quân đội có thể có được tư lệnh tập đoàn quân đáp lại. Đùa kiểu gì vậy? Chính trị không phải trò chơi con nít tập làm người lớn, chính trị là trò chơi lớn phải rơi đầu. Qua rồi, Hạ Tưởng thở dài một tiếng, hắn tuy rằng sớm nhìn ra vị đó sau khi đánh đen xong, sẽ bắt đầu không chờ đợi được mà dở trò, thậm chí ngay cả Tào Vĩnh Quốc cũng coi như bị chủ tính rồi, không ngờ, còn âm thầm cùng bên quân đội liên kết, gã muốn gây rối thế nào. Lão Cổ không còn nhắc đến chuyện này, trực tiếp nhảy qua, vỗ vai Hạ Tưởng. Trọng trách trên vai cậu rất nặng, tin rằng Lão Ngô sẽ khiến cậu tạm thời ở lại Bắc Kinh tránh sóng gió, nhưng thái độ của tôi là, Dương Thành, càng có nhiều đất dụng võ hơn. Ông không sợ cháu bị Ngô Hiểu Dương một phát bắn chết. Hạ Tưởng cười nói, Ngô Hiểu Dương là muốn lấy cậu ra chút giận, nhưng ông ấy không muốn để lại nhược điểm. Cho nên, ông ta cần thời gian để bố cục. Đối với cậu mà nói, không sợ nhất chính là thiết cục. Ông ấy bố cục, cậu đề phòng, huống chi bên cạnh cậu còn có Quan Hoa và Mộc Phong. Lão Cổ đối với Hạ Tưởng rất tin tưởng. Tôi sẽ sắp xếp thêm hai người đến Dương Thành bảo vệ cậu, thế nào, có lòng tin hay không? Ban đầu tưởng rằng Lão Cổ cũng sẽ khuyên hắn ở lại Bắc Kinh, không ngờ Lão Cổ chiến ý tăng vọt, muốn để hắn tiếp tục ở lại Dương Thành, phải mượn cơ hội chiến đấu cuối cùng với Ngô Hiểu Dương. Mượn thế dẫn dắt quân ủy cao tầng sau lưng của Ngô Hiểu Dương lộ ra dấu vết, dễ khiến Lão Cổ thừa cơ ra tay, nhất cử đánh tan. Kỳ thật đối với bản thân Hạ Tưởng mà nói, hắn cũng sẽ không dưới sự ép bức của Ngô Hiểu Dương, ôm đầu thoát khỏi Dương Thành, sau đó tránh ở trong Bắc Kinh, ngồi chờ giây phút Ngô Hiểu Dương bị cách chức nếu như hắn không dũng cảm đối mặt khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời, hắn sẽ mãi mãi để lại nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời. Khiêu chiến lớn nhất của một người không phải đến từ bên ngoài, mà từ nội tâm. Chiến thắng nỗi sợ của nội tâm, với tinh thần phấn chấn xem mỗi một sự khiêu chiến trở thành kỳ ngộ, mới có thể đón gió đi lên. Vốn chuẩn bị cùng Lão Cổ ăn cơm tối, lại nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật, nói rằng Tổng Bí Thư đúng lúc đã sắp xếp xong thời gian, bảo Hạ Tưởng qua đó cùng ăn cơm tối, Hạ Tưởng liền không dám chậm trễ, tạm biệt Lão Cổ, đi đến điểm hẹn. Điểm hẹn của Cổ Thu Thật là một khu thư nhàn canh phòng nghiêm ngặt, sau khi Hạ Tưởng đến, đang dừng xe kiểm tra, Cổ Thu Thật đi ra đón hắn vào, nếu không phải Cổ Thu Thật dẫn dắt, hắn ít nhất cũng phải chậm trễ mười mấy phút. Hẳn là một khu nhà ở lâu đời,
trong sân có rất nhiều cây to lớn, hiển nhiên không ít tuổi rồi. Tuy rằng là đầu xuân, trên cây còn chưa thấy một chút màu xanh, đặt mình trong đó, lại vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Cổ Thu Thật vừa đi vừa nói. Kỳ Hỏa bây giờ không ở bên cạnh Tổng Bí Thư, bây giờ tôi ở Ban Bí Thư, tạm thời bị kéo đi lính. Kỳ thật nếu phải nói Mễ Kỳ Hỏa và Cổ Thu Thật ở trong cảm nhận của Tổng Bí Thư, ai gần ai xa, cũng thật không dễ nói rõ, tin rằng Tổng Bí Thư cũng không muốn so sánh. Hạ Tưởng có lý do tin rằng, Cổ Thu Thật cũng là thuận miệng nói ra, cũng là chú giải cho quan hệ mật thiết giữa y và Tổng Bí Thư. Kỳ thật Cổ Thu Thật và Tổng Bí Thư càng thân mật, ngược lại càng có khả năng ảnh hưởng bất lợi đối với hắn, thả ra tình ngoài là cách làm tốt nhất, nhưng tình thế mạnh hơn người, Cổ Thu Thật đột xuất bổ sung vào Bộ Chính trị, xưa nay không có tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm Bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, vì thế, y phải từ bỏ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu. Nghĩ lại cũng phải, có lẽ bắt đầu từ ngày Cổ Thu Thật bổ sung đưa vào trong bộ, cân bằng của cả Bộ Chính trị liền hơi bị phá vỡ. Hạ Tưởng dọc đường đi suy nghĩ rất nhiều, nếu Mễ Kỳ Hỏa không thả xuống lĩnh Nam, bây giờ hẳn là Mễ Kỳ Hỏa ở bên cạnh của Tổng Bí Thư, mọi chuyện lớn nhỏ lo toan hết thảy. Tuy nhiên, Tổng Bí Thư bên cạnh còn có một người Minh Đắc Mưu. Đối ngoại, Minh Đắc Mưu kỳ thật càng có ảnh hưởng hơn Mễ Kỳ Hỏa, trước khi Mễ Kỳ Hỏa chưa thả ra ngoài lĩnh Nam, y gần như xưa nay không xuất đầu lộ diện trên truyền thông, luôn tránh sau màn, ngược lại Minh Đắc Mưu thân là chủ nhiệm văn phòng Trung ương. Tiếng tăm rất cao. Xuyên qua đường lớn cây cối san sát, đi tới một hoa viên không lớn, có một nhà chính tọa bắc hướng nam, tiến vào phòng, bên trong bài trí cổ kính, Tổng Bí Thư đang ngồi ở giữa, nghiêm túc lật xem văn kiện. Hạ Tưởng theo Cổ Thu Thật tiến vào, Tổng Bí Thư buông văn kiện, gật gật đầu. Hạ Tưởng đến rồi, ngồi. Hôm nay sự tình không ít, sắp xếp vội vàng một chút, nào, vừa ăn vừa nói. Hạ Tưởng theo lời ngồi xuống, cũng không khách khí, Cổ Thu Thật cũng ngồi xuống một bên. Nói là ăn cơm, kỳ thật so với thức ăn lần trước Hạ Tưởng cùng Tổng Bí Thư ăn cơm không khác gì nhiều, đơn giản mà dưỡng sinh, Hạ Tưởng ăn không nhiều lắm, Cổ Thu Thật cũng không có ăn nhiều mấy, ngược lại Tổng Bí Thư có thể cũng là đói bụng, đã ăn một miếng lương thực phụ, còn ăn một chén cháo. Sau khi ăn xong, Tổng Bí Thư mới mở miệng nói. Chuyện của Vĩnh Quốc, khiến ông ấy chịu uất ức rồi. Hạ Tưởng, cậu thay tôi bày tỏ lời an ủi ông ấy. Hạ Tưởng rất cảm động. Cảm ơn Tổng Bí Thư yêu mến. Có cách nghĩ gì, cứ việc nói. Tổng Bí Thư thân thiết hỏi han. Đừng có gì băn khoăn. Hạ Tưởng liền lấy dũng khí. Hy vọng có thể giải quyết đãi ngộ cấp phó quốc cho ông ấy. Tổng Bí Thư dường như một chút cũng không kinh ngạc yêu cầu mà Hạ Tưởng đề ra, thản nhiên hỏi một câu. Mặt trận Tổ quốc hay là Hội đồng Nhân dân? Mặt trận Tổ quốc đỡ một chút, bớt lo. Hạ Tưởng rất cung kính. Chỗ tôi không thành vấn đề. Tổng Bí Thư trả lời rất dứt khoát. Chỉ cần nhà họ Quý gật đầu là được. Tôi phụ trách làm thông công tác với nhà họ Quý. Hạ Tưởng cũng rất trực tiếp. Xin Tổng Bí Thư yên tâm. Chuyện của Vĩnh Quốc, tôi có thể yên tâm. Chuyện của cậu, tôi không yên tâm lắm. Tổng Bí Thư nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Hạ Tưởng. Kế tiếp có thể sẽ có hàng loạt dung chuyển, lĩnh Nam, có khả năng đúng lúc là trung tâm dung chuyển, cậu đứng mũi chịu sào sẽ đứng ở phía trên đầu sóng ngọn gió, có lòng tin không lắc lư nghiêng ngả hay không? Lời nói của Tổng Bí Thư dường như có hàm nghĩa khác, Hạ Tưởng áy náy cả kinh, chẳng lẽ Tổng Bí Thư lo lắng lập trường hắn không đủ kiên định? Lại suy nghĩ, không phải, Tổng Bí Thư không phải không có lòng tin đối với lập trường của hắn. Mà là không có lòng tin với việc hắn có thể trong dung chuyển cực lớn sắp diễn ra bình an qua ải hay không. Trên đường, Hạ Tưởng sẽ chờ Liên Nhược Hạm gọi điện thoại đến. Vốn sau khi hắn nhận được điện thoại của Tào Thù Lê, khi ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương tỉnh dậy, liền gọi điện cho Liên Nhược Hạm, nhưng không ai nghe máy. Sau lại ngẫm có thể là Liên Nhược Hạm rất mỏi mệt, nên cũng không quấy rầy cô nữa. Một thời gian rất dài không gặp Liên Nhược Hạm, nói thật. Hạ Tưởng quả thật vô cùng nhớ cô. Từ năm đó khi mới quen ở huyện Bá, đến sau khi có bão tuyết, Liên Nhược Hạm mạo hiểm tính mạng lái xe từ Bắc Kinh đi đường núi đến thăm hắn, chỉ vì thử tính khả thi của đường núi một lần, chuyện cũ còn rõ ràng trong mắt, chỉ có điều hiện nay gia nhân ở nơi khác, trời Nam đất Bắc, nghĩ lại chuyện cũ, Hạ Tưởng không ngờ nhất thời ảm đạm đau lòng. Đàn ông cũng là người, cũng có lúc nhu nhược. Anh lại làm cha, anh cũng thật hạnh phúc, em thì phải mang vạ.
giọng Liên Nhược Hạm nhẹ nhàng trước sau như một, không vì năm tháng qua đi mà mất đi hào quang. Hạ Tưởng vô cùng vui sướng, cũng rất nhớ, mỉm cười một tiếng. Rất xin lỗi, để em phải vất vả. À, Liên Nhược Hạm ngạc nhiên nói. Biểu hiện của anh hơi lạ, có nghiêm túc thật không, có phải làm chuyện gì có lỗi với mẹ con em hay không? Không, là có lỗi với chị em và Thù Lê. Hạ Tưởng mỉm cười, Liên Nhược Hạm vẫn là Liên Nhược Hạm, dám yêu dám hận, chưa bao giờ thay đổi. Nhược Hạm, em về đi, anh nhớ em. Hạ Tưởng nói một câu thâm tình. Một câu, liền đánh trúng tâm tư của Liên Nhược Hạm, cô trầm mặc một lúc lâu mới nói. Lấy chồng theo chồng, lấy anh theo anh, một tháng sau, em và Thù Lê cùng nhau trở về, được không? Sau đó lại cố ý thở dài một tiếng. Cũng không biết có phải nhớ em thật hay không, dù sao anh cũng sẽ gạt em. Hạ Tưởng im lặng mỉm cười, một tháng sau Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê về nước, khẳng định không thể tốt hơn, đến lúc đó thế cục trong nước chưa chắc đã gió êm sóng lặng. Nhưng ít nhất lĩnh Nam đã không còn gió. Ngẫm lại sắp được đoàn tụ với Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong và vui sướng. Địa điểm gặp mặt thủ tướng là một căn nhà bình thường màu xám, thấp thoáng có người khống chế trong khu vực này, yên lặng và an toàn. Hạ Tưởng được nhân viên của văn phòng nội các chính phủ dẫn tới một tòa nhà nhỏ hai tầng, đi vào bên trong, phong cách trang trí vô cùng áp lực, trang nghiêm có thừa mà sức sống không đủ, sắc thái chỉnh thể u ám, khiến cho người ta cảm thấy không khí khẩn trương một cách khó hiểu. Không tồi, thời gian Hạ Tưởng và thủ tướng nói chuyện cũng không ngắn, điều chỉnh lại nhịp thở. Bình ổn tâm lý, dạo bước tiến vào một căn phòng mà bốn vách tường đều có thư pháp của danh nhân, liếc mắt một cái liền thấy thủ tướng. Thủ tướng, lộ vẻ già nua, trên đầu tóc trắng cũng thấy rõ ràng, mặc một bộ quần áo màu xám, chỉ nhìn dáng vẻ, không ai cho rằng ông ta chính là thủ tướng danh tiếng khắp thiên hạ. Thủ tướng xoay người lại, khẽ mỉm cười, bắt tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đến đây, anh đã phải đi một chuyến thật xa, vất vả rồi. Không phiền gì. Không phiền gì. Hạ Tưởng khách khí nói, cùng ngồi ở salon với thủ tướng. Hạ Tưởng, Vĩnh Quốc là đồng chí tốt, đối với chuyện của ông ấy, tôi rất tiếc. Tôi hy vọng anh không bị gánh nặng tâm lý, tin tưởng Trung ương Đảng sẽ cho Vĩnh Quốc một vị trí thích hợp. Thủ tướng đề cập đến Tào Vĩnh Quốc trước tiên, vừa an ủi, vừa là kéo gần quan hệ. Anh có yêu cầu gì, cứ việc nói, tôi sẽ suy xét nghiêm túc. Nếu khiến ngoại giới biết chuyện Tào Vĩnh Quốc, chỉ sợ không ít quan lớn cấp tỉnh bộ đều tự đáy lòng sinh cảm xúc như nhau, chính là nếu không có một đứa con quý hóa, như vậy nhất định phải có một người con rể như Tào Vĩnh Quốc đã có. Bởi vì bắt bẻ chuyện dùng người mà phải lui ra trước thời hạn, Tổng Bí Thư và Thủ tướng luôn tỏ vẻ an ủi. Nguyên nhân cũng là Tào Vĩnh Quốc có một con rể tốt độc nhất vô nhị Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không khách khí, hắn cũng rõ lời Thủ tướng nói không phải thuận miệng mà nói, mà là thật tâm, liền nói. Cha vợ cả đời làm quan thanh liêm, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng không vì cá nhân và người nhà mà mưu cầu bất luận lợi ích gì, hy vọng cuối cùng ông ấy có thể có được đãi ngộ phó quốc, cũng có thể an hưởng lúc tuổi già. Thủ tướng gật đầu nói, yêu cầu cũng không quá đáng, tôi cũng ủng hộ. Hành động đặc biệt của lĩnh Nam, triển khai thật sự thú vị, tất cả các tỉnh cả nước do một người giỏi dẫn dắt, đồng chí Hạo Thiên kiên định trong chính trị, trước sau duy trì sự nhất trí với Trung ương Đảng. Tổng Bí Thư và tôi đều khá vừa lòng với các hạng mục công tác của lĩnh Nam. Thủ tướng liền chuyển chủ đề sang lĩnh Nam. Kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, chuyện của Tào Vĩnh Quốc là khúc dạo đầu, rồi đặt chân đến lĩnh Nam, kỳ thật bên trong vẫn có chút tương thông, bởi vì bàn tay đứng sau thúc đẩy sự việc của Tào Vĩnh Quốc có quan hệ đối địch rắc rối phức tạp với lĩnh Nam. Lại nghĩ, Thủ tướng có thật tâm tán thưởng Trần Hạo Thiên hay không thì không thể biết được. Nhưng đối thủ chính trị của Trần Hạo Thiên cũng có phần không thích cũng là sự thật. Mà vị kia lại ra chiêu, muốn mượn việc đả kích Tào Vĩnh Quốc để làm cho hắn bị thương nặng, rồi gây ảnh hưởng đến Trần Hạo Thiên, chẳng khác nào đi được một bước thật lớn. Cũng là bởi vì vị kia, mới khiến không khí trở nên khẩn trương chưa từng có, đồng thời, cũng khiến Thủ tướng trịnh trọng đề xuất chuyện lạ là gặp mặt hắn. Hơn nữa Hạ Tưởng gần như có thể kết luận chính là, lúc này Thủ tướng và Tổng Bí Thư đã kiên quyết bắt tay. Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm đến lĩnh Nam. Trước khi Thủ tướng chính thức đề xuất đến vấn đề chính của hôm nay, Hạ Tưởng chỉ có thể trả lời khách sáo. Cũng may Thủ tướng chỉ nói vài câu sau đó, rốt cục nói lời sâu xa về vấn đề chính. Hạ Tưởng,
Thiên Nam ở lĩnh Nam, làm việc dưới sự lãnh đạo của anh phải quan tâm nhiều đến anh ta. Anh ta cũng nói, cần học tập anh nhiều, phải nghe theo chỉ thị của anh. Thủ tướng nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý liếc mắt một cái. Tôi tin tưởng, Thiên Nam ở lĩnh Nam sẽ trợ giúp anh một tay. Hạ Tưởng im lặng gật đầu, Thủ tướng nói đúng, sau khi đã trải qua thất bại ban đầu, sau khi đã trải qua thời kỳ làm trung tâm của các sự kiện, hiện nay dưới hoàn cảnh bức bách, Diệp Thiên Nam ở lĩnh Nam chỉ có một đường có thể đi. Là tha thiết đi theo sau hắn, đảm đương người bày mưu và lính hầu cho hắn. Thủ tướng còn nói, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp diễn ra, trước và sau Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, dễ dàng có gió, anh cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cho bão cát làm mê muội ánh mắt. Anh yên tâm, ở Trung ương có Tổng Bí Thư, có tôi, một số người muốn mưu đồ áp đặt sự việc lên đầu anh, sẽ không thực hiện được. Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng thời khắc này anh duy trì ý nghĩ tỉnh táo, thấy rõ phương hướng, một bước chân, không thể xuất hiện sai lầm. Có đôi khi một bước bước ra, có khả năng vĩnh viễn không quay đầu lại được. Có chuyện có thể thương lượng với Thiên Nam, gặp vấn đề có thể cho Thiên Nam đi làm. Tóm lại một câu, anh đừng tiếc cái giá phải trả để đảm bảo cho bản thân an toàn. Không để bị ngoại giới ảnh hưởng, nói cho anh biết tôi có thể chịu trách nhiệm, cho dù là ai, mặc kệ kẻ đó xuất phát từ mục đích gì, tất cả những gì kẻ đó đứng phía sau làm để nhằm vào anh, đều là phí công. Phải chặt chẽ đoàn kết với Tổng Bí Thư ở xung quanh Trung ương Đảng, không gây sức ép, đương nhiên không làm ầm ĩ. Nếu có người muốn gây sức ép muốn làm ầm ĩ, cũng không phải sợ, anh cứ thẳng tay mà trả đòn. Trên đường trở về, lời nói của Thủ tướng còn vang vọng bên tai. Lời ám chỉ của Thủ tướng thật có lực trực tiếp, khiến Hạ Tưởng thấy rõ một sự thật, chính là từ sự việc Tào Vĩnh Quốc mà để lộ ra tin tức, hơn nữa chuyện trong tập đoàn quân đội Điền Nam mà lão cổ nói đến, là vị kia đã chạm đến tơ hồng rồi. Nếu nói diệt trừ xã hội đen coi như vì dân chờ lệnh, trong quá trình này làm không ít việc thật sự, tùy ý lấy cường quyền dẫm lên pháp luật, chỉ vì một gã luật sư Bắc Kinh biện hộ cho một gã xã hội đen. Trong quá trình diệt trừ xã hội đen lại có hiện tượng hắc ám, đã bị cơ quan tư pháp địa phương cưỡng ép bắt giữ và cưỡng ép công tố, cuối cùng dẫn tới một hồi thảo luận về cai trị bằng con người và cai trị bằng pháp luật. Một khúc hát của toàn dân còn không đủ để khiến người ta tỉnh ngủ, chỉ thiếu chút nữa chữ trung biến thành thủ đoạn ngu dân, rốt cục lên tới tận vấn đề đường lối. Hạ Tưởng liền biết, theo như lời Thủ tướng, đi ra một bước, thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Đi xe đi gặp lão cổ một chút, lão cổ nói cho Hạ Tưởng, ông ta đã đều điều động nhân sự ở hai quân khu Dương Thành và Lĩnh Nam, bất cứ lúc nào có thể xuất động để bảo vệ an nguy của hắn, còn cố ý vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng nghĩ đến chuyện năm đó ở tỉnh Tương đi đường bị đuổi giết, lúc này đây, cứ trình diễn dụ rắn ra khỏi hang cho tốt, khiến kẻ sau lưng Ngô Hiểu Dương, bị bại lộ giữa ban ngày ban mặt, cũng tốt cho việc ta bắt kẻ đó. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười bất đắc dĩ. Lão Ngô so với ta có phúc thật, nghe nói ông ta lại có thêm một cháu ngoại là bé gái. Cũng không biết tôi có thể còn sống mà nhìn đến ngày có người kế tục hay không. Hạ Tưởng khó giữ được mặt đỏ lên, cười ha hả, tìm Cổ Ngọc nói chuyện. Vốn Hạ Tưởng muốn buổi chiều trở về Dương Thành, lại bị Cổ Ngọc cuốn lấy, cũng không biết là lời nói của lão cổ kích thích cô, hay tình mẫu tử của cô lớn lao, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện con cái, dù sao cốt là không để Hạ Tưởng chạy lấy người, Hạ Tưởng phải thực hiện nghĩa vụ của người đàn ông. Kết quả Hạ Tưởng ở bên trong sự dịu dàng như nước của Cổ Ngọc, có được một lần âu yếm khó có được trong hành trình tới Bắc Kinh. Ngày kế, cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết tốt, tâm trạng của Hạ Tưởng cũng rất tốt, tuy nhiên khi hắn nhìn đến thân mình lồ lộ bên cạnh mình, lại đem chăn đắp lên người Cổ Ngọc, vẫn vui mừng mỉm cười. Hy vọng những phụ nữ hắn yêu và phụ nữ yêu hắn tất cả mạnh khỏe, mọi chuyện thuận lợi hài lòng, không vì chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng. Bởi vì hắn rõ ràng, về lĩnh Nam, khẳng định phải gặp một lần khiêu chiến lớn nhất từ lúc chào đời cho tới nay. Buổi sáng, Hạ Tưởng lại đi một chuyến đến nhà họ Ngô, báo cáo cho ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương một chút về buổi gặp mặt Thủ tướng, lại nhắc tới Liên Nhược Hàm hẳn là sắp tới sẽ về nước, khiến cho ông cụ Ngô bớt buồn bã. Ngô Tài Dương tránh không được lại dặn dò Hạ Tưởng vài câu, bảo hắn phải cẩn thận mọi chuyện, Hạ Tưởng gật đầu, hiện tại Ngô Tài Dương quan tâm đến hắn, càng ngày càng có hương vị tình thân. Đến giữa trưa, sau khi Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân gặp nhau, chạy tới sân bay, đăng ký, nhận được điện thoại của phía tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam.
Nội dung điện thoại dường như rất bình thường, không có gì ngạc nhiên, có hai chuyện, một là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Khang Hiếu đến Lam Hải thị sát công tác. Ở bên ngoài xem, Khang Hiếu đến Lam Hải thị sát không có gì thần kỳ, nhưng nghĩ đến hiện tại Hứa Quan Hoa ở Lam Hải chấp hành quân vụ, tổng hợp lại và phân tích cùng với tin tức thứ hai mà nói, sẽ cho ra một kết luận duy nhất, lĩnh Nam sắp gió nổi mây vần. Bởi vì tin tức thứ hai là, Ngô Công Tử đã kết thúc đời sống thực vật, đã chết rồi. Ngô Công Tử chết, tuyên bố một tia hy vọng cuối cùng của Ngô Hiểu Dương đã tiêu tan, cho thấy kế hoạch của Ngô Hiểu Dương sẽ ra trước thời hạn. Thật ra trình tự trước sau hai chuyện là, khi Ngô Công Tử tử vong. Sau khi tuyên bố Ngô Công Tử tử vong, mới được mấy giờ, Khang Hiếu lại đột nhiên quyết định tới Lam Hải thị sát, nếu nói công tác thị sát và việc Ngô Công Tử chết không có chút quan hệ, cũng không ai tin. Trên máy bay, Hạ Tưởng ngồi dựa vào cửa sổ, hơi nhắm mắt tĩnh tâm nhưng không có chút buồn ngủ, thu hoạch của hành trình Bắc Kinh, tổng thể không khiến hắn bất ngờ. Ngoại trừ việc Liên Nhược Hạm sinh cho hắn một hòn ngọc quý ra thì tất cả đều nằm trong mong muốn. Nhưng sự việc ở lĩnh Nam, lại thoát khỏi sự khống chế. Những tưởng rằng còn có đủ thời gian để hắn bố trí tỉ mỉ, hiện tại xem ra là không có khả năng, trong lòng Hạ Tưởng có chút bất đắc dĩ, Ngô Công Tử thật sự là ngày thường vô liêm sỉ. Vô lại, chết thì chết đi, còn chết không đúng lúc. Tại sao không thể kiên trì đợi một tháng hắn chết, lại chết bây giờ, không phải chết cũng muốn làm cho người ta không được yên bình sao? Nhưng mà, tuy rằng Ngô Công Tử tạm thời quyết định chết sớm để làm hỏng bố trí của mọi người, cũng khiến Hạ Tưởng ít nhiều hơi bị động, cũng may Đường Thiên Vân ở Bắc Kinh vài ngày cũng không nhàn rỗi, từ trước đến nay liên hệ chặt chẽ với phía Dương Thành, gia tăng bố cục, đẩy mạnh sắp xếp chắc chắn, không hề tụt hậu. Sau khi biết tin Ngô Công Tử chết, Đường Thiên Vân khẩn cấp gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Khang Tân và Trương Lực. Lãnh đạo, ngày hôm qua Phó trưởng Ban Thư ký Lâm và Lý Dật Phong đã gặp mặt. Đường Thiên Vân thấy Hạ Tưởng hơi mở to mắt, nhỏ giọng báo cáo. Trương Lực nói, dưới sự dẫn dắt của Thi Khải Thuận, anh ta đã gặp mặt trước với Ngô Hiểu Dương, sau đó còn có khả năng lại gặp nhau lần nữa. Phía trước và phía sau, tất nhiên là lấy cái chết của Ngô Công Tử làm đường ranh giới. Nếu nói trước đây Trương Lực gặp Ngô Hiểu Dương, là liên lạc cảm tình, sau khi hợp tác sâu sắc Trương Lực lại được mời, để đẩy mạnh bố cục. Hoặc là nói, bắt đầu động thủ. Việc qua lại trao đổi với Lâm Khang Tân và Lý Dật Phong, Hạ Tưởng đều nắm vững trong tay, nhưng hắn đối với Trương Lực. Luôn luôn có chút không xác định được, có lẽ là lúc trước Cổ Thu thật coi Trương Lực là nhân vật mấu chốt khiến hắn coi Trương Lực vào trước là chủ. Hơn nữa giữa Trương Lực và Quý Như Lan có chuyện cũ, mà tính tình Quý Như Lan lại hay thay đổi. Đúng, Quý Như Lan, Hạ Tưởng sợ nhưng mà tỉnh, lần trước hắn khiến Quý Như Lan thay hắn chuyển lời cho ông cụ Quý một câu, nhưng vẫn không có câu trả lời, chẳng lẽ Quý Như Lan cũng không chuyển lời hay sao? Nếu thật là như thế, người phụ nữ này cũng đúng là không có chừng mực. Vừa hạ cánh Hạ Tưởng liền gọi điện cho Lâm Song Bồng. Bí thư Lâm. Lúc trước tôi nhờ Quý Như Lan chuyển lời cho lão Quý một câu, làm phiền anh hỏi một chút, lão Quý có nhận được tin tức đó không? Lâm Song Bồng thình lình nhận được điện thoại của Hạ Tưởng hơi không hiểu chuyện gì, anh ta hơi trầm ngâm, nói không xác định. Hẳn là không có vì gần đây ông cụ vẫn ốm đau liệt giường. Như Lan cũng không biết bận việc gì, cũng không về Mai Hoa, càng không nghe cô nói chuyển lời gì. Ngô Hiểu Dương sắp chết liền phản pháo, có khả năng kẻ gây tai họa chạy về hướng đông. Hạ Tưởng lại lặp lại một lần lời nói lúc ấy với Quý Như Lan, trong lòng có chút tức giận. Gần đây có khả năng sẽ có tình huống đột phát, Bí Thư Lâm, nhờ anh chuyển lời lại cho lão Quý một câu, làm ơn giữ chặt Quý Như Lan một chút, để tránh làm cho người ta có thể lộ cơ mật. Không đợi Lâm Song Bồng phản ứng, Hạ Tưởng ngắt điện thoại. Vừa mới trở lại tỉnh ủy, Đường Thiên Vân vội trước vội sau pha trà, điện thoại reo, Hạ Tưởng không kịp xem là ai đã thuận tay nghe điện thoại. Bên trong liền truyền đến giọng Quý Như Lan vô cùng bất mãn. Phó Bí Thư Hạ, tôi làm việc không cần anh tới khoa tay múa chân, nếu anh thật sự quá thừa sức lực, có thể đến hoa vô khuyết của tôi bình phẩm trà ngắm hoa, tôi tất nhiên quét rác đón chào. Nhưng chỉ trỏ những việc tôi đã làm, là việc đàn ông không nên làm. Quý Như Lan tức giận, phát hỏa lên với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Tôi không có chỉ trỏ chuyện của cô, tôi chỉ vô cùng tôn kính lão Quý. Muốn nhắc nhở ông cụ một tiếng, cẩn thận gió quá lớn làm bản thân bị thương. Ai cần anh lo, ai biết anh có chủ ý gì.
Quý Như Lan vẫn tức giận bất bình. Hy vọng Phó Bí Thư Hạ về sau có chuyện gì không cần nói với Lâm Song Bồng, có thể trực tiếp nói với tôi. Làm Lâm Song Bồng mách tội sau lưng tôi, thì không có ý nghĩa gì. Hạ Tưởng lắc đầu cười, thì ra Lâm Song Bồng chưa nói sau lưng Quý Như Lan, Quý Như Lan đã trách tội tới đầu hắn. Quý Như Lan cũng thật là, cũng không ngẫm cho kỹ, trước mặt Lâm Song Bồng hắn đâu có nói xấu cô. Lòng dạ của cô ta suy nghĩ cũng quá nông. Tuy nhiên cho dù như thế nào, Quý Như Lan gọi điện thoại chứng tỏ Lâm Song Bồng đã nói ra chuyện, Hạ Tưởng cũng an tâm, hắn mới lười so đo với tính tình kỳ lạ của Quý Như Lan, có nhiều chính sự phải lo, bỏ sức ra tức giận một phụ nữ cũng không đáng. Xử lý vài sự vụ còn tồn lại, Hạ Tưởng đi tới văn phòng của Mễ Kỳ Hòa. Sau khi tới Lĩnh Nam, Hạ Tưởng tuy rằng duy trì quan hệ coi như không tồi với Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hòa, nhưng rõ ràng lui tới mật thiết với Trần Hạo Thiên hơn nhiều. Ngoại trừ công tác tất yếu cần ở ngoài, thì tính cách cũng hướng ngoại như Trần Hạo Thiên. Tính cách Mễ Kỳ Hòa tương đối hướng nội, không thích chủ động phát biểu ý kiến, hơn nữa ông ta cố ý giữ tác phong khiêm tốn, công tác cùng xuất hiện với Hạ Tưởng lại ít, Hạ Tưởng và ông ta cùng hoạt động thật đúng là không nhiều lắm. Trên thực tế, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hòa dù sao cũng vừa mới quen biết, rất khó mà nói được quá mức thoải mái. Hắn gõ mở cửa văn phòng Mễ Kỳ Hòa, khẽ gật đầu với Trương Lực. Thư ký Trương, Chủ tịch tỉnh Mễ có ở đây không? Trương Lực đột nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng, sắc mặt hơi đổi, lập tức trở lại bình thường. Để tôi đi thông báo một chút. Vẻ mặt Trương Lực chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Hạ Tưởng nhìn thấy, khiến cho trong lòng hắn có chút dao động, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trương Lực gặp Ngô Hiểu Dương, xuất hiện chuyện gì không thể đoán trước. Dạo bước thẳng tiến đến văn phòng Mễ Kỳ Hòa, nghi hoặc trong lòng Hạ Tưởng còn chưa tiêu tan, quyết định bảo Đường Thiên Vân lại thăm dò Trương Lực. Quý Như Lan nếu gặp chuyện sẽ hành động theo cảm tính, thế nào cô ta cũng làm ầm ĩ, Hạ Tưởng mặc kệ, chỉ cần cô ta không làm ảnh hưởng đến lập trường của Trương Lực là được. Không phải nói Trương Lực quan trọng đến mức có thể quyết định thành bại của thế cục, mà là làm một cây cầu nối trung gian, lập trường của anh ta quả thật có thể sinh ra sức ảnh hưởng nhất định khi đấu cờ. Đồng thời, lần lựa chọn này của anh ta cũng sẽ là lần lựa chọn cuối cùng, sẽ là con đường vận mệnh của anh ta. Phải đi đường nào, tất cả chỉ là một ý niệm. Hạ Tưởng không hề đặt kỳ vọng vào Trương Lực, mà vươn tay tới Mễ Kỳ Hòa. Hành trình đi Bắc Kinh, nghe nói thu hoạch cũng không tệ lắm. Trên mặt Mễ Kỳ Hòa lộ vẻ thản nhiên, mỉm cười. Thu thật nói, anh và Tổng Bí Thư lại cùng dùng bữa tối hả? Hạ Tưởng cười nói. Ăn cơm với Tổng Bí Thư là chuyện tốt, nhưng mỗi lần đều bị đói bụng. Mễ Kỳ Hòa vui vẻ mỉm cười. Cũng may tôi đã luyện được chuyện đó. Cũng phải, nếu Mễ Kỳ Hòa cùng đi ăn cơm với Tổng Bí Thư mà luôn bị ăn không đủ no, thì chức thư ký năm đó coi như rất không xứng đáng. Đơn giản nói vài câu về hành trình ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng liền nhắc đến vấn đề quan trọng nhất với Mễ Kỳ Hòa. Phó Chủ tịch tỉnh Khang đi Lam Hải có phải chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Mễ sao? Mễ Kỳ Hòa lắc đầu. Là đồng chí Khang Hiếu tự sắp xếp, nghe nói là công trình hạng nhất ở Lam Hải xuất hiện vấn đề nhỏ, anh ấy liền lập tức đến đấy. Ông ta liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý. Có chuyện gì bất thường sao? Hạ Tưởng cũng không cố ý giấu giếm. Đồng chí Khang Hiếu gần đây đi lại khá nhiều với Ngô Hiểu Dương, Ngô công tử vừa mới chết, anh ta đã lập tức đi Lam Hải, mà đúng lúc Hứa Quan Hoa đang chấp hành nhiệm vụ ở Lam Hải. Mong là chỉ là trùng hợp. Mễ Kỳ Hòa đương nhiên biết rõ ân oán giữa Ngô Hiểu Dương và Hạ Tưởng, ông ta cũng hiểu chỉ thị tinh thần muốn ông ta tận lực phối hợp giúp đỡ Hạ Tưởng, liền nói. Muốn tôi ra mặt can thiệp một chút hay không? Ngụ ý chính là ông ta có thể lấy lý do mời họp hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Khang Hiếu trở về Dương Thành. Hạ Tưởng lắc đầu. Không cần phiền toái đến Chủ tịch tỉnh Mễ, tôi sẽ có biện pháp khác. Mễ Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Lĩnh Nam có Bí Thư Trần, có tôi, anh cứ yên tâm mà triển khai công tác, không cần phải lo lắng ở nhà. Buổi tối, Hạ Tưởng và Lâm Khang Tân, Đường Thiên Vân, Lý Dật Phong cùng nhau ăn một chút cơm chiều. Trong bữa tiệc, nói chuyện với nhau rất nhiều đề tài, có thể nói, bữa cơm lần này tượng trưng cho lần đầu tiên Lâm Khang Tân chính thức gia nhập đội ngũ của Hạ Tưởng ở Lĩnh Nam. Buổi sáng ngày hôm sau, tỉnh ủy mời họp hội nghị thường vụ. Tình thế gần đây cho thấy chắc chắn Lĩnh Nam gặp phải vấn đề, tiến hành một lần bàn luận. Trần Hạo Thiên chủ trì hội nghị, truyền đạt chỉ thị của Trung ương, nhấn mạnh,
phải bảo đảm đại hội hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc trước, chính trị lĩnh Nam ổn định thì kinh tế mới vững vàng, cũng nhấn mạnh, không cho phép xuất hiện bất cứ điều tiếng không tốt gì. Khang Hiếu vắng mặt, nhưng không ít người cảm thấy Trần Hạo Thiên nói có điều ám chỉ, dường như nói bóng gió chuyện gì. Lúc họp, thì Khải Thuận vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng lại xem thời gian, cũng không biết tâm tư đang để ở đâu. Sau đó, một cảnh tượng xuất hiện ngoài dự đoán mọi người, Lâm Song Bổng cố ý nói với Thi Khải Thuận. Tư lệnh Thi, anh có rảnh không? Tôi có mấy câu muốn nói với anh. Nói chung, sau khi họp xong hội nghị thường vụ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy quân đội, đều quay đầu chạy lấy người. Mặc dù ở tỉnh ủy cũng có văn phòng, nhưng trên cơ bản vẫn để đó không dùng, hơn nữa ủy viên thường vụ quân đội và lãnh đạo tỉnh ủy cũng không nói chuyện nhiều. Lâm Song Bổng có chuyện muốn nói với Thi Khải Thuận, cũng không phải nói ra trước mặt mọi người, nhưng anh ta cố tình nói ra trước mặt mọi người, cũng là có ám chỉ. Thi Khải Thuận rõ ràng ngây người sửng sốt, sau đó mới ở trước mắt bao người nói. Có chút thời gian, bóng dáng Thi Khải Thuận biến mất vào văn phòng của Lâm Song Bổng. Trong nháy mắt, trên mặt không ít lãnh đạo tỉnh ủy, tuy rằng hàm nghĩa bất đồng nhưng đều lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý giống nhau. Một ngày sau, Khang Hiếu thị sát công tác ở Lam Hải đang chuẩn bị trở về Dương Thành, thì xảy ra chuyện. Sự việc dường như không liên quan đến việc anh ta thị sát ở Lam Hải, nhưng sau khi tin tức rơi vào tay tỉnh ủy, vẫn khiến không ít người đánh hơi được một chút hơi hướng khác thường. Tống Cương vừa chết. Tống Cương là quân nhân, không liên quan đến Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Khang Hiếu. Phải nói, Tống Cương chết và việc Khang Hiếu đi thị sát có liên quan duy nhất chính là cùng ở Lam Hải. Nhưng mối liên hệ duy nhất này, lại gây ra một vụ va chạm ầm ĩ kịch liệt nhất từ trước tới nay ở lĩnh Nam. Địa điểm chết của Tống Cương rất kỳ quái, may mắn thế nào, lại chết ngay chỗ hiện trường công trình mà Khang Hiếu vừa mới đi thị sát. Công trình mà Khang Hiếu đi thị sát là tòa nhà Điện Tín, vốn dĩ là một tòa nhà mục nát mấy năm nay, vẫn luôn là chỗ đau nhất trong lòng Ủy ban Nhân dân và Thành ủy. Năm đó vốn dĩ là một công trình xây dựng đầu tư hàng trăm triệu, khi xây dựng được một nửa, nhà đầu tư liền mất tích. Nhà đầu tư mất tích là vì nguồn vốn trong dân bất ngờ xuất hiện, nói cách khác, chính là khoản tài chính từ khoản tiền cho vay trong dân biến mất, nhà đầu tư rơi vào đường cùng liền bỏ chạy. Kết quả một tòa nhà mục nát suốt mấy năm liền không ai tiếp nhận, trở thành một công trình xây dựng dở dang. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Hải vẫn luôn cố gắng giải quyết, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Cuối cùng vẫn là Khang Hiếu ra mặt tìm nguồn đầu tư, giải quyết được chỗ đau của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Hải. Sở dĩ Khang Hiếu đến thị sát, không chỉ bởi vì hạng mục này do một tay y thúc đẩy, hơn nữa còn là công trình chiến tích của y, vì vậy vừa nghe nói nguồn tài chính lại bị đứt đoạn, y liền vội vàng đến giải quyết, ở lại đây liên tục trong 2 ngày. Về phần liệu có phải toàn bộ sức tập trung của Khang Hiếu đều dành cho tòa nhà mục nát này hay không, thì không ai biết được. Dù sao tòa nhà mục nát này có vị trí vô cùng ưu việt, trên sân thượng, có thể nhìn thấy cả một đại viện lớn ở phía xa, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy Hứa Quan Hoa vội vàng đi lại trong nhóm bộ đội trong đại viện. Không tồi, Hứa Quan Hoa đến Lam Hải chấp hành nhiệm vụ, đang ở trong một đại viện mà nhìn từ tòa nhà mục nát có thể quan sát được. Hoặc là nói, trên sân thượng của tòa nhà mục nát, là một cao điểm tuyệt vời. Đương nhiên, suy xét từ góc độ những người bình thường, cũng không ai nghĩ đến cái gì là cao điểm, cái gì là nhìn xuống, v.v. Nhưng khi một người lỡ trượt chân mà rơi từ trên sân thượng xuống chết, không ít người mới ý thức được điều gì đó. Bởi vì người ngã xuống chết mặc quân phục. Hơn nữa còn chết vào lúc rạng sáng. Một quân nhân, nửa đêm canh ba leo lên một tòa nhà đang thi công, là có ý gì? Nghe nói trên hiện trường vụ tai nạn, còn có một cây súng ngắm dài. Đương nhiên, những điều trên đều là tin đồn, nguồn tin đến từ Hiệp hội Tin đồn Taxi Lam Hải. Còn theo tin tức hiện trường từ phía cảnh sát công bố ra bên ngoài, người chết tên là Tống Cương, là quân nhân nghĩa vụ quân sự thời hạn ở quân khu Dương Thành, trượt chân từ sân thượng xuống, chết ngay tại chỗ. Hiện trường không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Kết quả điều tra bước đầu, nếu không phải trượt chân, thì là tự sát. Thời gian tử vong của Tống Cương cũng rất trùng hợp, sáng sớm. Khi tin tức về cái chết của Tống Cương được truyền ra ngoài, ô tô của Khang Hiếu đã đi trên đường cao tốc trở về Dương Thành. Tức là, nếu có người chú ý đến những sự trùng hợp đó, thì dường như Khang Hiếu đã biết trước tin Tống Cương tử vong mà rời khỏi Lam Hải vậy.
là một phó chủ tịch thường trực tỉnh, sau khi Khang Hiếu kết thúc cuộc thị sát, phía Lam Hải phải long trọng tiễn đưa. Kết quả Khang Hiếu vừa sáng sớm đã lặng lẽ rời đi, ngay cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Hải cũng không chào hỏi, thật có cảm giác như đang trốn đi. Cho đến khi đang đi trên đường cao tốc, Khang Hiếu mới thông báo với thành ủy Lam Hải một tiếng. Cái chết của Tống Cương, có nhiều điểm đáng ngờ, điều đáng ngờ nhất là, công trình mục nát vẫn đang nằm trong giai đoạn gấp rút thi công, Tống Cương tuy là quân nhân, nhưng đối với đơn vị thi công mà nói cũng là nhân viên ngoài ngành. Nhưng gã lại trốn được vô số sự kiểm tra của nhân viên công trường, một mình leo lên đến sân thượng. Với sự rèn luyện bồi dưỡng hàng ngày của Tống Cương, lên đến sân thượng cũng không phải để làm thơ hay để ôm ngực cảm thán. Lại nói lùi lại một bước, Tống Cương thật sự cảm thấy cuộc sống quá vô vị, thật sự muốn tự sát, nhưng cũng không nhất thiết phải nhảy lầu ở tòa nhà mục nát này, những tòa nhà cao ở Lam Hải còn rất nhiều. Thêm nữa, còn có thể nhảy biển, cũng có thể nhảy núi, cho dù thế nào, đều có được cái chết dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Đằng sau chắc chắn là có gì đó, mọi người xôn xao, mỗi người đều có suy đoán riêng. Nhưng đối với Ngô Hiểu Dương mà nói, cho dù chân tướng thế nào, kết cục đối với y mà nói đều giống nhau, chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của y đã thất bại. Nếu tổng kết theo góc độ lịch sử, cái chết của Tống Cương là thế cục rằng co giữa Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương, một bước ngoặt lớn mang ý nghĩa cảnh cáo. Nếu lúc này Ngô Hiểu Dương rút lui, có lẽ sẽ không dẫn đến những va chạm kịch liệt sau này. Nhưng giống như Hứa Quan Hoa đã nói, Tống Cương là trợ thủ đắc lực của Ngô Hiểu Dương là thật, nhưng bên cạnh Ngô Hiểu Dương quả thật không phải chỉ có một Tống Cương, còn có vô số Tống Cương để y sử dụng, che già măng mọc. Nhưng cũng phải thừa nhận, cái chết của Tống Cương chính là một đòn mạnh đánh vào Ngô Hiểu Dương. Mùa xuân ở Dương Thành đã vô cùng náo nhiệt, Nam Quốc chi xuân muôn hoa đua nở, ý xuân rào rạt. Nói theo góc độ mỗi mùa, lúc này ở Nam Quốc chi xuân thật sự xứng như cái tên, đủ loạt cây cối và hoa mau tranh nhau khoe sắc, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nhưng theo góc độ cảm thụ mà nói, sự tươi đẹp và đầy sức sống khắp khu vườn, ở trong mắt Ngô Hiểu Dương, lại không hề có gì đẹp đẽ. Y mặt mày cao có, giận dữ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, chỉ muốn cầm một khẩu súng bắn loạn xạ để đỡ tức. Thi Khải Thuận không dám nói gì, cung kính đứng bên cạnh Ngô Hiểu Dương, không nói lời nào. Sau khi chuyện của Hạ Dương được truyền ra bên ngoài, Ngô Hiểu Dương lúc đó đã dùng chân đá vỡ một bàn trà bằng ngọc thạch quý hiếm, cả trăm ngàn tệ liền biến mất như vậy. Sau cái chết của Ngô Công Tử, lại một lần nữa khiến Ngô Hiểu Dương cực kỳ nổi giận. Ngô Hiểu Dương vẫn còn chưa hết bi thương về cái chết của Ngô Công Tử, nhiệm vụ của Tống Cương thất bại là chuyện nhỏ, nhưng chết không rõ ràng lại là chuyện lớn, kế hoạch vốn dĩ y nghĩ là không hề có chút kẽ hở, trong quá trình thực hiện cụ thể lại bị công kích thảm bại đến như vậy. Càng làm cho Ngô Hiểu Dương tức giận chính là, Tống Cương chết không rõ ràng. Tống Cương vừa mới đến Lam Hải, bên ngoài thì dưới sự giúp đỡ của Khang Hiếu, giám sát Hứa Quan Hoa. Thực tế nhiệm vụ chính của gã là loại bỏ Hứa Quan Hoa, sau đó giá họa cho Khang Hiếu, vừa phải tiêu diệt trợ lực lớn của Hạ Tưởng, tiến hành dọn dẹp chướng ngại vật tiếp theo, vừa phải đào một cái hố cho Khang Hiếu. Cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch tỉ mỉ mà Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận đã sắp xếp. Không ngờ lại là, khởi đầu bất lợi. Càng quan trọng hơn là, Tống Cương ngã chết, cuối cùng là bị Hứa Quan Hoa âm thầm ra tay, hay là bị Khang Hiếu làm hại. Trong lòng Ngô Hiểu Dương không biết rõ, sự phiền não trong lòng y lại càng nhiều hơn. Hoặc là, Hạ Tưởng và Khang Hiếu liên kết lại để âm thầm hại chết Tống Cương. Ngô Hiểu Dương gần như phát cuồng rồi, bây giờ y ngoài Thi Khải Thuận là có thể tín nhiệm được, nhìn ai y cũng cảm thấy khả nghi. Khải Thuận, chuyện Tống Cương rốt cuộc là thế nào, điều tra rõ ràng chưa? Ngô Hiểu Dương thở phì phì hỏi. Thi Khải Thuận nếu như ngay bây giờ có thể điều tra rõ ràng chân tướng cái chết của Tống Cương, thì y quả thật là thần thánh rồi. Đáng tiếc, y chỉ là một người bình thường, vì vậy cũng không thể biết. Bây giờ còn rất khó nói, hoài nghi bước đầu có thể Tống Cương bị Khang Hiếu hại. Khang Hiếu. Ngô Hiểu Dương không dám tin Khang Hiếu có ý phòng bị y, càng không tin Khang Hiếu xuống tay với Tống Cương. Cái chết của Tống Cương, đối với gã có gì tốt chứ? Khó mà nói được, tôi cũng chỉ hoài nghi hành động của Khang Hiếu mà thôi, không giống như thủ đoạn của Hạ Tưởng. Hơn nữa theo như báo cáo của phía Hải quan Lam Hải về Hứa Quan Hoa từ đầu đến cuối đều không biết được sự có mặt của Tống Cương ở Lam Hải. Hơn nữa,
Hạ Tưởng vừa về Dương Thành, không thể biết được chuyến thị sát của Khang Hiếu và việc Tống Cương ra tay được. Thi Khải Thuận suy luận. Còn có một việc. Thi Khải Thuận do dự một lúc, dường như đang chần chừ liệu có nên nói ra hay không, sau đó cũng nói ra. Hôm nay Lâm Song Bồng đến tìm tôi, hàm ý nói rằng ông cụ Quý tuổi cũng cao rồi, gần đây còn bị cảm phong hàn, đang nằm dưỡng bệnh, sợ nhất là có gió thổi cỏ lay, rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu như bệnh tình của ông cụ Quý nặng thêm, thì không tốt. Soảng, một tiếng, Ngô Hiểu Dương vứt cái ly thủy tinh trong tay, tức giận nói. Quý Như Lan là hòn ngọc quý của nhà họ Quý, con trai tôi không phải đã là người thừa kế của nhà họ Quý rồi. Quý Trường Hạnh cũng quá bức ép người rồi. Già rồi, không lo yên ổn mà sống, còn muốn ngấm ngầm uy hiếp ai. Khải Thuận, anh nhanh chóng điều tra chân tướng cái chết của Tống Cương, nếu là Hứa Quan Hoa ra tay thì còn được, còn nếu là Khang Hiếu âm thầm hành động, thì tìm cách khiến Khang Hiếu kiềm chế đi một chút. Nếu y cứ muốn hành động một mình, thì thay đổi sách lược. Còn nữa, nhanh chóng điều Mạnh Tán, Tiêu Lương đến cạnh tôi. Trong lòng Thi Khải Thuận chợt căng thẳng, Mạnh Tán, Tiêu Lương được xưng là Long Hổ nhị tướng, hai người không những thân thủ thuộc hạng nhất, mà tài bắn súng cũng thuộc hạng đẳng cấp, so với Tống Cương còn lợi hại hơn mấy phần, cũng chính là con át chủ bài cuối cùng của Ngô Hiểu Dương. Con át chủ bài cũng đánh ra, Tư lệnh Ngô là muốn đập nồi dìm thuyền rồi. Thi Khải Thuận gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Tuy lão rất trung thành và tận tâm với Ngô Hiểu Dương, thậm chí còn hạ quyết tâm vì Tư lệnh Ngô mà nguyện hy sinh, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Ngô Hiểu Dương càng ngày càng bất an, đến việc tất cả những chiêu xuất ra đều bị hóa giải, lão cũng không khỏi có chút dao động. Nếu lỡ Khang Hiếu quay đầu bắt tay với Hạ Tưởng, Tư lệnh Ngô chẳng phải sẽ không còn một chút hy vọng chiến thắng nào nữa sao? Không những Khang Hiếu không đáng tin, mà theo lão, Trương Lực cũng chưa chắc đáng tin. Bởi Trương Lực tuy không thật sự được xem như người thuộc nhà họ Quý, nhưng y lại nghe lời Quý Lan như nhất. Bây giờ Lâm Song Bồng đã nói rõ thái độ của nhà họ Quý với lão, Quý Như Lan dù có phản cảm với Hạ Tưởng, thì bà dù sao cũng là người nhà họ Quý. Suy đoán như vậy, tức là, cùng với việc Lâm Song Bồng tỏ rõ thái độ, Trương Lực đã mất đi tác dụng cầu nối. Nếu như lại mất đi sự ủng hộ của Khang Hiếu ở tỉnh ủy, Ngô Hiểu Dương ngoài việc dùng thủ đoạn không theo quy tắc mà đối phó với Hạ Tưởng ra, còn có con đường thứ hai có thể đi. Thi Khải Thuận vừa nghĩ vừa rời khỏi Nam Quốc, bởi vì tư tưởng khá rối loạn, lại bởi vì Tống Cương chết rồi không còn ai báo cáo hành tung của Mộc Phong, không chỉ Ngô Hiểu Dương, ngay cả lão cũng đã bỏ qua một điều quan trọng, Mộc Phong đã đi đâu. Lúc Khang Hiếu trở lại tỉnh ủy, đã gần đến giữa trưa, bình thường lúc này không ai không biết điều đến nỗi đi làm phiền lãnh đạo. Lãnh đạo cũng là người, phải ăn cơm, nhưng y lại không ngừng bước thẳng đến văn phòng làm việc của Trần Hạo Thiên, bước chân vội vàng, gần như chạy. Khang Hiếu muốn xin nghỉ phép bệnh, bởi y sợ, không những sợ tới mức đổ mồ hôi, còn sợ đến muốn chết đi được. So với cái mạng nhỏ, quyền thế địa vị gì đó, đều chỉ là vật ngoài thân. Vội vàng gõ cửa văn phòng Trần Hạo Thiên, Khang Hiếu đã định sẵn rồi, cho dù Trần Hạo Thiên cứ níu giữ thế nào. Cho dù là Trần Hạo Thiên nhân cơ hội này làm suy yếu quyền lực của y, thậm chí là đề nghị lên trung ương giáng chức y, y cũng chấp nhận. Dù sao y cũng nhận rõ một điểm, nhanh chóng rời đi, yêu quý sinh mạng, rời xa Dương Thành. Vừa vào cửa liền ngẩn người, không thấy Trần Hạo Thiên, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười đầy ý vị của Hạ Tưởng. Phó Bí thư tỉnh ủy sao lại ở trong phòng Bí thư tỉnh ủy? Không đúng. Phó Bí thư tỉnh ủy cũng có thể ở trong văn phòng Bí thư tỉnh ủy để báo cáo công việc, nhưng vấn đề là, Bí thư tỉnh ủy không ở đây, Phó Bí thư tỉnh ủy lại một mình ngồi đây, là đạo lý gì? Khang Hiếu sợ ngây người. Phó Chủ tịch tỉnh Khang, vất vả rồi. Hạ Tưởng tươi cười, đưa tay bắt tay Khang Hiếu. Có chuyện muốn báo cáo với Bí thư Trần à? Đúng vậy, có chút việc. Khang Hiếu nói năng có chút lắp bắp. Từ trước đến nay y chưa từng có cảm giác Hạ Tưởng sâu sắc đến mức làm cho người ta khó lường được như bây giờ, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác sợ hãi. Nói qua loa vài câu, cũng không khách sáo nữa, vội hỏi. Bí thư Trần sao lại không ở đây? Bí thư Trần vừa mới có chút việc, đi xuống lầu rồi, trước khi đi đã có dặn dò, nói nếu đồng chí Khang Hiếu đến đây công tác, thì tôi ra mặt tiếp đãi một chút. Hạ Tưởng lại quá đáng. Không ngờ lại dõng dạc ở trong văn phòng bí thư mà sử dụng chức quyền của bí thư tỉnh ủy. Khang Hiếu lại không hề kinh ngạc, chỉ là không biết phải làm sao,
bởi y đến đây là muốn xin nghỉ bệnh dài hạn, rốt cuộc Trần Hạo Thiên là không ở đây, hay cố ý không gặp đều không quan trọng. Quan trọng là, Hạ Tưởng lại như một chướng ngại vật chắn ở phía trước, y nên lách qua, hay là trực tiếp xông lên. Chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể biết, y không thể lách qua Hạ Tưởng nổi. Nói không chừng Trần Hạo Thiên đang tỏ thái độ không thèm quan tâm, để Hạ Tưởng toàn quyền xử lý ngọn gió lớn sắp thổi lên ở lĩnh Nam. Khang Hiếu trần trừ một lúc. Phó Bí Thư Hạ, gần đây sức khỏe tôi không tốt, muốn xin tỉnh ủy cho nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian, hy vọng tỉnh ủy phê duyệt. Hạ Tưởng không tiếp lời Khang Hiếu, mà rót một chén trà, đích thân đưa cho Khang Hiếu. Đồng chí Khang Hiếu, sự vất vả của anh, Bí Thư Trần đã nhìn thấy, cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, tôi cũng tự có tính toán. Nhưng bây giờ chính là thời điểm cần anh nhất, anh không thể trốn tránh. Sức khỏe của anh từ trước đến nay luôn rất tốt, tôi vừa mới xem báo cáo kiểm tra sức khỏe cách đây một tuần của anh, các chỉ số đều rất bình thường. Sức khỏe chắc chắn không sao, chỉ sợ trong lòng có chuyện. Bị Hạ Tưởng vạch trần, Khang Hiếu bỗng đỏ mặt lên, do dự một lúc, vẫn cắn răng nói. Hy vọng tỉnh ủy suy nghĩ cẩn thận yêu cầu của tôi. Hạ Tưởng dừng lại trong chốc lát, dường như muốn Khang Hiếu hồi tâm chuyển ý. Thấy Khang Hiếu như đã quyết định, không khỏi thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Phó Chủ tịch tỉnh Khang có cần phải suy nghĩ thêm nữa không? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Khang Hiếu chắc chắn Hạ Tưởng chuyện nhỏ xé ra to, cố ý kẹp cổ y, chẳng qua là muốn mượn quyền lực trong tay ép y ở lại tỉnh ủy làm bia ngắm bắn. Y không quan tâm nữa, hắn có nói gì nữa y cũng phải rời khỏi nơi đầy thị phi này. Cái chết của Tống Cương gây ra cho y sự xúc động quá lớn, khiến y ý thức được, trong va chạm giữa những cấp trên, hễ y không chú ý thì ngay lập tức sẽ trở thành vật hy sinh. Vậy anh viết một lá đơn gửi lên tỉnh ủy đi. Hạ Tưởng thản nhiên nói một câu. Đợi Bí Thư Trần trở về, tôi sẽ chuyển lời lại cho ông ấy. Sau khi Khang Hiếu rời đi, Hạ Tưởng mới bất đắc dĩ lắc đầu, ý đồ nỗ lực giữ Khang Hiếu lại của hắn thất bại rồi. Hạ Tưởng là có lòng tốt, là không muốn Khang Hiếu trong thời kỳ mẫn cảm này lại làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm. Không ngờ Khang Hiếu vì quá quẫn bách, quả thật đã hồ đồ rồi, y cho rằng bây giờ y chạy ra nước ngoài, sẽ tẩy rửa được sạch sẽ khiến Ngô Hiểu Dương không hoài nghi y nữa. Khang Hiếu sai hoàn toàn rồi, càng là lúc này, càng phải bình tĩnh, đồng thời tiếp tục án binh bất động, mới có thể khiến đối phương không nhìn thấu được. Còn y lại vội vội vàng vàng xin nghỉ phép dài hạn, sẽ càng khiến Ngô Hiểu Dương đã hoài nghi càng thêm hoài nghi y sau lưng đã làm điều gì đó. Cứ xin đi, nhưng cũng chỉ là kỹ xảo giấu đầu lòi đuôi thôi. Chỉ tiếc rằng, cho dù Hạ Tưởng ám chỉ hay gợi mở, Khang Hiếu vẫn không hề quan tâm, hắn cũng đành lực bất tòng tâm. Một ngày sau, tỉnh ủy chính thức phê chuẩn đơn xin của Khang Hiếu. Sau khi được tỉnh ủy phê duyệt, không đầy một tiếng đồng hồ sau, Khang Hiếu đã đến viện an dưỡng tỉnh ủy ở ngoại ô phía Bắc Dương Thành, làm ra vẻ như thật sự muốn dưỡng bệnh, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến lâu dài. Buổi tối, gió nhẹ phơ phất, ý thơ nhẹ nhàng, Hạ Tưởng cùng với Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, đi đến một trang viên ăn tối. Tên của trang viên là gì, Hạ Tưởng cũng không nhớ nữa, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn đều bị sự hứng thú của Mộc Phong hấp dẫn rồi. Mộc Phong rất vui vẻ, vừa thấy Hạ Tưởng liền vui mừng ra mặt, nếu không phải có Hứa Quan Hoa ở đó, nói không chừng y sẽ lôi kéo Hạ Tưởng rồi nói chuyện không ngớt. Cũng có thể hiểu được, Mộc Phong ở Dương Thành chịu áp lực đã lâu, bị Ngô Hiểu Dương áp chế khắp nơi, lại bị Tống Cương cứ như sói nhìn chằm chằm từ phía sau, y có thể thoải mái được mới lạ. Bây giờ thì tốt rồi, Tống Cương vừa mới chết, Ngô Hiểu Dương cũng mất đi thế cục, niềm vui sướng này khiến y quét sạch hết những ức chế từ khi đến Dương Thành. Hứa Quan Hoa lại không có được sự thoải mái kiểu cuộc chiến chưa mở màn đã chắc thắng, sau khi cùng Hạ Tưởng, Mộc Phong vào phòng, đóng cửa lại, rồi nhỏ giọng nói. Vừa rồi trên đường có kẻ bám đuôi. Hạ Tưởng cười không nói, khẽ gật đầu, ý là hắn đã biết từ sớm rồi. Bây giờ Hạ Tưởng ra ngoài, nhất định phải mang cảnh vệ. Không mang theo không được, trước hết là Trần Hạo Thiên không đồng ý, tiếp theo Bí Thư Mễ cũng sẽ dặn dò mãi, nếu Hạ Tưởng ra ngoài không mang theo cảnh vệ, y sẽ mách tội Hạ Tưởng với Cổ Thu Thật. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ, sự quan tâm của lãnh đạo hắn nhất định phải nhận, hắn liền thay đổi tác phong tùy tiện trước đây, trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Vừa đi không lâu, cảnh vệ của Hạ Tưởng đã phát hiện sau lưng có người theo dõi,
cũng không có ý định ẩn núp, dường như cố ý để Hạ Tưởng phát hiện vậy. Bám đuôi được một lúc, đối phương liền quẹo đi. Cái chết của Tống Cương cũng không thể xóa đi được tâm lý trả thù của Ngô Hiểu Dương, điều này đương nhiên Hạ Tưởng biết rõ. Nếu như lợi dụng thật tốt cái chết của Tống Cương, có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng trong việc so sánh lực lượng. Hơi đáng tiếc là, Khang Hiếu quá nhát gan, làm một con đà điểu. Sự trốn tránh của Khang Hiếu khiến cái chết của Tống Cương có thể dẫn đến một chuyển biến đột ngột, có thêm nhiều biến số không mong muốn. Điều tra ra rồi, Tiêu Lương, Mạnh Tán đã xuất hiện rồi. Họ là quân át chủ bài của Ngô Hiểu Dương, trong cuộc thi đấu võ thuật ở quân đội, Tiêu Lương còn giành được giải nhì, lúc đó tôi cũng có thi với y, nhưng không thể thắng nổi. Mộc Phong vừa nhắc đến Tiêu Lương và Mạnh Tán, liền lộ rõ vẻ kính phục, tuy rằng không đứng cùng một chiến tuyến, nhưng y dường như không giấu được sự bội phục đối với đối thủ. Lợi hại, dường như toàn vẹn, đấu võ, bắn súng, đều rất tinh thông. Thời gian trước đi Nam Hải thực hiện nhiệm vụ bí mật, bây giờ bị Ngô Hiểu Dương khẩn cấp triệu tập về, không phải chuyện tốt. Hứa Quan Hoa cũng nói, nếu chỉ so đấu võ, e rằng tôi và Mộc Phong thật sự không phải là đối thủ của Tiêu Lương, Mạnh Tán. Mộc Phong lại cười, bây giờ cũng không phải thời đại chỉ so đấu võ nữa, hơn nữa có sự tính toán tinh anh của Phó Bí Thư Hạ, lẽ nào còn để Ngô Hiểu Dương giành thắng lợi sao? Hứa Quan Hoa cũng cười, Mộc Phong sau khi đã trải qua vài sự việc, cũng trưởng thành hơn rồi, không còn hễ một tí là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nữa, đáng được khen ngợi. Cũng đừng nói, trong vấn đề giải quyết uy hiếp của Tống Cương, thủ đoạn của Mộc Phong rất thành thạo, không những âm thầm giải trừ được tai họa ngầm, hơn nữa còn giấu những thủ đoạn để đối phó với Ngô Hiểu Dương và Khang Hiếu. Cái chết của Tống Cương, không thể nói hoàn toàn không liên quan gì đến Hạ Tưởng, nhưng cũng không liên quan nhiều, bởi từ đầu đến cuối, từ lên kế hoạch đến ra tay, Hạ Tưởng chỉ biết một, mà không biết hai. Tống Cương vẫn luôn là một mũi kiếm sắc của Ngô Hiểu Dương, trong lòng Hạ Tưởng sớm đã có tính toán. Lần trước hắn đi biệt thự bên hồ của Quý Lan Như, có người bám đuôi, sau khi hắn lén chụp ảnh, đã đưa cho Hứa Quan Hoa và Mộc Phong nhận dạng. Hắn mới biết Tống Cương chính là một trong những thân tín đắc lực của Ngô Hiểu Dương. Không ngoài dự liệu, đây cũng chính là người gây ra uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Hay nói cách khác, Tống Cương có thể chính là người chấp hành nhiệm vụ đối phó với hắn. Ngay sau khi Hạ Tưởng đưa ảnh cho Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, sau khi Hứa Quan Hoa xin chỉ thị từ lão cổ, liền nhanh chóng thống nhất được ý kiến. Ai ra tay trước thì người đó có được lợi thế. Cần phải tiễn Tống Cương lên đường trước khi y ra tay sau lưng Hạ Tưởng. Sau khi chỉ thị bí mật được truyền ra, do Hứa Quan Hoa bày mưu, Mộc Phong thực hiện. Không ngờ còn chưa sắp đặt ổn thỏa, Ngô Công Tử bất ngờ chết, trong lúc tình thế thay đổi, Khang Hiếu bất ngờ đến Lam Hải thị sát công việc. Cùng lúc với Khang Hiếu khởi hành, Tống Cương cũng đồng thời biến mất ở Dương Thành. Hứa Quan Hoa còn chưa đoán được mối liên hệ bên trong hai sự việc, liền nhận được một cuộc điện thoại quan trọng. Trong điện thoại, đối phương nói cho y biết Khang Hiếu thị sát công tác ở Lam Hải chính là cái cớ, mục đích chính là mở đường cho Tống Cương. Còn Tống Cương đến Lam Hải, là muốn tạo nên một sự kiện bất ngờ, muốn một người bất ngờ mất mạng. Không cần phải nói, mục tiêu của Tống Cương chính là y. Hứa Quan Hoa hoàn toàn tin tưởng vào tin tức y được báo, bởi vì cuộc điện thoại này không phải do người khác gọi đến, mà là Lý Dật Phong thân tín của Phó Bí Thư Hạ ở Lĩnh Nam. Hứa Quan Hoa ra quyết định rất nhanh, gọi một cuộc điện thoại cho Mộc Phong liền lập tức đến Lam Hải, tốc độ cực nhanh, còn đi trước cả Khang Hiếu và Tống Cương. Ngày thị sát đầu tiên của Khang Hiếu, Tống Cương giả trang là người đi cùng trong đoàn Khang Hiếu, đi lên sân thượng của tòa nhà mục nát, xem xét địa hình. Vào ban đêm, Tống Cương lại lẻn vào tòa nhà, tiến hành những tính toán chính xác, cũng không biết đã tính toán như thế nào. Không phải Tống Cương muốn y bất ngờ biến mất, thì tại sao tất cả mọi việc y làm trên tầng thượng tòa nhà mục nát đều vì để ám sát y? Hứa Quan Hoa có suy nghĩ cũng không thể hiểu được hành động của Tống Cương, y đương nhiên không biết, Tống Cương thật sự muốn y bất ngờ biến mất, hành động trên sân thượng, là cố ý bố trí mê trận, đồng thời đào hố cho Khang Hiếu. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, ngày thứ hai, lúc Tống Cương nghĩ hầu như đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lại xuất hiện bất ngờ. Lúc rạng sáng khi gã leo lên sân thượng, chuẩn bị bố trí một bước cuối cùng, sân thượng vốn dĩ rất kiên cố bỗng nhiên sụp xuống, Tống Cương một đời anh dũng đáng thương rơi vào khoảng không, rơi thẳng từ trên sân thượng xuống, tan xương nát thịt ngay tại chỗ.
Lúc sắp chết, Tống Cương cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp mắng một câu. Mẹ nó, cái công trình bã đậu hại chết người. Nếu có cơ hội cho gã hồi sinh, gã lại đứng lên sân thượng, chắc chắn có thể phát hiện, nơi gã đứng không biết đã có ai cố tình đào một cái hố. Phó Bí Thư Hạ, bước tiếp theo làm sao đây? Hứa Quan Hoa bất mãn với hành vi làm con rùa rụt cổ của Khang Hiếu. Đáng tiếc, Khang Hiếu bị dọa sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Hạ Tưởng mỉm cười. Phó Chủ tịch tỉnh Khang quá ngây thơ rồi, giơ đầu ra, cũng một đao, rụt đầu, cũng là một đao, y trốn vào trại an dưỡng thì nghĩ rằng không còn vấn đề gì nữa hay sao? Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong gặp mặt nhau, đều nằm trong lòng bàn tay Ngô Hiểu Dương. Trong lúc Hạ Tưởng, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong đang nâng ly cùng nhau trên bàn rượu, bàn bạc kế hoạch lớn, buổi tối ở Nam Quốc Chi Xuân, đèn đuốc sáng trưng, khách đến không dứt. Tụ tập, có lúc là vì vui vẻ, có lúc là vì hoài niệm, buổi tụ hội hôm nay ở Nam Quốc Chi Xuân, chính là một buổi truy điệu quy mô nhỏ được tổ chức vì Ngô Công Tử. Cũng không xem như lễ truy điệu chính thức, chỉ là Ngô Hiểu Dương thông báo cho những người bạn tốt của Ngô Công Tử khi còn sống, cùng với một nhóm bạn bè thân thiết của gã. Tụ tập lại với nhau, là vì ôn lại tất cả những điều đã qua. Có tang lúc tuổi già, chính là điều bất hạnh nhất trong cuộc sống. Nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khiến Ngô Hiểu Dương trở nên tiều tụy, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã gầy yếu đi nhiều, tóc cũng bạc thêm không ít. Không ít người an ủi Ngô Hiểu Dương, khuyên y nên nén bi thương. Lời nói không thể cứu vớt nổi những đau thương trong lòng, rượu Lafite cao sang cũng không thể. Có lẽ cũng chỉ có thù hận mới có thể giảm bớt được đau thương của Ngô Hiểu Dương. Buổi tụ tập hôm nay, lúc đầu Ngô Hiểu Dương cũng không muốn tổ chức, sở dĩ y bỗng nhiên thông báo tổ chức, hoàn toàn vì một câu nói. Lấy danh nghĩa của Ngô Công Tử để tổ chức một buổi tụ họp, là một cơ hội tốt nhất để Tư lệnh Ngô thấy rõ được ân tình con người. Lời này, là do Trương Lực nói. Lời nói của Trương Lực, bỗng chốc đánh trúng vào nội tâm yếu ớt của Ngô Hiểu Dương. Bây giờ tin tức y sắp lui về, sắp bị miễn chức đã được truyền ra, tuy cấp dưới và thân tín của y không có biểu hiện gì khác với trước kia, nhưng lòng người dễ thay đổi, một buổi tụ hội sẽ khiến nhiều người hiện nguyên hình. Buổi tụ tập được tổ chức như dự tính, khiến Ngô Tài Dương kiên định hơn là, hầu hết những người được thông báo, đều đã đến. Càng khiến y được an ủi hơn là, cơ bản những thân tín và những người thuộc phe phái của y, không thiếu một ai. Điều này chứng minh một điểm. Cho dù y bị miễn chức, y vẫn có đủ sức ảnh hưởng trong quân khu Dương Thành và những quân khu có người của y ở đó. Cũng khiến y càng kiên định hơn đối với trận chiến cuối cùng với Hạ Tưởng, y chắc chắn sẽ thắng. Mặc dù Tống Cương đã chết, nhưng Mạnh Tán, Tiêu Lương còn hơn Tống Cương nhiều lần. Nhìn thấy mỗi một người khách đến đây đều rất trang nghiêm, đều cung kính dâng hoa trước di ảnh Ngô Công Tử, Ngô Hiểu Dương lại lấy lại được sự tự tin. Tuy nhiên khi ánh mắt y dừng lại ở di ảnh của Ngô Công Tử, trong lòng lại đau đớn, nhưng khi nghĩ đến trong một tương lai không xa Hạ Tưởng sẽ rơi vào ngõ cụt, đồng thời có thể sẽ bất ngờ bị bệnh nặng mà chết, y liền cảm thấy vô cùng hả giận. Lẽ nào không đến nữa? Ánh mắt Ngô Tài Dương không rời khỏi cánh cửa, y vẫn đang đợi một người đến. Thi Khải Thuận lặng lẽ đến bên cạnh Ngô Hiểu Dương. Tư lệnh, Trương Lực gọi điện đến, gã hôm nay không tiện đến. Không đến thì thôi, Trương Lực không xuất hiện, cũng là chuyện tốt. Bây giờ Ngô Hiểu Dương càng ngày càng có cảm tình tốt với Trương Lực, bởi thời điểm bây giờ Trương Lực còn duy trì mối quan hệ thân thiết với y, cơ bản vẫn đang giữ lập trường nghiêng về phía y, điều này khiến y rất hưởng thụ trong lòng. Mặc dù y cũng biết, chọn lựa của Trương Lực, phần lớn cũng vì chịu ảnh hưởng của Quý Như Lan. Tại sao Quý Như Lan lại muốn làm khó Hạ Tưởng, Ngô Hiểu Dương cũng không tìm hiểu nhiều, y chỉ cần biết một điều. Trong trận chiến cuối cùng giữa y và Hạ Tưởng, nhà họ Quý nếu có thể giữ lập trường trung lập là tốt nhất. Nếu không ở giữa, thì nghiêng về phía y cũng được. Nhưng nếu nghiêng về phía Hạ Tưởng, hừ, y sẽ tính toán giành mạch với nhà họ Quý. Nghe Trương Lực nói, Hạ Tưởng đã cảnh cáo nhà họ Quý, để nhà họ Quý có thể đề phòng tai họa. Ngô Hiểu Dương đã cười thầm, y rất hận Quý Trường Hạnh đã chặn ngang một tay, y cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ báo thù nhà họ Quý. Nhưng sau khi nói chuyện với Trương Lực, lại dưới sự khuyên can của Thi Khải Thuận, y quyết định bỏ qua cho nhà họ Quý, chỉ một lòng đối phó Hạ Tưởng, liên đới giải quyết luôn Khang Hiếu. Cho nên, buổi tụ tập hôm nay, một người có đến hay không, đều có ý nghĩa rất lớn. Chẳng lẽ không đến, đợi nửa ngày,
Ngô Hiểu Dương dần mất kiên nhẫn, lúc ánh mắt hắn bắt đầu rời khỏi cánh cửa, bỗng nhiên, một người mặc đồ đen tiến đến. Người áo đen là một phụ nữ, nói chính xác hơn, là một người phụ nữ có thân hình không tồi. Cô mặc bộ đồ đen, tay cầm một cành hoa trắng, lúc xuất hiện trước cửa, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, khiến cô bỗng trở thành trung tâm. Chính là Quý Như Lan. Nếu để Hạ Tưởng biết Quý Như Lan xuất hiện trong nghi thức truy điệu của Ngô công tử, cũng không biết hắn sẽ nghĩ gì. Lại nếu để hắn nhìn thấy sau lưng cô còn có một người đi cùng, chính là Trương Lực mà hắn mãi không nắm chắc được, thì hắn ngay lập tức sẽ thay đổi sách lược hiện tại, lập tức cắt đứt những quan hệ qua lại với Trương Lực. Bởi Hạ Tưởng quả thật không ngờ, sau khi Trương Lực trải qua sự việc của Hà Thiên, Khang Hiếu, trong thời kỳ quan trọng trước mắt, lại để lý trí thỏa thuận với tình cảm. Vì một người phụ nữ mà bỏ qua nguyên tắc, xem như đã đi đến vách núi rồi. Trương Lực không thể so được với Quý Như Lan, Quý Như Lan có thể lùi có thể tiến, Trương Lực nếu bước một bước sai, thì sẽ không còn đường lui. Lúc thấy Quý Như Lan xuất hiện, vẻ mặt Ngô Hiểu Dương bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều, y và Thi Khải Thuận liếc mắt nhìn nhau, cất bước tiến về phía Quý Như Lan và Trương Lực. Cùng với sự tham gia của Quý Như Lan, cuộc đấu sức giữa Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương, lại thêm một biến số chưa thể biết. Cái chết của Tống Cương cũng chưa gây ra ảnh hưởng quá lớn trong tỉnh ủy, đối với phần lớn những người trong tỉnh ủy mà nói, Tống Cương chỉ là một cái tên lạ lẫm, gã chết hay sống, cơ bản không cần để tâm. Nhưng đối với việc Khang Hiếu đột nhiên xin nghỉ dưỡng bệnh dài hạn, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trước khi đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, Khang Hiếu vẫn luôn đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh. Ở nhiều năm trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh, thế lực cũng rất rắc rối, uy vọng cực cao, ngay cả Mễ Kỷ Hỏa cũng phải thua kém y. Thậm chí có thể nói, sau khi Mễ Kỷ Hỏa nhậm chức, bởi vì quá im tiếng và yếu thế, người quyết định tất cả những chính sách trong ủy ban nhân dân tỉnh, chính là Khang Hiếu. Khang Hiếu buông tay với một cơ hội tốt như vậy, hơn nữa sức khỏe cũng vẫn còn rất tốt, lúc cháu trai chết cũng không xin nghỉ bệnh, nhưng sau khi đi thị sát Lam Hải trở về, đột nhiên xin nghỉ bệnh. Lẽ nào trong đó đã xảy ra chuyện gì không thể cho mọi người biết? Cũng có người thông minh, liên hệ việc Khang Hiếu xin nghỉ phép và việc Tống Cương chết, liền lén bàn luận, Tống Cương chết ở Lam Hải, gã vừa chết, Khang Hiếu liền vội vàng rời Lam Hải, hơn nữa vừa về đến tỉnh ủy, lập tức xin nghỉ phép. Sau khi sâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, có phải có ẩn tình gì rất lớn bên trong hay không? Suy đoán của những người ngoài cuộc còn cách chân tướng sự việc rất xa, nhưng cũng không cần vội. Rất nhanh sẽ có câu trả lời thôi. Khang Hiếu đang ở viện an dưỡng, người thanh thản nhưng lòng không thanh thản, xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên, cũng không phải bản thân y muốn gây chuyện, mà là có người không muốn y sống yên ổn. Sau khi Khang Hiếu vào viện an dưỡng, cuộc điện thoại hỏi thăm đầu tiên là Hạ Tưởng gọi đến. Giọng nói Hạ Tưởng vẫn rất ôn hòa. Phó Chủ tịch Khang, ở đó cũng khá thoải mái phải không? Khang Hiếu vốn nghĩ Hạ Tưởng tận lực khuyên bảo y, là có ý đồ bất lương muốn y làm tấm bia chắn, thật ra y quá nghi ngờ đến nỗi không hiểu chuyện. Lý Dật Phong nói đúng, trước đó Khang Hiếu đi thị sát Lam Hải, là vì mở đường cho Tống Cương. Khang Hiếu nào biết, Tống Cương lấy danh nghĩa muốn xử lý Hứa Quan Hoa đồng thời đào hố cho Hạ Tưởng, thật ra cũng đang âm thầm đào hố cho y. Khang Hiếu có biết Tống Cương đào hố cho y hay không không quan trọng, quan trọng là... Tống Cương lại chết ngay trong tầm kiểm soát của y. Y nghĩ cũng không cần phải nghĩ, liền biết cuộc chiến giữa Ngô Hiểu Dương và Hạ Tưởng đã lên đến mức độ đối chọi gay gắt, hễ không cẩn thận y cũng có thể ngã xuống tan xương nát thịt như Tống Cương, 360 kế chuồn là thượng sách, không thể trêu vào còn trốn không được. Vừa mới vào viện, Hạ Tưởng đã gọi điện thoại đến, rốt cuộc Hạ Tưởng muốn y làm thế nào? Lẽ nào cứ muốn y phải leo lên sân thượng rồi ngã xuống mới thỏa mãn hay sao? Khang Hiếu liền tức giận đáp. Thoải mái, rất thoải mái, nếu không có người làm phiền, thì càng thoải mái hơn. Hạ Tưởng có thể nghe được sự bất mãn trong lời nói của Khang Hiếu, cũng có thể đoán được sự hiểu lầm của Khang Hiếu về hắn, càng có thể hiểu được tâm tư đà điều của Khang Hiếu. Thật ra bây giờ Khang Hiếu vẫn đi làm bình thường ở tỉnh ủy mới là an toàn nhất, trốn càng xa, ngược lại càng dễ khiến cho người ta đục nước thả câu. Nhưng cũng không thể nói quá rõ ràng, hơn nữa. Khang Hiếu đâu có tin hắn. Hạ Tưởng đành phải nói. Viện an dưỡng không phải nơi có thể ở lâu, tránh xa trung tâm quyền lực của tỉnh ủy, cũng không chắc đã an toàn. Khang Hiếu càng tức giận hơn nữa,
cho rằng Hạ Tưởng đang uy hiếp y. Không làm phiền phó bí thư Hạ phải quan tâm. Nói xong liền gác máy. Hạ Tưởng bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn định đưa tay cứu Khang Hiếu một lần, nào ngờ Khang Hiếu lại cứ khăng khăng cố chấp, không biết tự kiềm chế. Lẽ nào Khang Hiếu cuối cùng cũng bị Ngô Hiểu Dương lợi dụng, sau đó đá bay. Bình thường Khang Hiếu là một người rất có trí tuệ chính trị, tại sao bây giờ khi gặp chuyện lớn, lại như người vô dụng vậy? Nghĩ một chút, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Diệp Thiên Nam. Thiên Nam, phiền anh đi đến Việc An dưỡng một chuyến, thăm phó chủ tịch tỉnh Khang. Diệp Thiên Nam vừa nghe liền hiểu ý, hơi trầm ngâm. Phó bí thư Hạ, lúc này không phải lúc mềm lòng, Khang Hiếu. Không đáng để lôi kéo. Dù sao tôi cũng không đành lòng. Hạ Tưởng bỗng nhiên hạ quyết tâm. Cũng được, sự việc do anh giải quyết, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Đêm đó, Diệp Thiên Nam yên lặng đi vào viện an dưỡng, cùng Khang Hiếu nói chuyện rất lâu. Cụ thể đã nói những gì, không ai biết được, nhưng hiệu quả thì ngay lập tức có thể thấy sáng sớm ngày hôm sau tin tức từ viện an dưỡng truyền ra ngoài, Khang Hiếu mất tích rồi. Phó chủ tịch thường trực tỉnh mất tích ở viện an dưỡng, là một trò đùa lớn. Nếu nói Khang Hiếu bất ngờ mất tích, dẫn đến một làn sóng lớn trong tỉnh ủy, vậy một chuyện nhỏ khác xảy ra, dường như không được bất kỳ một lãnh đạo tỉnh ủy nào chú ý. Đầu phố Dương Thành mới biểu diễn một màn cảnh sát lái xe truy đuổi kẻ cướp làm ầm ĩ khu phố. Nguyên nhân là kẻ cướp xông vào cướp một tiệm vàng, sau khi bị cảnh sát bao vây, đột nhiên phá vòng vây, đồng thời cướp được một chiếc xe hơi trên phố, bỏ chạy thục mạng. Kết quả cuối cùng là kẻ cướp ung dung bỏ chạy, cảnh sát tay không trở về. Nhìn bên ngoài, Khang Hiếu mất tích là một chuyện lớn, cảnh sát đuổi bắt tên cướp, là một việc nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, khó có thể thu hút được sự chú ý của các lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, Khang Hiếu mất tích mới là chuyện nhỏ, cảnh sát đuổi bắt tên cướp mới là chuyện lớn khó lường. Ngay lúc Trần Hạo Thiên ra chỉ thị yêu cầu lập tức điều tra sự mất tích của Khang Hiếu, Hạ Tưởng lại không hề để ý đến sự mất tích của Khang Hiếu, mà nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Lâm Song Bồng và Hướng Dân Tân lập tức đến tỉnh ủy, báo cáo chi tiết về vụ cảnh sát đuổi bắt cướp cho hắn. Gió bắt đầu nổi từ một nơi rất nhỏ. Trong lúc Hạ Tưởng đang đợi Lâm Song Bồng, Hướng Dân Tân đến, thì nghe Đường Thiên Vân báo cáo tổng kết. Gần đây Đường Thiên Vân đi vào trạng thái toàn diện, ông ta trầm ổn và đúng mực, thể hiện sự ưu tú của ông ta. Lúc đầu, Hạ Tưởng còn tiếc nuối, cho rằng Đường Thiên Vân không có tầm nhìn bằng Trương Lực. Hiện tại xem ra một số người có ấn tượng đầu tiên tốt, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, hóa ra dưới vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong lại không được như vậy. Đường Thiên Vân là một người có thể phó thác trọng trách, Trương Lực thì không phải. Khi nghe Đường Thiên Vân nói đến Quý Như Lan và Trương Lực đồng thời xuất hiện ở Nam Quốc Chi Xuân, mà trước đó, Trương Lực đã công bố sẽ không tham gia lễ tưởng niệm Ngô Công Tử, không ngờ sau khi biết Quý Như Lan sẽ đến, Trương Lực lại tự nuốt lời hứa, chỉ vì đi cùng Quý Như Lan mà vứt bỏ nguyên tắc, bất ngờ xuất hiện ở Nam Quốc Chi Xuân. Hạ Tưởng nghe xong, thật lâu không nói gì, một tia mong đợi cuối cùng đối với Trương Lực cũng đã tan biến. Đồng thời, cũng cảm thấy đau khổ thay cho Quý Như Lan. Đúng vậy, là đau khổ. Không phải Hạ Tưởng khinh thường đàn bà, cũng biết trong quan trường có rất nhiều người phụ nữ ưu tú, nhưng quả thật Quý Như Lan khuyết thiếu trí tuệ chính trị, chỉ biết so đo được mất nhất thời, và quá để ý thể diện, chỉ vì giận dỗi mà không có nguyên tắc, thậm chí còn bảo hổ lột ra, cũng không biết vì sao ông cụ nhà họ Quý không răn dạy Quý Như Lan, chẳng lẽ muốn Quý Như Lan mắc phải sai lầm lớn. Hạ Tưởng cũng không biết rằng, không phải ông cụ nhà họ Quý không răn dạy Quý Như Lan, mà là gần đây thân thể không khỏe, thật sự không còn tinh lực. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Song Bồng, ông ta cũng nhắc nhở Quý Như Lan vài câu. Không ngờ Quý Như Lan chẳng những không có tỉnh ngộ, mà càng tức giận Hạ Tưởng cáo trạng cô ta, nhất là Hạ Tưởng còn thông qua Lâm Song Bồng kêu gọi nhà họ Quý đầu hàng, càng làm cho cô không thể nhẫn nhịn. Dưới sự tức giận, Quý Như Lan nhận định Hạ Tưởng cố ý khiến cô khó xử, cô không tin Ngô Hiểu Dương dám nể hà nhà họ Quý, lại càng không cho rằng Ngô Hiểu Dương dám động đến một ngón tay của cô, cho nên liền thản nhiên đi tới buổi lễ. Không chỉ là khiến cho Hạ Tưởng biết rằng cô thành thạo thủ đoạn, cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với Ngô Hiểu Dương, có lẽ còn có cơ hội liên kết đối phó Hạ Tưởng. Thật ra nếu Quý Như Lan mà suy nghĩ cẩn thận, cô không nên làm khó dễ Hạ Tưởng khắp nơi, bởi vì hiện tại giữa Hạ Tưởng và nhà họ Quý gần như đã không có mâu thuẫn xung đột,
ngược lại, người có xung đột ngầm với nhà họ Quý chính là Ngô Hiểu Dương. Mà trong lòng cô từ đầu đến cuối không tiêu tan sự bất mãn đối với Hạ Tưởng, khi bắt đầu có lẽ còn có mục đích chính trị nhất định, đến hiện tại lại chỉ là sự bướng bỉnh, đã lệch khỏi suy nghĩ ban đầu của cô. Ừ, đối với suy nghĩ của Quý Như Lan, Hạ Tưởng cũng không có thời gian đi phỏng đoán, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và buồn cười, giống như Khang Hiếu, không hề tín nhiệm hắn. Có lẽ Quý Như Lan cũng giống vậy, có tâm lý để phòng thâm căn cố đế đối với người ngoài tỉnh. Cũng đúng, dưới sự so sánh, Ngô Hiểu Dương là người gốc Lĩnh Nam, nếu quan niệm chỉ tin người địa phương, Quý Như Lan và Khang Hiếu quả thật càng tin tưởng Ngô Hiểu Dương hơn hắn. Nếu thế, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể thay đổi đối sách lược, hắn giải thích với Đường Thiên Vân vài câu, bảo ông ta lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Trương Lực, chỉ duy trì giải quyết việc chung ở bề ngoài, theo sau, rồi chỉ bảo một số công việc cần chú ý. Lâm Song Bồng và Hướng Dân Tân đã tới. Vừa vào cửa, Lâm Song Bồng liền lo lắng nói. Phó Bí Thư Hạ, là việc làm của tôi sai lầm, xin anh phê bình tôi. Khang Hiếu mất tích, Lâm Song Bồng khó chối được sai lầm này, trại an dưỡng tỉnh ủy tuy rằng là cơ quan tỉnh ủy, nhưng trị an và giao thông phải do thành phố Dương Thành quản lý. Lâm Song Bồng vừa đến liền tự phê bình, cũng là thái độ bình thường trong quan trường. Hướng Dân Tân cũng muốn tự phê bình, Hạ Tưởng khoát tay. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Phó Chủ tịch tỉnh Khang mất tích, về sau sẽ có phương án giải quyết, cụ thể do đồng chí Diệp Thiên Nam phối hợp phụ trách việc này. Tôi gọi các anh đến, là muốn hỏi về vụ án cướp bóc châu báu vừa xảy ra. Lâm Song Bồng và Hướng Dân Tân ngơ ngác nhìn nhau, Phó Bí Thư Hạ không quan tâm Khang Hiếu mất tích, lại quan tâm đến một vụ án cướp bóc nhỏ nhặt, có chuyện gì vậy? Thành phố Dương Thành nổi tiếng trị an kém nhất cả nước, đua xe, giật đồ, bắt cóc, nhìn mãi đã quen mắt, tuy là cướp một cửa hàng châu báu, giá trị tài sản chỉ hơn 10.000 tệ, đã kinh động nhân vật số 3 của tỉnh ủy, chẳng lẽ là có ẩn tình gì? Lâm Song Bồng liếc mắt nhìn Hướng Dân Tân, Hướng Dân Tân hiểu ý, báo cáo từ đầu đến cuối vụ án cho Hạ Tưởng. Nhìn bên ngoài thì chỉ là vụ cướp phổ thông, giữa ban ngày ban mặt ba tên cướp đến cướp một cửa hàng châu báu, che mặt, cầm vũ khí, động tác thuần thục, toàn bộ quá trình chỉ có 5 phút đồng hồ, không có ai bị thương. Sau khi đám cướp rời đi liền nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nếu không phải hai cảnh sát ngẫu nhiên đi qua, kẻ cướp sẽ chạy trốn như chỗ không người, sau khi phát hiện kẻ cướp, muốn ngăn kẻ cướp, lại bị kẻ cướp đánh gục tại chỗ. Mà trước đó, ở cửa hàng châu báu, kẻ cướp không hề đánh ai bị thương. Kẻ cướp nổ súng, cảnh sát đổ máu đầu đường, liền khiến quần chúng rối loạn. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng quyết đoán vây quanh đám cướp. Vốn tưởng rằng khi bao vây kẻ cướp rồi thì đám cướp có chạy đằng trời, không ngờ bản lĩnh của đám cướp vượt quá tưởng tượng, bắn 3 phát liên tục, mỗi phát đều trúng một cảnh sát. Cuối cùng thậm chí kẻ cướp thong dong đắc thủ, cướp được một chiếc xe cảnh sát, đột phá vòng vây, nghênh ngang bỏ đi. Từ đầu đến cuối, kẻ cướp đều che mặt, không nói lời nào, hơn nữa hành động phối hợp bình tĩnh, ba người cùng tiến cùng lui, không có một tia bối rối. Hơn nữa bắn rất chuẩn, không hề ngộ thương người qua đường, cũng không dây dưa với cảnh sát, thậm chí cũng không có mục đích giết cảnh sát, trừ phi có người chặn lại, nếu không cũng không chủ động nổ súng vào cảnh sát. Sự kiện này dường như không có gì đặc biệt, Hạ Tưởng nghe xong, hơi trầm tư, liền hỏi Hướng Dân Tân một câu. Đồng chí Dân Tân, theo suy đoán của anh, kẻ cướp là kẻ tái phạm hay là lần đầu gây án? Hướng Dân Tân cũng không coi trọng vụ án cướp châu báu lắm, chỉ giao cho một cục trưởng điều tra, bởi vậy có kiến nghị phản bác rằng không coi trọng vụ án, không ngờ Bí Thư Hạ có hứng thú lớn với vụ án như vậy, ông ta có chút luống cuống, nói quanh co. Chắc là, phỏng chừng là kẻ tái phạm. Không phải kẻ tái phạm, đồng chí Dân Tân. Hạ Tưởng đột nhiên nhấn mạnh. Kẻ tái phạm gây án sẽ không để cảnh sát vây quanh, trước đó khẳng định sẽ chuẩn bị chu đáo, cũng sẽ chuẩn bị ô tô chạy trốn. Sao có thể bị hai cảnh sát bất ngờ phát hiện và vây quanh? Rất rõ ràng là gây án lần đầu. Lâm Song Bồng cũng bị Hạ Tưởng điều động cảm xúc, cẩn thận nghĩ lại, quả thật thấy trong vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ. Không đúng, nếu gây án lần đầu, mà đối phương biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không bắt cóc con tin rằng co với cảnh sát, tố chất tâm lý rất tốt. Lời của Lâm Song Bồng lại làm Hướng Dân Tân nghĩ kỹ hơn, dù sao ông ta cũng là công an có kinh nghiệm. Cẩn thận suy nghĩ cũng có một số nghi vấn. Còn có một điều, ba tên cướp bắn rất chuẩn, nếu nói là kẻ gây án lần đầu,
dường như cũng không đúng. Gây án lần đầu sẽ không thể bắn chuẩn sao? Hạ Tưởng nói đầy thâm ý. Đồng chí Dân Tân, tôi đề nghị vụ án này vẫn do anh quản lý sẽ thỏa đáng hơn, có lẽ trong án có án, cũng có thể tìm ra thứ gì đó có giá trị. Hướng Dân Tân đột nhiên giật mình, nhưng nghĩ tới cái gì, đột nhiên cung kính chắp tay kính một lễ. Vâng, sẽ xử lý theo tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ. Lâm Song Bồng cũng ý thức được chuyện gì, ánh mắt sáng ngời. Ý của Phó Bí Thư Hạ là, vụ cướp là kế Dương Đông kích Tây. Hạ Tưởng cười mà không đáp vấn đề của Lâm Song Bồng, chuyển hướng đề tài. Song Bồng, có hai chuyện phải phiền anh một chút. Lâm Song Bồng tất nhiên biết rõ hiện tại Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương đã dương cung bạt kiếm, mà vừa rồi Hạ Tưởng phân tích vụ cướp, rõ ràng có thể đưa ra kết luận, kẻ cướp vô cùng có khả năng là quân nhân được huấn luyện tốt, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng. Về phần vì sao quân nhân bịt mặt đi cướp cửa hàng châu báu, chính là vấn đề cần tìm hiểu thêm. Bỏ qua vấn đề vụ cướp, dưới tình huống Ngô Hiểu Dương từng bước ép sát, Phó Bí Thư Hạ còn có thể thong dong trấn tĩnh như thế, quan tâm đến vụ cướp bình thường, và đưa ra suy luận rất có giá trị tham khảo, quả thật không đơn giản. Lâm Song Bồng thầm nghĩ, nếu để ông ta lâm vào tình cảnh như Hạ Tưởng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng tượng, ông ta tuyệt đối không bình tĩnh được như Phó Bí Thư Hạ lúc này. Mời Phó Bí Thư Hạ chỉ thị. Trước kia Lâm Song Bồng kính trọng nhưng giữ khoảng cách với Hạ Tưởng, nhưng giờ đã biến thành khâm phục. Phiền anh mau chóng sắp xếp một cơ hội thích hợp, tôi muốn gặp đích thân lão quý một lần, sự tình rất gấp gáp, cần nói chuyện trực tiếp. Hạ Tưởng đưa ra vấn đề thứ nhất. Được, tôi lập tức liên hệ, mau chóng sắp xếp. Lâm Song Bồng hồi đáp vô cùng rõ ràng. Vấn đề Phó Chủ tịch tỉnh Khang mất tích, tôi đại biểu tỉnh ủy thác anh toàn quyền phụ trách, công việc cụ thể, có thể thảo luận với đồng chí Diệp Thiên Nam để giải quyết. Vấn đề thứ nhất khiến Lâm Song Bồng vô cùng nhiệt tình, vấn đề thứ hai lại khiến ông ta vô cùng khó hiểu. Phó Bí Thư Hạ, Phó Chủ tịch tỉnh Khang mất tích là chuyện lớn, có cần tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, chỉ định lãnh đạo tương quan phụ trách không? Không cần. Hạ Tưởng mỉm cười lắc đầu. Tôi đã được Bí Thư Trần và Chủ tịch tỉnh Mễ đồng ý, cụ thể do anh Tổng phụ trách, đồng chí Diệp Thiên Nam phối hợp. Lâm Song Bồng nhảy dựng trong lòng, không biết là mừng hay lo, rất rõ ràng, hành động này của Hạ Tưởng đã đưa ông ta lên cùng một chiếc thuyền, chính xác là ông ta phải cùng tiến cùng lui với Hạ Tưởng, còn không được tùy hứng làm bậy giống Quý Như Lan, trong lòng ông ta nổi lên chua xót. Chuyện nhà họ Quý đối đãi với Hạ Tưởng vẫn phải một phân thành hai rồi sao? Cái gì, Khang Hiếu mất tích sao? Ngô Hiểu Dương mở to hai mắt, ánh mắt sáng quắc. Không phải tôi đã bảo các anh sắp xếp nhân sự, để ý cẩn thận mấy nhân vật mấu chốt sao, ngay cả một người cũng không trông được, đúng là đồ ngu. Tư lệnh, chuyện này rất kỳ quái, tôi cũng không ngờ một người sống sờ sờ lại bỗng dưng mất tích. Mạnh Tán giải thích, tuy nhiên xin tư lệnh yên tâm. Trong vòng 3 ngày nhất định tôi sẽ điều tra rõ chân tướng sự tình, chỉ cần tư lệnh ra lệnh một tiếng, lập tức có thể khiến Khang Hiếu vĩnh viễn mất tích. Tâm trạng Ngô Hiểu Dương nặng nề, Khang Hiếu mất tích là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có thể mượn cơ hội khiến lão mất tích vĩnh viễn, và đổ lỗi cho Hạ Tưởng, chẳng phải một bước diệu kỳ sao. Cũng tốt, nếu Hạ Tưởng muốn bắt đầu từ Khang Hiếu, liền chơi với Hạ Tưởng đi. Ngô Hiểu Dương hạ quyết tâm. Xoay quanh vụ án Khang Hiếu mất tích và vụ cướp, cuộc tranh đấu giữa Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương dần dần tới giai đoạn gay gắt. Khang Hiếu mất tích 2 ngày. Tỉnh ủy thành lập tiểu tổ điều tra do Lâm Song Bồng đứng đầu, do Lâm Song Bồng đứng đầu đã làm người ta vô cùng khó hiểu, theo tình hình chung hẳn là Phó Bí Thư tỉnh ủy quản lý mới phải, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy Diệp Thiên Nam phối hợp, cũng điều động một bộ phận lực lượng của Cục Công an tỉnh. Tỏ ra đã chuẩn bị muốn đánh một trận ác liệt. Lẽ ra Khang Hiếu mất tích một ngày trở lên, dựa theo quy định, phải báo lên Trung ương. Trung ương quản lý cán bộ, tỉnh ủy Lĩnh Nam không gánh vác được trách nhiệm trọng đại khi một phó chủ tịch thường trực tỉnh bỗng dưng mất tích. Cũng may tỉnh ủy Lĩnh Nam có Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên tạm thời khống chế sự tình trong vòng tỉnh ủy Lĩnh Nam, chờ mong ngày thứ ba có kỳ tích xuất hiện, bởi vì ông ta tin tưởng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hứa hẹn với Trần Hạo Thiên, trong vòng 3 ngày, việc Khang Hiếu khẳng định có kết quả, là tốt hay xấu tạm thời chưa biết, nhưng khẳng định sẽ được xác định. Thấy Hạ Tưởng vẻ mặt chắc chắn, dường như mọi chuyện đều nắm trong tay, Trần Hạo Thiên liền tin Hạ Tưởng 100%. Ông ta tin tưởng, Hạ Tưởng sẽ không sằng bậy,
chỉ có người khác sằng bậy, Hạ Tưởng chỉ đang thận trọng thiết cục mà thôi, cho nên, Trần Hạo Thiên cũng không hỏi đã xảy ra cái gì. Có đôi khi không biết tốt hơn biết rất nhiều, không chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm, cũng dự phòng nếu chẳng may sự tình khôn còn đường quay lại, ông ta có thể tìm lý do bảo hộ Hạ Tưởng chu toàn. Đúng là căn cứ vào suy nghĩ đó, Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa vừa thảo luận, đã toàn quyền giao cho Hạ Tưởng xử trí mọi chuyện. Hai ngày rồi, Khang Hiếu vẫn không có tin tức gì, giống như bốc hơi trên nhân gian vậy, sống không thấy người chết không thấy xác, người nhà Khang Hiếu lo lắng, chắc chắn các lãnh đạo của tỉnh ủy cũng sẽ lo lắng. Hai ngày qua, lãnh đạo tỉnh ủy vừa gặp nhau đều đàm luận việc Khang Hiếu mất tích, mọi người tranh luận, bên nào cũng cho là mình phải, thậm chí có người phỏng đoán Khang Hiếu hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Không có ai đem vụ Khang Hiếu mất tích và vụ cướp ở Dương Thành liên hệ với nhau. Càng làm cho người ta khó hiểu là tiểu tổ điều tra do Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam cầm đầu, hai ngày qua không hề phát động tất cả lực lượng tìm kiếm tung tích Khang Hiếu, thậm chí chỉ đến trại an dưỡng an ủi người nhà Khang Hiếu, sau đó lại lặng lẽ xử lý công việc, khiến không ít lãnh đạo tỉnh ủy nhìn thấy đều âm thầm cảm thấy đáng thương cho Khang Hiếu. Đường đường phó chủ tịch thường trực tỉnh mất tích, Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam lại ứng phó như vậy, thân là lãnh đạo cao cấp của tỉnh ủy, về công về tư đều nên gia tăng tìm kiếm tung tích Khang Hiếu, hơn nữa phương pháp như thế làm cho người ta thất vọng. Nhưng mà, Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam đối với sự trách cứ của các lãnh đạo tỉnh ủy không hề để trong lòng, vẫn chậm rãi triển khai các công việc, không hề khẩn trương, dường như Khang Hiếu sống hay chết đều là chuyện vụn vặt. Ngày thứ ba Khang Hiếu mất tích. Ba ngày qua, làm cho mọi người không hiểu ra sao chính là một vụ cướp bình thường ở Dương Thành không ngờ lại được coi trọng hơn cả việc Khang Hiếu mất tích, toàn thành đều giới nghiêm. Vô số cảnh sát mang vũ khí nghiêm túc kiểm tra xe cộ qua lại ở các đại lộ, cảnh sát Dương Thành gần như được huy động toàn bộ, như lâm đại địch, thiết lập vô số trạm kiểm soát, bày ra thế trận bắt buộc phải chóc nã kẻ cướp về quy án, nếu không thể không bỏ qua. Một vụ án chỉ có giá trị tài sản hơn 2 triệu. Mà gióng trống khua chiêng như thế, có phải chuyện bé xé ra to rồi không? Chẳng những không ít người ở thành ủy không hiểu, vài lãnh đạo của tỉnh ủy cũng rất có ý kiến với việc này, cho rằng Dương Thành quá làm to chuyện, thậm chí còn có người đến gặp Trần Hạo Thiên tố cáo Lâm Song Bồng, chỉ trích Lâm Song Bồng không lo thẩm tra đại sự Khang Hiếu mất tích, lại vì một vụ án cướp châu báu nhỏ nhặt mà gây xôn xao dư luận, rốt cuộc là chuyện nào quan trọng hơn? Trần Hạo Thiên chỉ nói một câu đã đuổi người cáo trạng đi. Nếu tỉnh ủy giao cho đồng chí Song Bồng và Thiên Nam phụ trách, thì để bọn họ quản lý mọi việc, mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, đều do đồng chí Song Bồng và Thiên Nam gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ngụ ý chính là tỉnh ủy tin tưởng Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam, ông ta là bí thư tỉnh ủy cũng không tiện hỏi đến việc này, chỉ chờ kết quả thôi. Người tố cáo không còn lời nào để nói, đành phải phẫn nộ mà về. Trần Hạo Thiên tuy nói thế, nhưng trong lòng vẫn hơi thiếu tự tin. Ông ta lo lắng, tự mình gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, hôm nay là ngày thứ ba, nếu chuyện Khang Hiếu không có câu trả lời, nhất định phải báo lên Trung ương. Nếu báo lên Trung ương, sẽ thành chuyện lớn. Hạ Tưởng giọng nói nhẹ nhàng. Xin Bí thư Trần yên tâm, nếu không sai, mọi chuyện lập tức sẽ có kết quả, muộn nhất trước 0 giờ ngày mai, đồng chí Khang Hiếu sẽ xuất hiện. Trần Hạo Thiên cười ha hả. Cũng chỉ có cậu. Nếu là người khác, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng cho anh ta cố làm ra vẻ huyền bí. Bí thư Trần Anh Minh. Hạ Tưởng cười ha hả, nói hơi nịnh bợ. Không phải cố làm ra vẻ huyền bí, mà là bất đắc dĩ. Tôi đang chạy tới biệt thự bên hồ và gặp ông cụ nhà họ Quý. Biệt thự bên hồ. Trần Hạo Thiên có chút không phản ứng kịp. Chính là Hoa Vô Khuyết. Ha hả, biệt thự bên hồ. Tên này hay, quả thật là ở bên hồ. Thường ở bên hồ phải cẩn thận kẻo ướt phải chân. Trần Hạo Thiên chỉ điểm một chút, rồi cắt điện thoại. Ngồi xuống trầm tư một lát, Trần Hạo Thiên gọi một cuộc điện thoại về Bắc Kinh. Đắc Mưu, có chuyện nhờ anh báo cáo với Tổng Bí Thư. Trần Hạo Thiên điện thoại cho Minh Đắc Mưu. Có thể nhờ Tổng Bí Thư ra mặt can thiệp một chút hay không, để quân ủy điều Ngô Hiểu Dương về Bắc Kinh. Việc này, không dễ xử lý. Minh Đắc Mưu cự tuyệt rất kiên quyết. Tôi đã sớm hỏi ý kiến Tổng Bí Thư rồi, cũng tổng hợp suy xét vấn đề kéo dài và di lưu sự tình, nếu quân ủy ra quyết định điều tra Ngô Hiểu Dương, Tổng Bí Thư sẽ không tiện nhúng tay vào quyết định của quân ủy nữa. Tôi cũng lo lắng sau khi làm lớn chuyện, sẽ khó kết thúc,
thế lực Ngô Hiểu Dương ở thành phố Dương rất khổng lồ, nếu chẳng may Hạ Tưởng có gì sơ suất, tôi cũng không giải thích được với Tổng Bí Thư và ông cụ Ngô, tuy rằng Hạ Tưởng nghĩ mọi chuyện rất chu toàn, nhưng dù sao thời gian cậu ấy đến Dương Thành quá ngắn. Nếu để Hạ Tưởng nghe được Trần Hạo Thiên và Minh Đắc Mưu đối thoại, khẳng định hắn sẽ hơi cảm động đối với việc Trần Hạo Thiên quan tâm hắn, mặc kệ do cảm tình cá nhân, hay là xuất phát từ giải quyết việc chung, quả thật sự quan tâm của Trần Hạo Thiên đối với hắn phát ra từ thật tâm. Đương nhiên, Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam, cho dù là đối ứng với áp lực từ bên ngoài, hay là xử lý sự vụ bên trong Lĩnh Nam, Trần Hạo Thiên cũng toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Mấy người Hạ Tưởng đang đi tới biệt thự bên hồ, gặp Quý Trường Hạnh. Ngày thứ ba sau khi Lâm Song Bồng nói với Quý Trường Hạnh rằng Hạ Tưởng muốn gặp, Quý Trường Hạnh rốt cục đã đáp lại, tự mình từ Mai Hoa tới Dương Thành, và vào biệt thự bên hồ, gặp Hạ Tưởng. Ông cụ họ Quý không tiếc dùng thân thể già nua đích thân đến Dương Thành, có thể thấy được sự ký thác kỳ vọng với Hạ Tưởng rất cao. Cũng nói rõ ông ấy rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ Khang Hiếu mất tích khiến ông cụ họ Quý rốt cục thấy rõ tình thế, biết Ngô Hiểu Dương sẽ không chịu để yên. Cũng rõ nếu nhà họ Quý không có đối sách, tuy chưa chắc sẽ bị Ngô Hiểu Dương đánh lén thành công, nhưng nếu Ngô Hiểu Dương thật sự muốn liều mạng, nhà họ Quý cũng không an lành. Hạ Tưởng cho rằng, Quý Trường Hạnh khẳng định có thể thấy rõ tình thế hơn Quý Như Lan, cũng có thể hiểu được tâm tư thù hận của Ngô Hiểu Dương với nhà họ Quý. Ông cụ họ Quý lựa chọn nói chuyện ở biệt thự bên hồ, là có thâm ý sâu sắc. Đi đường coi như thuận lợi, sau lưng không có cái đuôi nào. Khang Hiếu mất tích 3 ngày nay khiến Ngô Hiểu Dương rối loạn trận tuyến. Ốc còn không mang nổi mình ốc, phỏng chừng cũng không phái người theo dõi hắn. Chủ yếu cũng là hành động điều tra đại quy mô ở Dương Thành, tuy rằng chắc chắn không bắt được đám cướp châu báu, nhưng ít ra cũng sẽ mang đến áp lực chính diện rất lớn cho Ngô Hiểu Dương, khiến hành động của lão không thể không kiềm chế vài phần. Cũng giúp cho Hạ Tưởng tranh thủ được cơ hội giảm sóc cực kỳ quý giá. Phải nói, Ngô Hiểu Dương đẩy mạnh bố cục ở phía sau, vô cùng chu đáo chặt chẽ, gần như không chê vào đâu được, người khác có lẽ không rõ thủ đoạn của Ngô Hiểu Dương lắm. Nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ, chẳng những dày đặc, hơn nữa còn từng bước đẩy mạnh, khiến hắn gần như không phát hiện được lỗ hổng, bởi vậy hắn đưa ra một kết luận, Ngô Hiểu Dương không hề chiến đấu một mình, sau lưng lão có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân là ai? Khẳng định không phải Thi Khải Thuận, Thi Khải Thuận không có trí tuệ chính trị nhìn xa trông rộng như thế. Mặc kệ là ai, tóm lại khi Ngô Hiểu Dương từng bước đẩy mạnh bố cục, lại bị Mạnh Tán, Tiêu Lương cưỡng bức, Hạ Tưởng lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm. Loại cảm giác này rất không tốt, làm cho người ta vô lực và kinh hoàng. Hạ Tưởng cũng là người bình thường, không có khả năng ở gặp cảnh sống chết trước mắt vẫn trấn tĩnh được, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ xuất hiện một tia bối rối trong lòng. May mắn, hắn chẳng những có Đường Thiên Vân tương trợ, có Lâm Khang Tân phụ trợ, cũng có Diệp Thiên Nam bày mưu tính kế cho hắn. Diệp Thiên Nam quả thật không đơn giản, cái gọi là ác nhân có ác nhân trị, tuy Hạ Tưởng từng đánh bại Diệp Thiên Nam, nhưng xét phương diện lấy độc trị độc lấy ác chế ác, hắn cảm thấy không bằng thủ đoạn của Diệp Thiên Nam. So sánh với Diệp Thiên Nam, hắn rất quang minh chính đại. Chuyện khác không nói, riêng kế sách Khang Hiếu mất tích dẫn xà xuất động, Diệp Thiên Nam bố cục vô cùng cao minh. Hạ Tưởng để Diệp Thiên Nam tới gặp Khang Hiếu. Chỉ bảo Diệp Thiên Nam khuyên bảo Khang Hiếu xuất viện, kết quả ngược lại, Diệp Thiên Nam biểu hiện tốt hơn hắn mong muốn rất nhiều, anh ta vừa ra mặt, chỉ nói vài câu đã làm Khang Hiếu mất tích. Khang Hiếu vừa mất tích, khiến Ngô Hiểu Dương liền luống cuống. Mất tích có hai loại khả năng, một loại mất tích do bỏ chạy, một loại chính là mượn danh nghĩa mất tích làm lý do, đến Bắc Kinh tố cáo. Ngô Hiểu Dương nghĩ Khang Hiếu đập nồi dìm thuyền, đi đến Bắc Kinh đi tố giác âm mưu của y. Bởi vậy vô cùng khiếp sợ, lập tức có rút tất cả phòng tuyến, cũng phái người đến Bắc Kinh âm thầm hỏi tin tức. Mà vừa mới tạo một vụ án cướp bóc, lại không ngờ vì Khang Hiếu đột nhiên mất tích mà gián đoạn, không thể không tạm dừng bước tiếp theo trong kế hoạch, bởi vậy, Hạ Tưởng tranh thủ được một bước ngoặt vô cùng quý báu. Ngô công tử bất ngờ bỏ mình, vượt ra khỏi suy đoán của Hạ Tưởng, cũng làm Hạ Tưởng trở tay không kịp, mà Ngô Hiểu Dương nhất thời tức giận muốn ép sát. Khiến Hạ Tưởng không có cơ hội thong dong bố trí phản kích, bây giờ tốt rồi, chẳng những tranh thủ được một bước ngoặt quan trọng, 3 ngày thời gian, cũng đủ để hắn bày ra thiên la địa võng. Hơn nữa, hôm nay nói chuyện với ông cụ họ Quý, nếu không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, nhất định có thể đạt thành nhận thức chung. Xe đỗ ở cửa biệt thự bên hồ, không phải Quý Như Lan ra nghênh đón,
mà là người Hạ Tưởng không muốn gặp nhất Trương Lực. Phó Bí Thư Hạ. Trương Lực rất cung kính mở cửa xe cho Hạ Tưởng. Ông quý mời anh. Hạ Tưởng xuống xe, liếc mắt nhìn Trương Lực một cái, thiện cảm trong lòng với Trương Lực đã biến mất hầu như không còn, cũng không nói gì với y, chỉ khẽ gật đầu, bước ra ngoài. Từ cổng đến cửa chính biệt thự, cũng cách mấy chục mét, Trương Lực dường như có rất nhiều lời muốn nói, đi sát phía sau Hạ Tưởng, vừa đi, vừa nhỏ giọng nói. Phó Bí Thư Hạ, lần trước tôi và Như Lan tới Nam Quốc Chi Xuân, tham gia lễ tưởng niệm Ngô Công Tử. Hạ Tưởng cũng không đi chậm lại, chỉ thản nhiên, một tiếng, cũng không đáp lời. Trương Lực dường như nóng lòng giải thích, còn nói. Thật ra tôi vốn không định đi, nhưng gặp Như Lan trên đường, cô ấy muốn tôi đi cùng, tôi ngại từ chối cô ấy, nên đành phải đi. Sự nhẫn nại của Hạ Tưởng với Trương Lực rốt cục tới cực hạn. Thư ký Trương, anh nói chuyện này với tôi để làm gì? Hạ Tưởng đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn thẳng Trương Lực. Nếu muốn nói rằng ở thời khắc mấu chốt anh có lập trường kiên định, anh nên đi nói với chủ tịch tỉnh Mễ, mà không phải với tôi. Nếu muốn nói anh và nhà họ Quý có quan hệ chặt chẽ, thì lại càng không cần khoe khoang cái gì trước mặt tôi cũng không thèm để ý anh quan hệ chặt chẽ với ai, hay lập trường của anh thế nào. Hạ Tưởng chưa từng mắng một cấp dưới ngay trước mặt họ như vậy, bình thường cho dù đối thủ làm phát hỏa, cũng sẽ duy trì khắc chế nhất định, hôm nay cũng là lần đầu tiên giận dữ với Trương Lực. Có lẽ cũng vì Trương Lực giải thích rốt cục khiến hắn hoàn toàn thất vọng với anh ta, hoặc có lẽ là hắn vẫn ký thác kỳ vọng với Trương Lực, lại phát hiện Trương Lực thủy chung không hề đi đến con đường đúng đắn. Tóm lại, Hạ Tưởng phát tác, sau khi nói Trương Lực xong, cũng không để ý tới Trương Lực xấu hổ, xoay người bỏ đi, mặc kệ cậu ta ở chỗ đó. Đến khi hắn đi vào phòng, cũng không thấy Trương Lực theo vào, thậm chí đến khi hắn rời khỏi biệt thự bên hồ, cũng không thấy Trương Lực xuất hiện nữa. Có lẽ Trương Lực thực sự bị hắn đả kích không dám gặp nữa, cũng có lẽ là Trương Lực nổi giận, mặc kệ thế nào. Hạ Tưởng cũng không để ý Trương Lực nữa, mà hắn không biết hôm nay hắn đột nhiên giận dữ, tạo thành sự tấn công tâm lý như thế nào với Trương Lực, rồi sau đó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Quý Trường Hạnh ngồi ở phòng khách, bên cạnh là Quý Như Lan, không có người khác. Quý Như Lan mặc váy dài, tóc dài xõa ra, như cuộn sóng ở sau lưng, nhã nhặn lịch sự như xử nữ. Nhất là bộ dáng cô biết vâng lời, ai cũng không thể nghĩ cô điêu ngoa tùy hứng, nhưng trên thực tế, bề ngoài một người dễ làm cho người ta ngộ nhận nhất, đằng sau hình tượng thục nữ của Quý Như Lan, là một nội tâm chẳng những tính toán chi ly, còn thích cố tình gây sự. Hạ Tưởng cũng nhìn cô một cái, cung kính chào Quý Trường Hạnh. Quý Trường Hạnh duỗi tay. Phó Bí Thư Hạ, mời ngồi. Lại nhìn Quý Như Lan. Như Lan, bưng trà. Quý Như Lan khẽ nhíu mày, cố ý không nhìn Hạ Tưởng, đi tới bưng trà, không lâu sau đã mang tách chè xanh đến. Hạ Tưởng cũng không khách khí, cầm lên uống một ngụm. Quen thuộc tay nghề của Quý Như Lan, hắn uống một ngụm đã có kết luận, trà này đúng là Quý Như Lan tự tay pha. Hạ Tưởng đã sớm nghe nói tính tình Quý Như Lan, chỉ người được cô nhận định là khách quý. Cô mới có thể tự tay pha trà, nếu không cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy đích thân tới, cô không để vào mắt, cũng sẽ không tự mình pha trà. Nói như vậy, tuy mọi chuyện Quý Như Lan đối nghịch với hắn, nhưng trong lòng cô ta, hắn còn được cho khách quý. Quý Trường Hạnh vẻ mặt hơi tiều tụy, vẻ mặt mệt mỏi mới khỏi bệnh, ông ta thản nhiên cười. Mời Phó Bí Thư Hạ đến, là có một việc phải thương lượng. Mời ông Quý chỉ bảo. Hạ Tưởng thái độ rất đoan chính. Chỉ bảo thì không dám, nhưng thật ra nên cảm tạ. Quý Trường Hạnh lấy trà thay rượu. Trước kính Phó Bí Thư Hạ một chén. Không dám, không dám. Hạ Tưởng cung kính. Lời của Song Bồng, tôi đã nghe, cũng phê bình Như Lan rất tùy hứng, không biết nặng nhẹ, hy vọng Phó Bí Thư Hạ không để ý một số việc mê muội của nó. Quý Như Lan ở một bên cúi đầu, dường như là rất thành khẩn nghe Quý Trường Hạnh dạy bảo. Nhưng trong mắt cô lóe lên ánh giảo hoạt không lừa được ánh mắt Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng rất hiểu Quý Như Lan, thậm chí còn hiểu hơn Quý Trường Hạnh. Họa thủy đông di, dẫn lũ về phía đông ý nói đẩy tai họa về phía người khác. Rất hình tượng, cũng rất thật, hơn nữa rất có ý nghĩa thực tế, không phải lời đe dọa, ta tin. Quý Trường Hạnh đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài, Quý Như Lan giơ tay muốn đỡ, lại bị ông ta xua tay đẩy ra.
cháu đi chuẩn bị cơm chưa đi, hôm nay ông muốn uống vài chén với phó bí thư Hạ. Thật ra là không muốn để Quý Như Lan nghe được ông ta nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đỡ Quý Trường Hạnh về phía trước, một già một trẻ đi vào trong sân. Trong sân, hoa tươi đua sắc, cỏ cây tươi tốt, một cảnh tượng phồn thịnh. Như Lan, rất bướng bỉnh, lời của tôi nó cũng không nghe, phó bí thư Hạ, cậu đừng trách nó, thật ra nó chỉ nghịch ngợm. Quý Trường Hạnh có lẽ là do bệnh nặng một trận, tâm trạng không tốt, thái độ hoàn toàn khác lần trước gặp mặt. Đối với nhân tính thiện ác, nó kém cậu quá xa. Nếu nó có thể phối hợp hành động với cậu, mới là phúc của nhà họ Quý. Hạ Tưởng không tiện nói gì, Quý Như Lan đâu chỉ nghịch ngợm, cô ta quả thực là sằng bậy, chính là chẳng phân biệt được địch ta, không chỉ thế, còn làm hỏng cả Trương Lực. Trương Lực đi sai đường là kết quả Hạ Tưởng không muốn nhìn thấy nhất. Có thể nói, nếu bởi vậy mà Trương Lực mất cuộc đời chính trị, toàn bộ là do Quý Như Lan. Không dám, tôi sao dám khiến tiểu thư Quý phối hợp với tôi. Hạ Tưởng khách khí, bên trong còn có ý bất hòa và bất mãn. Quý Trường Hạnh khoát tay. Cậu có ý kiến với Như Lan, tôi có thể hiểu được, tôi cũng rất giận nó. Trước khi cậu tới, tôi đã mắng nó rất nhiều, nó cũng ý thức được sai lầm, đã cam đoan với tôi không sằng bậy nữa. Còn nữa, tôi cũng phê bình Trương Lực, bảo Trương Lực đứng vững lập trường, đừng theo Như Lan làm bậy. À, sao Trương Lực không ở đây? Quý Trường Hạnh phát hiện Trương Lực không có mặt, hơi kỳ quái. Rõ ràng bảo Trương Lực xin lỗi cậu, sao nó lại đi đâu rồi? Hạ Tưởng không nói lời nào, cũng không giải thích hắn vừa quát Trương Lực, tùy gã đi, hiện tại hắn đã hoàn toàn thất vọng với Trương Lực, không hề coi Trương Lực là nhân vật mấu chốt gì nữa. Nếu Trương Lực tiếp tục đi theo Quý Như Lan quấy rối, rất xin lỗi, hắn cam đoan không lâu sau Trương Lực sẽ chôn vùi tương lai chính trị. Quý Trường Hạnh đi mệt, ngồi xuống dưới tàng cây, nói. Phó Bí Thư Hạ, có một việc tôi muốn nói rõ với cậu, Ngô Hiểu Dương có ý kiến với nhà họ Quý, lòng tôi hiểu được, anh ta chẳng những sẽ ghi hận tôi không cho anh ta vào cửa, còn có thể bởi vì nhà họ Quý có thể thúc anh ta xuống ngựa ở quân ủy mà canh cánh trong lòng, cho nên, nếu Ngô Hiểu Dương liều mạng, cậu là người thứ nhất đứng mũi chịu sào, nhà họ Quý chính là người thứ hai. Nói một câu rất không lễ phép, nhà họ Quý hy vọng cậu có thể thủ thắng, bởi vì cậu thắng lợi, sẽ làm Ngô Hiểu Dương không có cơ hội xuống tay với nhà họ Quý. Cũng hy vọng cậu có thể kiên trì đến cuối cùng, cho dù cậu và Ngô Hiểu Dương lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn để Ngô Hiểu Dương toàn thắng. Ít nhất, cậu là một tòa núi cao tre ở phía trước nhà họ Quý. Quý Trường Hạnh nói xong, nhìn về phía Hạ Tưởng. Lời nói, quả thật hơi khó nghe, nhưng là lời nói thật, Hạ Tưởng cũng có thể hiểu được, chính trị chính là chính trị, sẽ không van xin người khác ban ơn, mà là ích lợi thực tế. Hạ Tưởng liền gật đầu nói. Cho dù vì giữ mạng, tôi cũng phải chiến đấu với Ngô Hiểu Dương tới cùng. Tôi cũng không hy vọng nhà họ Quý có thể giúp tôi một tay, nhưng xin Quý Như Lan đừng làm phức tạp mọi chuyện. Hy vọng ông Quý hiểu được một điều, nếu tôi không ngăn được Ngô Hiểu Dương công kích, tôi cũng có biện pháp đưa tai họa tới chỗ khác. Hạ Tưởng nói cũng không dễ nghe, tương đương như uy hiếp Quý Trường Hạnh, nếu nhà họ Quý không quản thúc Quý Như Lan, cũng đừng trách hắn mượn lực, đẩy đầu mâu Ngô Hiểu Dương về phía nhà họ Quý. Quý Trường Hạnh cười ha hả. Tốt, nói rất hay, tôi thích nói thẳng với nhau trước. Tôi cam đoan với cậu, nếu Như Lan còn làm bậy, tôi sẽ giao nó cho cậu xử trí. Hạ Tưởng cũng cười phụ họa. Vẫn là thôi đi, tôi cũng không dám làm gì đại tiểu thư nhà họ Quý. Cậu trai trẻ, còn có một việc tôi không hiểu được, không biết cậu có thể giải đáp cho tôi không? Quý Trường Hạnh tán thưởng từ đáy lòng. Rõ ràng cậu đã bị Ngô Hiểu Dương làm cho luống cuống tay chân, nhưng đột nhiên Khang Hiếu mất tích. Khang Hiếu vừa mất tích, liền tranh thủ cho cậu 3 ngày quý giá, tôi phải thừa nhận, chiêu thức ấy như nét bút thần, nói cho tôi biết, rốt cuộc Khang Hiếu đi đâu. Xin ông Quý cho phép tôi giữ bí mật. Hạ Tưởng duỗi hai tay ra, làm động tác không có cách nào khác, cười nói. Tập kích mới có thể bất ngờ. Quý Trường Hạnh lắc đầu nói. Tôi biết cậu sẽ không tin tưởng tôi, thôi được, tôi cũng không hỏi, đi, đi ăn cơm, xem hôm nay Như Lan chiêu đãi cậu món gì nào. Hạ Tưởng đến đây, cũng không phải vì ăn cơm, mà là vì quyết định hợp tác hay là đối kháng với nhà họ Quý. Tuy nhiên nếu đã đạt thành nhận thức chung với ông cụ họ Quý, cũng không quan tâm Quý Như Lan nghe lệnh hay không, ăn no trước rồi nói sau. Cũng phải nói,
Tuy Quý Như Lan thích cố tình gây sự, nhưng tay nghề của cô không tồi, hôm nay đồ ăn nhẹ ngon miệng, làm người ta thèm ăn hơn nhiều, khẩu vị mở rộng, hạ tưởng ăn rất nhiều. Hắn chỉ lo ăn đến vui sướng, mà không để ý tới Quý Như Lan thỉnh thoảng nhìn hắn với vẻ u oán và oán hận. Tạm biệt ông cụ họ Quý, Hạ Tưởng trực tiếp về tỉnh ủy. Đèn văn phòng sáng rực, Đường Thiên Vân chờ đã lâu. Không chỉ có Đường Thiên Vân, Lâm Song Bồng, Diệp Thiên Nam, Lâm Khang Tân đều có mặt, đêm nay là kỳ hạn cuối cùng trong vụ Khang Hiếu mất tích. Nếu Khang Hiếu không xuất hiện, sáng mai sẽ chính thức báo lên Trung ương, như vậy tình thế sẽ đại biến, những cố gắng lúc trước sẽ hỏng hết. Lâm Song Bồng vẻ mặt khẩn trương nhìn phía Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, thế nào rồi? Phó Chủ tịch tỉnh Khang mạnh khỏe không? Lâm Song Bồng cũng không rõ chân tướng vụ Khang Hiếu mất tích, đã qua 3 ngày, đương nhiên anh ta lo lắng vạn phần, dù sao anh ta là người phụ trách điều tra vụ Khang Hiếu mất tích. Hạ Tưởng khẽ gật đầu với Diệp Thiên Nam. Thiên Nam, anh tới nói đi. Diệp Thiên Nam nói. Phó Chủ tịch tỉnh Khang đang trên đường đến tỉnh ủy. Lâm Song Bồng nghe Diệp Thiên Nam nói như vậy, lòng dạ lập tức trùng xuống. 3 ngày qua, mặt ngoài, Lâm Song Bồng đối đáp thoải mái, nhưng trên thực tế, trong lòng lại chịu nặng, e sợ sẽ có sơ suất khiến cho gánh nặng chính trị mà ông ta phải gánh vác trên lưng trở nên trầm trọng hơn. Quả thật, Khang Hiếu mất tích là một chuyện lớn không ngờ được, lại đặt trên người ông ta chịu đựng sao nổi. Nếu không phải có Diệp Thiên Nam giúp đỡ ông ta, thì ông ta thật sự hoài nghi, việc ông ta phải đảm nhiệm vị trí người phụ trách tổ xử lý vụ mất tích, có phải hay không là sự trừng phạt của tỉnh ủy dành cho ông ta. Còn có vụ án cướp châu báu nữa cũng khiến ông ta hết sức nhức đầu. Nói thật, Lâm Song Bồng hiểu rõ, Khang Hiếu biến mất chỉ sợ là do Ngô Hiểu Dương sắp đặt. Nếu đúng như vậy, thì Khang Hiếu không phải là mất tích, mà là lẩn trốn, người đứng phía sau thúc đẩy chính là Hạ Tưởng. Nhưng đối với vụ án cướp châu báu, hướng Dân Tân gióng trống khua chiêng điều tra như vậy, khiến dư luận xôn xao. Ông ta không hiểu được, nhưng dù không hiểu cũng không thể trực tiếp can thiệp vào công việc của hướng Dân Tân. Hướng Dân Tân rất coi trọng vụ án này, tự mình điều tra, ông ta thân là bí thư thành ủy cũng không tiện trực tiếp nhúng tay vào công tác của Cục Công an thành phố. Ai biết được phía sau lưng hướng Dân Tân thần hồn nát thần tính đó, có phải hay không là do Hạ Tưởng bày mưu tính kế. Mặc dù Lâm Song Bồng biết được, vụ án cướp châu báu đó nói không chừng lại có liên quan đến Ngô Hiểu Dương. Nhưng hiện tại, kẻ cướp căn bản là chưa chạy ra khỏi phạm vi Dương Thành, nếu như quả thật kẻ đó đang trốn ở trong quân khu Dương Thành, thì điều tra toàn bộ thành phố còn có tác dụng gì? Trên cơ bản vẫn không dám điều tra đến quân khu Dương Thành, chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Nói không chừng làm ầm ĩ càng lớn, Ngô Hiểu Dương trốn ở trong quân khu canh phòng nghiêm ngặt càng cười hả hê. Ý đồ sâu xa của Hạ Tưởng, đương nhiên Lâm Song Bồng không thể có khả năng hiểu rõ được, mặc kệ là chuyện Khang Hiếu mất tích hay là chuyện kiểm tra toàn bộ thành phố, đều là có tính toán, không phải chỉ để đối đáp bên ngoài. Lúc này, Lâm Song Bồng cũng không suy nghĩ sâu xa tới thủ đoạn và bố cục trong đó, vội vàng hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Khang mất tích. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiên Nam cười đầy thâm ý. Tôi cũng không biết Phó Chủ tịch tỉnh Khang muốn làm gì, chờ anh ta đến, anh trực tiếp hỏi anh ấy là được. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng gần như tất cả lãnh đạo tỉnh ủy vẫn còn ở trụ sở tỉnh ủy. Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa, Hạ Tưởng, vân vân, đều ngồi chờ bên trong văn phòng, chờ đợi Khang Hiếu xuất hiện. Khoảng hơn 8 rưỡi, một chiếc ô tô bình thường đi vào bên trong tỉnh ủy. Mất tích gần 3 ngày, Khang Hiếu rốt cục đã xuất hiện. Gần 3 ngày mất tích, Khang Hiếu hơi gầy hơn một chút, nhưng cả người đều rất có tinh thần, khi bước vào trụ sở tỉnh ủy, thần thái và thái độ không có một chút mệt mỏi nào, ngược lại, lại còn có một chút hưng phấn. Khang Hiếu vừa xuất hiện, mọi người đã vây quanh hỏi han, y ôm tay chào hỏi mọi người, rồi tách ra khỏi đám người, đi vào văn phòng của Trần Hạo Thiên. Hôm nay, Trần Hạo Thiên cố ý ở lại. Chính là vì muốn chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thậm chí ông ta còn tính, nếu chẳng may đến lúc đó Khang Hiếu không xuất hiện, khi báo cáo với Trung ương ông ta sẽ đè xuống một ít nội tình, gánh lấy trách nhiệm, không đến mức để cho Hạ Tưởng và Lâm Song Bồng bị liên lụy. Không nghĩ rằng, Khang Hiếu đúng giờ đã xuất hiện, Trần Hạo Thiên không kìm nổi vui mừng, chủ động bắt tay với Khang Hiếu. Đồng chí Khang Hiếu, anh lặng lẽ biến mất suốt 3 ngày, có phải hay không nên giải thích một chút với tỉnh ủy? Thái độ của Khang Hiếu vô cùng thành khẩn. Đúng vậy,
xin Bí thư Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Bí thư Trần và tỉnh ủy một câu trả lời vừa lòng. Một lúc sau, trong văn phòng của Bí thư tỉnh ủy đã chen chúc rất nhiều người, Mễ Kỷ Hỏa, Hạ Tường, Diệp Thiên Nam, Lâm Song Bồng. Toàn bộ đều đến đông đủ, tất cả các lãnh đạo có liên quan đến việc mất tích của Khang Hiếu đều đến, không một ai vắng mặt. Nếu như là bình thường, hội nghị hôm nay không có liên quan gì đến Diệp Thiên Nam. Cho dù là cấp bậc, kinh nghiệm lý lịch hay phạm vi quản hạt, ông ta đều không đủ tư cách tham gia, nhưng bởi vì ông ta tham gia tổ xử lý sự cố, cho nên có thể thuận lợi tham gia hội nghị hôm nay. Lưu Kim Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm Phó Bí Thư Hạ đúng là tính toán không một chút sơ hở, thảo nào lúc trước lại để Diệp Thiên Nam và Lâm Song Bồng cùng nhau phụ trách sự kiện Khang Hiếu mất tích, hóa ra là còn có dụng ý như vậy. Lưu Kim Nam hiện tại là trưởng ban thư ký tỉnh ủy cho nên cũng tham gia hội nghị. Trước mặt các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, Khang Hiếu không hề giấu giếm mà nói ra hết tình hình cụ thể trong 3 ngày y mất tích. Chấm, Khang Hiếu đi tới tập thành. Sau khi nói chuyện điện thoại với Diệp Thiên Nam, Khang Hiếu trong đêm lặng yên rời khỏi viện điều dưỡng bay đi Bắc Kinh, cũng không cất cánh từ Dương Thành mà đi đường cao tốc tới thành phố khác rồi mới đi máy bay. Khang Hiếu vừa tới Bắc Kinh thì ngay lập tức tới gặp mặt Thủ tướng, cùng Thủ tướng gặp mặt đương nhiên cũng là do Diệp Thiên Nam sắp xếp. Sau khi gặp mặt Thủ tướng, y lại tiếp tục đi gặp mặt mấy người trong quân đội, bao gồm Lão Cổ và Phù Huyên. Trong tay Khang Hiếu nắm giữ chứng cứ phạm tội trực tiếp của Ngô Hiểu Dương. Y đến Bắc Kinh cũng không phải là đi giải sầu, lại càng không phải đi an dưỡng, mà là đi tố cáo. Hung hăng tố cáo tội trạng của Ngô Hiểu Dương. Khang Hiếu không phải là nóng giận nhất thời, cũng không phải vì nghĩa đứng lên, lại càng không phải vì suy nghĩ cho sự an nguy của Hạ Tưởng, mà y là vì chính bản thân mình. Y không tin Hạ Tưởng khuyên bảo y là vì suy nghĩ cho y, nhưng sau khi nói chuyện với Diệp Thiên Nam, nghe Diệp Thiên Nam khuyên nhủ trong một tiếng đồng hồ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Thiên Nam thổi phồng sự điên rồ của Ngô Hiểu Dương, lại đặt mình vào hoàn cảnh của Khang Hiếu mà phân tích. Ngô Hiểu Dương nhất định sẽ bởi vì cái chết của Ngô Công Tử mà trách tội lên đầu Khang Chí, lại từ Khang Chí mà oán hận y, cuối cùng khẳng định sẽ trong lúc đọ sức cùng Hạ Tường, cũng sẽ đào cho y một hố to. Nghe vậy, Khang Hiếu liền dao động. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Nam lại nhấn mạnh, nói mục đích thật sự của Tống Cương khi đến Lam Hải, đó là vì muốn diệt trừ Hứa Quan Hoa và giá họa cho y, cuối cùng khiến cho y thân bại danh liệt. Chưa nói đến chuyện Hạ Tường sẽ không dung tha y. Mà trên chính trị y cũng sẽ đi đến đường cùng, thậm chí, vào thời khắc mấu chốt còn bị Ngô Hiểu Dương biến thành kẻ chết thay. Nghe đến đây, Khang Hiếu rốt cục sợ. Phải công nhận, Diệp Thiên Nam là người rất có tài hùng biện, chẳng những đem chuyện thổi phồng khiến cho Khang Hiếu phải choáng váng đầu óc, mà cũng khiến cho một kẻ mà Hạ Tưởng hết lòng khuyên bảo nhưng không được như Khang Hiếu đối với lời nói của ông ta lại nhất nhất nghe theo. Chưa tới một tiếng đồng hồ, sau khi nghe Diệp Thiên Nam phân tích, Khang Hiếu đã hoàn toàn bỏ vũ khí đầu hàng, 100% tin tưởng Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng nghe xong, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Có đôi khi, kẻ vô lại cũng thực sự có bản lãnh, Hạ Tưởng không thể không bội phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên, Hạ Tưởng lại càng vô lại mà khâm phục chính mình, để cho Diệp Thiên Nam tuyên chuyển công tác tới lĩnh Nam, quả thực là một nước cờ hay. Hay ở chỗ chẳng những để Diệp Thiên Nam thuyết phục được Khang Hiếu, lại còn khiến y tin tưởng 100% là chỉ cần y đến Bắc Kinh tố cáo Ngô Hiểu Dương, Ngô Hiểu Dương chắc chắn sẽ bị lật đổ, mà y cũng sẽ bình yên vô sự. Chỉ cần y chọn đúng bên, vào thời điểm mấu chốt, Thủ tướng sẽ ra mặt vì y. Khang Hiếu vừa đến Bắc Kinh thì đã được tiếp kiến Thủ tướng, y lại càng không nghi ngờ bản lĩnh của Diệp Thiên Nam. Có thể nói, nhất cử nhất động của Khang Hiếu ở Bắc Kinh đều nằm dưới sự điều khiển của Diệp Thiên Nam, mà mỗi chỉ thị do Diệp Thiên Nam đưa ra, trước đó đều đã phải được Hạ Tưởng tán thành. Khang Hiếu còn tưởng rằng y không phải là con rối của Hạ Tưởng, kỳ thật, y nào có biết được, y là con rối nằm trong tay con rối của Hạ Tưởng, quan trọng nhất là đầu mối chính vẫn nằm trong tay của Hạ Tưởng. Hành trình của Khang Hiếu ở Bắc Kinh, hết thảy đều được thực hiện rất bí mật, trên cơ bản, có thể nói là đã đạt được hiệu quả mong muốn. Để đảm bảo cho hành trình Khang Hiếu đến Bắc Kinh không bị phát hiện, cũng như để phòng người của Ngô Hiểu Dương tự ý ra vào Dương Thành, mượn vụ án cướp châu báu, cảnh giới toàn thành, gióng trống khua chiêng cũng chỉ là dung cây dọa khỉ, hấp dẫn sự chú ý của Ngô Hiểu Dương. Ngoại trừ việc đó, cảnh giới toàn thành cũng bởi vì có một tầng dụng ý khác,
đó là Hạ Tưởng mượn cơ hội để âm thầm sắp đặt yểm hộ. Kế sách của Hạ Tưởng rất có hiệu quả. Khang Hiếu mất tích, sự việc ngay lập tức phát triển theo hướng có lợi với hắn, Ngô Hiểu Dương chẳng những ngay lập tức thu hẹp phòng tuyến, còn phái người hỏi thăm tung tích của Khang Hiếu khắp nơi. Kết quả, dưới sự sắp xếp chu đáo, chặt chẽ của Diệp Thiên Nam, Ngô Hiểu Dương hoàn toàn không tìm ra sơ hở. Cho đến tận lúc Khang Hiếu ngồi trên máy bay bay từ Bắc Kinh về Dương Thành, Ngô Tài Dương rốt cục mới điều tra ra được hành tung của Khang Hiếu, đang muốn hành động ngăn cản Khang Hiếu hạ cánh, mới phát hiện đám cảnh sát được điều động cảnh giới toàn thành trước bị y cười nhạo cho là chỉ phô trương thanh thế kia, bây giờ biến thành thành lũy bảo vệ thực sự, làm ầm ĩ suốt 3 ngày, dường như chỉ là vì một khắc cuối cùng này, nghênh đón Khang Hiếu, giống như là để bảo vệ Khang Hiếu bình an quay trở lại tỉnh ủy. Lúc này Ngô Hiểu Dương suy nghĩ cặn kẽ trước sau mới bừng tỉnh ngộ, lại bị Hạ Tưởng lừa, lại bị Hạ Tưởng đùa giỡn quay vòng vòng, bị Khang Hiếu cho ăn quả đắng. Mới phục hồi được một chút, thì Ngô Hiểu Dương lại nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, quân ủy quyết định, một tuần sau sẽ công khai xử lý y. Nói như vậy, Khang Hiếu coi như là đã phản đòn thành công. Y đã tỉ mỉ bố trí nhưng sau khi Khang Hiếu đến Bắc Kinh bán đứng y, y gần như phó mặc toàn bộ. Thời gian còn lại của y thật quá ít, chỉ có chưa đến một tuần. Cũng bởi vì thấy y phải sắp xếp hậu sự cho con mà ở trên đã thích đáng chiếu cố vài phần, nếu không, nói không chừng, quân ủy đã bắt y lập tức quay trở về Bắc Kinh. Ngô Hiểu Dương phát điên, không ngờ lại để cho Hạ Tưởng thành công xúi dục Khang Hiếu mà chiếm lấy thượng phong, y cơ bản còn muốn giữ Khang Hiếu lại đến cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra, nếu không trừ bỏ Khang Hiếu, y thật không thể nào giải tỏa được mối hận trong lòng. Nhưng mà, Ngô Hiểu Dương vẫn không hoàn toàn hiểu được dụng ý giới nghiêm toàn thành của Hạ Tưởng, nó không đơn giản chỉ là để bảo vệ Khang Hiếu quay về như vậy. Khang Hiếu ở trước mặt Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa cùng Hạ Tưởng, không nói rõ toàn bộ nguyên nhân và kết quả khiến y đến Bắc Kinh, chỉ nói là lúc y phát hiện mình đang bị nguy hiểm, vì để đảm bảo an toàn, y đã lặng yên rời khỏi viện an dưỡng đến Bắc Kinh, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, y nguyện gánh chịu trách nhiệm. Cũng thừa nhận sai lầm của mình đối với Bí Thư Trần, Chủ tịch tỉnh Mễ cùng tỉnh ủy, nguyện chịu bất cứ xử phạt nào mà tỉnh ủy dành cho y. Về phần đã làm những gì ở Bắc Kinh, Khang Hiếu chỉ nói y rất vinh hạnh đã được Thủ tướng tiếp kiến, sau đó xử lý một số việc cá nhân rồi vội vàng quay lại. Người đã trở lại là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Trần Hạo Thiên cũng không chỉ trích gì Khang Hiếu, chỉ cần Khang Hiếu bình yên vô sự quay trở lại tỉnh ủy. Chẳng khác nào đã chấm dứt một chuyện lớn khiến cho ông ta phải nơm nớp lo sợ, ông ta liền thấy thoải mái hơn rất nhiều. Như vậy, anh cứ tiếp tục an dưỡng đi, còn phải. Lòng tự tin của Khang Hiếu bỗng chốc quay trở lại. Tôi muốn quay về tỉnh ủy làm việc, xin Bí Thư Trần phê chuẩn. Được, tôi đồng ý. Tâm tình của Trần Hạo Thiên đang rất tốt, bỗng nhiên cảm thấy mùa xuân ở lĩnh Nam dường như đã hoàn toàn tiến đến. Đến ngay cả Khang Hiếu cũng cho rằng, sẽ không còn có điều gì bất ngờ xảy ra nữa, Ngô Hiểu Dương trong vòng 3 ngày nhất định sẽ bị ngã ngựa, đến lúc đó, y sẽ không còn phải lo lắng nữa. Thời gian 3 ngày, ngay cả Hạ Tưởng Ngô Hiểu Dương cong không giải quyết được, làm sao còn có thể để ý tới y. Nếu chỉ theo nhiệt độ thời tiết bên ngoài mà phán đoán, thì hiện tại ở Dương Thành đã là đầu hạ. Nhiệt độ ban đêm đã trên 10 độ, ban ngày còn nhanh chóng lên đến gần 30 độ. Phần lớn nam giới đều mặc áo cộc và phần đông nữ giới đã mặc váy. Sau khi kết thúc hội nghị, trong gió xuân nhẹ nhẹ của ban đêm, cộng thêm một chút hơi nóng của đầu hạ, Hạ Tưởng về thẳng nhà. Trong thời gian hội nghị, hắn hầu như không nói tiếng nào, cũng không trực tiếp nói chuyện với Khang Hiếu, cho đến tận lúc kết thúc, hắn mới nắm tay Khang Hiếu, nói một câu. Bảo trọng, Khang Hiếu cũng chỉ thản nhiên mà đáp lại một câu. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ quan tâm. Sau đó, cả hai người gặp nhau thoáng qua, đều chỉ chào hỏi giống như hai người qua đường không liên quan đến nhau. Hạ Tưởng hồn nhiên không thèm để ý tới thái độ của Khang Hiếu, hắn chỉ không muốn Khang Hiếu bị Ngô Hiểu Dương dùng làm trợ lực để đối phó với hắn. Nếu nói một cách cao thượng, là hắn không muốn thấy Khang Hiếu bị Ngô Hiểu Dương lấy làm kẻ chết thay, cuối cùng lại mượn gió bẻ măng. Khang Hiếu có biết hắn là người đứng sau thúc đẩy mọi chuyện hay không cũng không quan trọng. Có biết ơn hắn hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là, hy vọng chuyến đi Bắc Kinh của Khang Hiếu có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Vừa về đến nhà, Hạ Tưởng liền mở cửa sổ ra, hít vào một chút không khí trong lành. Trong nhà chỉ có một người, quả thật có hơi cô quạnh,
cũng may hắn đã có thói quen một mình thưởng trà, chờ mình một chút, đang muốn mở máy tính ra, thì có điện thoại đến. Là điện thoại của Diệp Thiên Nam. Vừa rồi tôi có nói chuyện với Khang Hiếu, anh ta đối với chuyện của Ngô Hiểu Dương. Rất có lòng tin. Diệp Thiên Nam nói không rõ ràng, nhưng Hạ Tưởng lại nghe hiểu được. Cái gọi là chuyện của Ngô Hiểu Dương, tự nhiên chính là ám chỉ chuyện Ngô Hiểu Dương bị rớt đài. Tuy nhiên, Diệp Thiên Nam nói tiếp, tôi vẫn cảm thấy Khang Hiếu và Mã Vị có chỗ tương tự. Diệp Thiên Nam đủ xảo trá, âm thầm chế nhạo Khang Hiếu nói quá sự thật, không thể trọng dụng. Hạ Tưởng mỉm cười, nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nói trở lại, Phó Chủ tịch tỉnh Khang cũng không phải là đồng minh của chúng ta. Lại đột nhiên dừng lại, nói đến Ngô Hiểu Dương. Ít nhất, chuyến đi Bắc Kinh của Phó Chủ tịch tỉnh Khang đã giúp chúng ta tranh thủ được một chút thời gian hòa hoãn quý giá, cũng khiến tình thế ngắn lại trong vòng một tuần. Thời gian một tuần sẽ trôi qua rất nhanh. Ý ban đầu của Hạ Tưởng kỳ thật chính là nói mặc kệ như thế nào, Khang Hiếu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của y, khẳng định đáng giá. Nhưng Diệp Thiên Nam lại lý giải không đúng, cho rằng Hạ Tưởng ám chỉ Khang Hiếu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, có thể qua cầu rút ván. Sự tình, lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo mà Hạ Tưởng đã dự liệu. Kỳ thật, sau khi kết thúc, cho dù Diệp Thiên Nam không một cước thúc đẩy Khang Hiếu đi về phía trước, thì toàn bộ những gì mà Khang Hiếu đã làm trong chuyến đi Bắc Kinh lần này sau khi bị Ngô Hiểu Dương biết được, Khang Hiếu cũng sẽ bị Ngô Hiểu Dương coi là mối họa số một trong lòng. Bỏ điện thoại, Hạ Tưởng suy nghĩ mọi việc trong chốc lát mới mở máy tính lên. Vừa khởi động máy, đã phát hiện Cổ Ngọc, Vệ Tân và Nghiêm Tiểu thì đều đang online. Tuy nhiên, tuy rằng các cô đều online nhưng không một ai chủ động nói chuyện với hắn, nhưng lại có một người không ngờ tới gửi lời nhắn cho hắn. Là Hoa Nhài Vàng. Hoa Nhài Vàng, bạc đều ethnic QQ của Hạ Tưởng, ad khi nào thì Hạ Tưởng không có ấn tượng, hắn nhớ dường như sau khi ad thì cũng chưa từng nói chuyện, giống như không có lời nào để nói đúng hơn. Có lẽ là do khoảng cách không gian quá xa khiến cho tình cảm của hắn với Hoa Nhài Vàng, bạc cũng trở nên xa cách, lại có lẽ là do hắn và Hoa Nhài Vàng, bạc cũng chưa từng chân chính đến gần. Tóm lại, đối với hai chị em Hoa này, Hạ Tưởng cảm thấy rất phức tạp, không nói lên lời. Hoa Nhài Vàng gửi lời nhắn rất sâu sắc. Hạ Tưởng, em và em gái sang Thụy Sĩ du học đã được 3 năm, sang năm sẽ tốt nghiệp về nước. Trong 3 năm qua, có rất nhiều người theo đuổi em và em gái, trong đó có rất nhiều người vô cùng xuất sắc, thậm chí còn có cả hoàng tử của một nước nhỏ. Chỉ tiếc, em và em gái đều không động lòng. Em không biết có phải chị em đều làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch hay không, lần này đến lần khác chờ đợi trong vô vọng, chỉ là muốn nói với anh. Có lẽ anh rất ít khi nghĩ đến bọn em nhưng bọn em lại không có ngày nào là không nhắc tới anh. Thời điểm gửi tin nhắn là từ mấy tiếng trước, avatar của Hoa Nhài Vàng cũng đã mở đi, hiển nhiên là đã offline. Hạ Tưởng đóng khung đối thoại lại, không trả lời. Có lẽ không trả lời lại chính là câu trả lời tốt nhất, hơn nữa hắn quả thật cũng không biết nói gì. Chỗ quay về tốt nhất dành cho Hoa Nhài Vàng, bạc đều không ở trên người hắn. Trước hết tốt nhất là nên lạnh nhạt. Đã lâu không liên lạc với Vệ Tân, Hạ Tưởng liền chủ động nói chuyện với Vệ Tân. Gần đây có khỏe không? Vẫn tốt, anh thế nào? Vệ Tân lập tức trả lời lại, Hạ Tưởng cũng biết, nick QQ của cô không có mấy người biết. Hơn nữa lấy tính cách của cô mà nói thì cô cũng không phải là người thích nói chuyện phiếm. Gần đây kinh doanh thế nào? Hạ Tưởng lại hỏi. Kinh doanh cũng không tệ lắm, nghiệp vụ tăng nhanh, Tiểu Phàm rất có năng lực, hiện tại cô ấy có một góc trời riêng. Từ những hàng chữ đó có thể thấy được sự hưng phấn của Vệ Tân. Hạ Tưởng cũng vui mừng. Phải chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt nhọc. Đúng rồi, sức khỏe của em không có vấn đề gì chứ? Trong người Vệ Tân có bệnh không tiện nói ra vẫn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Có lẽ, sẽ có một ngày Vệ Tân sẽ đột ngột bỏ hắn mà đi nhưng hắn sẽ không thể tin được bản thân có chịu được thời khắc đó không. Không có việc gì, anh yên tâm, vẫn tốt lắm. Em mệnh không dài nhưng ít nhất cũng sẽ ở bên anh 20 năm. 20 năm sau, đợi khi anh già rồi, con cháu đầy đàn, em cũng già rồi, cũng không vì tuổi già sức yếu mà đột nhiên chào tạm biệt, cũng là chuyện tốt, có phải hay không? Từ xưa người đẹp cùng tướng tài, đều không được sống lâu. Tuy là nói như vậy nhưng lời lẽ trêu chọc của Vệ Tân lại khiến cho Hạ Tưởng có một nỗi thương cảm không hiểu được. Đời người vội vã, trên đời gặp người, biết người quả thực không ít,
nhưng người có thể chân chính cùng đi đến hết đời lại hỏi có thể có được mấy người. Nếu Hạ Tưởng chỉ có thể lựa chọn 3 người cùng đi với hắn đến hết đời, hắn sẽ không do dự mà lựa chọn Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân. Có lẽ, như thế sẽ là không công bằng với người khác, nhưng Hạ Tưởng cảm thấy, ngoại trừ Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, những người con gái khác đều có nơi trốn thuộc về mình, chỉ duy nhất Vệ Tân không có. Ngày hôm sau, tin Khang Hiếu xuất hiện ở tỉnh ủy liền truyền ra bên ngoài. Bên trong tỉnh ủy, đều có bàn luận, có người đồn Khang Hiếu đến trốn ở một đại sứ quán nào đó, có người lại nói Khang Hiếu hẳn là tới Bắc Kinh tố cáo rồi. Nhưng tố cáo ai? Đương nhiên là Hạ Tưởng. Cũng có người nói, Khang Hiếu kỳ thật là cùng Ngô Hiểu Dương mưu đồ bí mật, cứ như vậy, lời đồn từ bốn phía nổi lên, chưa thể kết luận được. Mà song song trong lúc đó, người có tâm đều chú ý tới một tình huống dị thường ở ngoài kia. 3 ngày lục soát toàn thành, sau khi Khang Hiếu trở về, lại kết thúc lặng yên không một tiếng động, giống như việc Khang Hiếu trở về giống như một tín hiệu nào đó, hay là, việc Khang Hiếu mất tích và việc lục soát toàn thành có liên quan gì đó đến nhau. Chân tướng thật sự vĩnh viễn chỉ nằm trong tay của một số ít người, mọi lời đồn đại xôn xao ở tỉnh ủy, mặc kệ là ly kỳ hay không xác thực như thế nào, đều không có người ra mặt sửa lại, cũng không có người lên tiếng ngăn lại, dù sao ai thích nói gì thì nói, lãnh đạo tỉnh ủy cũng không có trách nhiệm này, từ chối cho ý kiến, tỉnh ủy lại khôi phục lại sự yên bình như trước. Nếu nói việc Khang Hiếu mất tích và việc lục soát toàn bộ Dương Thành đã khiến rất nhiều người cảm thấy như là cơn gió trước trời giông, thì chuyện Khang Hiếu trở về và chuyện lặng yên kết thúc việc lục soát toàn thành lại giống như một cơn mưa xuất hiện bất ngờ, gột rửa một chút oi bức và ẩm ướt của Dương Thành. Cơn giông bão trước đó tới một cách nhanh chóng, hiện tại trong nháy mắt đã khôi phục vẻ tĩnh lặng thường ngày, khiến một số người khó có thể thích ứng, chẳng lẽ lại nói, sự việc cứ như vậy mà kết thúc sao? Đến ngay cả Khang Hiếu cũng cho rằng, sự việc đã đến lúc kết thúc, Ngô Hiểu Dương đâu còn có thể gây sóng gió gì nữa. Chỉ còn thời gian chưa tới một tuần, Ngô Hiểu Dương hiện tại đã sức cùng lực kiệt, thời gian vài ngày, hẳn là đủ để cho y sắp xếp hậu sự ổn thỏa. Khang Hiếu thậm chí còn đắc ý cười một trận, Ngô Hiểu Dương còn muốn giở thủ đoạn sau lưng y sao? May mà có Diệp Thiên Nam nhắc nhở, mới khiến y hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống, nói cái gì thì cũng phải cảm tạ Diệp Thiên Nam trước mới được. Nghĩ đến việc này, y liền chủ động gọi điện thoại cho Diệp Thiên Nam. Thiên Nam! Tối nay ngồi cùng nhau nhé, tôi chủ trì. Dựa vào thứ hạng, Khang Hiếu cao hơn rất nhiều so với Diệp Thiên Nam, y mời khách, đối với Diệp Thiên Nam mà nói đúng là có thể diện rất lớn. Diệp Thiên Nam đang muốn giao thiệp cùng Khang Hiếu thêm một chút, muốn ở thời điểm cuối cùng mà lửa cháy đổ thêm dầu. Ưu điểm lớn nhất của đồng chí Diệp Thiên Nam đó là e sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe thấy Khang Hiếu chủ động dâng tới cửa, y tự nhiên đúng là cầu còn không được. Đâu dám để phó chủ tịch tỉnh Khang mời khách, tôi mời. Không phải khách sáo, Thiên Nam, sau này, tôi với anh chính là bạn bè. Đúng vậy, cùng ngồi xuống trước rồi nói sau, ai mời chẳng giống nhau. Ai mời ai, tuy cùng là ăn cơm, nhưng ý nghĩa lại vô cùng khác biệt. Điều Khang Hiếu không biết chính là, đây là lần đầu tiên y cùng ngồi ăn cơm với Diệp Thiên Nam, cũng là lần cuối cùng. Khang Hiếu và Diệp Thiên Nam cùng nhau ăn cơm. Hạ Tưởng cũng không biết, buổi tối hắn cũng có chuyện xã giao, cùng Hướng Dân Tân, Đường Thiên Vân, gặp gỡ với Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, là để chuẩn bị vẹn toàn cho thời khắc cuối cùng. Trên đường, Đường Thiên Vân nhớ ra điều gì, kinh ngạc hỏi một câu. Gần đây, Trương Lực khiêm tốn hơn rất nhiều, hơn nữa động một chút là lại vội vàng rời khỏi, không để tâm làm việc giống như trước kia. Anh ta có chỗ nào không đúng vậy? Hạ Tưởng đúng là không chú ý tới sự biến đổi của Trương Lực. Ngay cả hướng đi của Quý Như Lan cũng không để ý, nghe Đường Thiên Vân nhắc tới liền tỉnh ra, hắn nghĩ lại cẩn thận, cũng quả thật là Trương Lực từ khi bị hắn phê bình ở biệt thự bên hồ, thì đã thay đổi rất nhiều. Chẳng những Trương Lực thay đổi không ít, dường như Quý Như Lan cũng giống như lời của ông cụ Quý, đã có thể yên tâm hơn, giống như một cô bé vốn điêu ngoa bốc đồng, nay nháy mắt liền biến thành thục nữ dịu dàng hiền thục, cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là không thể tin được. Không tin cũng phải bỏ mặc. Dù sao, chuyện của Ngô Hiểu Dương mấy ngày nữa sẽ kết thúc, phỏng chừng là Quý Như Lan cũng thế, Trương Lực cũng vậy, cũng sẽ không quá phiền toái. Sau lại nói, cho dù Quý Như Lan và Trương Lực muốn làm gì thì cũng không có thời gian mà ung dung sắp xếp. Gặp mặt Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, Hạ Tưởng phát hiện bầu không khí có chút bất thường. Hứa Quan Hoa thì còn tốt,
tuy có chút tức giận nhưng vẫn có thể khắc chế, nhưng Mộc Phong thì lại có vẻ mặt tức giận không thể lấn át. Phó Bí Thư Hạ, sự việc chỉ sợ không được tốt, Ngô Hiểu Dương muốn tử chiến đến cùng. Mộc Phong bất mãn liếc Hứa Quan Hoa một cái. Lúc trước, rõ ràng đang có một cơ hội tốt có thể hành động thuận lợi, Hứa tướng quân lại cố tình không cho, kết quả là bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể bị động ứng chiến, hơn nữa, nói một cách khó nghe, xem chừng còn không thể chống đỡ được. Khu nhà ở của tỉnh ủy được xanh hóa rất tốt, chẳng những màu sắc rực rỡ mà hai bên đường cũng vô số cây cối hoa cỏ, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng ban đêm, ở ngoài tuyệt đẹp, còn những xó xỉnh mà ánh đèn chiếu không tới nơi, lại ẩn nấp nhiều nguy hiểm. Diệp Thiên Nam không thấy, Khang Hiếu lại càng không đề phòng. Thuốc và rượu có thể làm tê liệt thần kinh, người hút thuốc uống rượu vô độ chẳng những không minh mẫn mà cảm giác với các sự việc xung quanh chậm đi rất nhiều. Lại càng không nói đến người rượu và gái vô độ, cho dù bị người ta theo dõi suốt dọc đường đi cũng không thể phát hiện được. Vốn dưới tình huống bình thường, ô tô hẳn là trực tiếp tiến vào khu chung cư, cùng nhau đi. Nhưng tầng của Khang Hiếu và Diệp Thiên Nam ở cách rất xa nhau, lái xe vừa muốn về nhà nhanh, Khang Hiếu bảo lái xe cho y và Diệp Thiên Nam xuống, y cũng muốn đi bộ một đoạn đường. Thứ nhất là giải rượu, thứ hai là có thể trò chuyện, làm tình cảm thêm sâu sắc. Sau khi hai người xuống xe, cũng không lập tức rảo bước lên khu chung cư, cách cửa khoảng 10 mét cũng không vội về. Buổi tối, không khí mát mẻ, Khang Hiếu lấy thuốc lá ra đưa cho Diệp Thiên Nam một điếu. Châm thuốc lá, hít một hơi, Khang Hiếu còn nói đùa một câu. Thế nào, Thiên Nam, buổi đêm ở Dương Thành đẹp hơn hay Bắc Kinh đẹp hơn? Bắc Kinh mùa xuân thì bụi cát, mùa hè thì nóng muốn chết, mùa thu thì khô quá, mùa đông thì lạnh chết người. Không phải thành phố dễ sống, mua xe phải bấm số, làn xe thì giới hạn, thật sự phiền toái. Trừ phi trốn không thoát, nếu không tôi không muốn đi thủ đô nghỉ ngơi chút nào. Diệp Thiên Nam cười ha hả. Mỗi nơi có cái tốt khác nhau, không thể đánh đồng. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Trong lòng thầm cười lạnh, người không có tài sẽ cố thủ ở Bắc Kinh không rời. Người trong quan trường, ai không muốn đến Bắc Kinh làm lãnh đạo, trừ phi không muốn bước vào bộ chính trị, trừ phi không muốn đảm nhiệm người lãnh đạo quốc gia. Tuy rằng chán ghét quan niệm địa phương cục bộ của Khang Hiếu, nhưng thành quả của cuộc gặp hôm nay vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Trong lòng hạ quyết tâm thừa thắng xông lên, làm một ván nữa, muốn cho Ngô Hiểu Dương một hồi chuông báo động. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Khang Hiếu vừa lên văn phòng, sẽ đưa ra đề nghị với tỉnh ủy về vấn đề chỉnh đốn việc phối hợp vật tư tài nguyên của quân khu Dương Thành và địa phương. Nơi mũi kiếm chỉ tới, chính là Ngô Hiểu Dương sắp thất bại thảm hại. Dụng ý của Diệp Thiên Nam rất rõ ràng. Chính là muốn Khang Hiếu chủ động khơi mào mâu thuẫn, đưa ra tinh thần đánh rắn dập đầu, không đả kích Ngô Hiểu Dương mạnh mẽ không thể bỏ qua. Đương nhiên, với thiện ý của Diệp Thiên Nam, y chắc chắn không phải căn cứ vào xuất phát điểm giúp Khang Hiếu xả giận mà giúp Khang Hiếu bày mưu tính kế, mà là muốn Khang Hiếu kích động Ngô Hiểu Dương tức giận, làm Ngô Hiểu tức giận mà không thể khống chế được, sau đó trút hết mọi tức giận lên người Khang Hiếu, hạ tưởng sẽ có thể bình yên vượt qua khó khăn. Diệp Thiên Nam tươi cười cùng Khang Hiếu đi dạo, vừa dẫn Khang Hiếu đến trước cửa nói. Đi, Phó Chủ tịch tỉnh Khang, đi vào trước rồi nói sau, đứng ở bên ngoài nói chuyện không tiện. Dường như chính là vì mấy chữ Chủ tịch tỉnh Khang mà Diệp Thiên Nam vừa nói, bụi cỏ bên cạnh có tiếng động nhỏ, sau đó một bóng đen lao ra. Lúc này Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu đã xoay người sang chỗ khác, vô tư không biết sau lưng có người vừa nhảy ra. Trong nháy mắt bóng đen đã đến gần, tay cầm thứ gì đó, nhanh chóng tiến sát Khang Hiếu và Diệp Thiên Nam, giơ tay ra, vỗ vào Khang Hiếu một cái. Khang Hiếu đang nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy phía sau tê dần, giống như bị muỗi đốt, hơi ngứa, sau đó thì hơi đau, không khỏi hừ một tiếng. Sao thế nhỉ? Quay đầu lại, chỉ thấy một người đi đường đang cúi đầu vội vàng đi ngang qua. Bốn phía người đến người đi vẫn như cũ, cảm giác sau lưng lại biến mất. Ý nghĩ có lẽ là do say rượu, cũng không để ý. Diệp Thiên Nam lại phát giác ra cảnh tượng vừa rồi. Tuy không nhìn rõ, y chỉ biết có người vỗ vào sau Khang Hiếu một cái cũng không biết có người ẩn nấp ở bụi cỏ ven đường. Chỉ biết có người động tay động chân sau lưng Khang Hiếu. Diệp Thiên Nam khá sợ, cho dù y có thể coi như đã trải qua sóng gió, nhưng dù sao y không thể so với Hạ Tường.
Tự mình cảm nhận được nguy hiểm trong gang tấc, trong nháy mắt dựng tóc gáy, lạnh sống lưng, lập tức không thở nổi. Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu là lãnh đạo cấp phó tỉnh, bình thường đi đâu đều có cảnh vệ đi cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vì đã đến nơi ở của tỉnh ủy, cho nên cảnh vệ đi cách rất xa, nhất thời mất cảnh giác, để bóng đen thuận lợi ra tay. Cũng vì bóng đen quá nhanh, nắm thời cơ rất khéo léo vừa lúc ánh đèn hơi tối, xuất hiện không một tiếng động, rồi lặng yên thong dong rời đi. Từ đầu đến cuối, cảnh vệ không phát hiện, Khang Hiếu cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có Diệp Thiên Nam biết Khang Hiếu bị người khác mưu hại. Về đến nhà Diệp Thiên Nam mới thấy sau lưng ướt sũng. Y nghĩ lại cảm thấy sợ, không cần nghĩ nhiều, chỉ sợ là Ngô Hiểu Dương chính là thủ phạm hạ độc thủ. Có nên nói cho Hạ Tưởng không? Diệp Thiên Nam do dự một lát, sau đó nghĩ là thôi, trước tiên xem Khang Hiếu có việc gì không rồi nói sau. Có lẽ chỉ là một kẻ trộm thôi. Hạ Tưởng về muộn hơn Diệp Thiên Nam một chút, khi hắn trở về khu ở của tỉnh ủy thì Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu đã về hơn nửa tiếng. Việc vừa xảy ra trước cửa khu chung cư Hạ Tưởng không hề hay biết. Tuy nhiên, khi hắn xuống xe ở cửa khu nhà, vừa bước khỏi cửa xe liền thấy có gì đó không ổn. Cảm giác của Hạ Tưởng nhạy cảm hơn Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu. Cảm nhận về mối nguy cũng nhạy cảm hơn. Vừa mới đứng xuống, ánh mắt hắn liền chú ý đến một bụi cỏ cách đó không xa. Cảnh vệ của Hạ Tưởng cũng có cấp bậc, vì Trần Hạo Thiên đặc biệt quan tâm, hơn nữa Hứa Quan Hoa tăng cường người nên mức độ bảo vệ cao hơn Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu. Thấy Hạ Tưởng ngây người lập tức cảnh vệ chú ý, mấy người đều vào tư thế sẵn sàng, lập tức đi đến phía bụi cỏ. Quả nhiên, sau khi có người đánh lén Khang Hiếu từ bụi cỏ xong thì bên trong bụi cỏ không ngờ vẫn còn có một người ẩn nấp. Chẳng quả là bóng đen trong bụi cỏ thật sự lợi hại, ngay khi Hạ Tưởng đưa ánh mắt đầu tiên nhìn y liền hành động. Tuy không biết tại sao Hạ Tưởng lại phát hiện y, nhưng y biết, chậm một bước có khả năng sẽ mất mạng. Sự khổ luyện nhiều năm đã cứu mạng y nhanh chóng lui về phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy, không chậm trễ. Kỳ thật với bản lĩnh của y, nhân viên cảnh vệ bình thường không phải đối thủ của y. Y tự nhận có thể ung dung bỏ chạy, hưng không nghĩ rằng, cảnh vệ của Hạ Tưởng cũng có một cao thủ trong cao thủ. Đó là cảnh vệ do lão cổ đặc biệt cử theo. Bóng đen rất nhanh, trong nháy mắt đã đi xa hơn 10 mét. Trước mặt là bức tường rào, y một bước nhảy là lên được, đang định xoay người nhảy ra ngoài là có thể thoát thân, bỗng nhiên cảm giác đùi tê dần, một mũi tên đã cắm vào chân trái. Bóng đen lăn lộn, rơi ra bên ngoài tường, may mắn lúc này đồng bọn của y lái xe đến, đỡ y lên ô tô, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi cảnh vệ của Hạ Tưởng trèo ra, bóng đen đã chạy trốn. Chỉ kém một bước, cảnh vệ rất xui xẻo. Hạ Tưởng thấy đối phương ung dung bỏ chạy cũng không trách cảnh vệ, ngược lại trấn an cảnh vệ vài câu. Nếu Hạ Tưởng biết việc đã xảy ra với Khang Hiếu, thì hắn lập tức sẽ liên tưởng đến sự kiện phục kích một trước một sau. Ở đằng sau chắc chắn là điềm báo cho một vở diễn lớn lên sân khấu. Buổi sáng ngày hôm sau, mọi việc đều bình thường, công tác của tỉnh ủy đều bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ Tưởng còn nghĩ, có lẽ sau khi trải qua sự kiện tối hôm qua, Ngô Hiểu Dương biết tất cả các cách đã dùng hết, hiện tại hẳn là mưu cùng kế cạn, thật sự thu tay lại rồi sao? Chính lúc Hạ Tưởng đang suy nghĩ, Mễ Kỳ Hỏa gõ cửa bước vào. Mễ Kỳ Hỏa rất ít đến văn phòng của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy chào. Mễ Kỳ Hỏa cũng không khách sáo, sau khi Đường Thiên Vân đóng cửa đi ra ngoài, đã nói một câu khiến Hạ Tưởng giật mình. Hạ Tưởng, cậu nói một chút suy nghĩ thật sự của cậu, nếu tôi đề xuất tỉnh ủy thay một thư ký mới thì sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với tiền đồ chính trị của Trương Lực sau này? Hạ Tưởng sửng sốt. Mễ Kỳ Hỏa hỏi câu này, hoàn toàn là biết rõ rồi vẫn hỏi. Năm đó, sau khi Mễ Kỳ Hỏa nhậm chức ở tỉnh ủy đã sắp xếp thư ký cho Tổng Bí Thư, từ đó đi theo Tổng Bí Thư đã hơn 20 năm, hiện giờ đã là lãnh đạo cấp bộ, tỉnh nổi tiếng khắp nơi. Mà người thư ký hồi đó của Tổng Bí Thư bị ông thay thế, lúc này không biết lưu lạc đến phương nào, không ai biết y ra sao. Đời người vẫn kỳ diệu như thế, chỉ kém một bước đã khác một trời một vực. Nếu Mễ Kỳ Hỏa biết rõ sau khi thay Trương Lực từ nay về sau sẽ giống như bị bỏ đi. Nhưng lại cố ý đến hỏi Hạ Tưởng, kỳ thật là biến thành trưng cầu ý kiến của hắn. Chẳng lẽ Trương Lực đã gây ra việc gì khiến Mễ Kỳ Hỏa không thể tha thứ? Khiến Mễ Kỳ Hỏa muốn thay đổi. Hạ Tưởng nghe xong, tuyệt không tiếc thay Trương Lực. Có nhiều khi,
hậu quả xấu đều là do chính mình gây ra, mình chỉ có thể tự nuốt xuống. Trương Lực cũng là người Hạ Tưởng từ khi theo chính trị từ trước đến nay, là người duy nhất hắn đánh giá cao, lại là người duy nhất từng chút một tuột dốc, hắn chỉ có thể chấp nhận thực tế. Việc đầu tiên là không làm chậm công tác của Chủ tịch tỉnh Mễ. Nếu không thể đảm nhiệm thư ký của Chủ tịch tỉnh, có lẽ cương vị khác càng có lợi cho tiến bộ cá nhân hơn. Hạ Tưởng nói tuy rất khéo, nhưng thái độ cũng kiên quyết ủng hộ Mễ Kỳ Hòa. Gần đây tâm trạng Trương Lực không đặt ở công việc, thường xuyên thất thần, công việc hay quên và sơ sẩy, tôi đã cố nhịn. Nhưng, công việc luôn làm sai mãi, thậm chí còn làm chậm trễ một số công việc quan trọng, thực sự làm cho người ta không chấp nhận được. Mễ Kỳ Hòa tính tình ôn hòa, nếu là người khác, đã trách mắng Trương Lực. Ông ta bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đã nói với Bí Thư Trần, đã quyết định như vậy rồi. Chỉ một câu, sinh mạng chính trị của Trương Lực đột nhiên dừng lại như vậy. Tôi ủng hộ quyết định của Chủ tịch tỉnh Mễ, mặc kệ là ai và vì việc gì, chỉ cần ảnh hưởng đến công việc bình thường thì đã là không làm tròn bổn phận. Mễ Kỳ Hỏa vừa đi, Hạ Tưởng chợt thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân ồn ào, ngay sau đó, lại vang lên tiếng xe cứu thương, tầng trên tầng dưới người đến người đi, loạn cả lên. Hạ Tưởng đang định bảo Đường Thiên Vân ra ngoài xem có chuyện gì, thì Diệp Thiên Nam đã đến. Bước chân Diệp Thiên Nam có chút nặng nề, vừa vào đã tự phê bình chính mình. Phó Bí Thư Hạ, tôi phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, xin anh phê bình tôi. Hạ Tưởng sửng sốt, bên ngoài đã đủ loạn, sao Diệp Thiên Nam còn gây rối? Hắn tự mình đứng dậy đóng cửa phòng nói. Anh Thiên Nam, sao thế? Đừng có nói câu đầu đã tự phê bình, trước tiên nói về sự việc một chút đã. Tối hôm qua tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Khang ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, tôi khuyên Phó Chủ tịch tỉnh Khang nên dùng dũng khí để đuổi hết người xấu. Ông ấy không suy nghĩ gì đã đồng ý. Diệp Thiên Nam cố gắng nói uyển chuyển một chút, hiện tại y nghĩ lại sự việc tối hôm qua mà vẫn chưa hết sợ. Vừa nãy Khang Hiếu phát bệnh, y liền đến văn phòng của Khang Hiếu, chính mắt y thấy tình trạng thê thảm của Khang Hiếu. Bây giờ tim còn đập thình thịch, vẫn chưa hết khiếp sợ. Hạ Tưởng biết tật xấu của Diệp Thiên Nam là thích nói vòng vo, liền ngắt lời y. Đừng nói vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Thiên Nam nói. Sau khi ăn xong, tôi và Khang Hiếu cùng về khu nhà ở của tỉnh ủy. Phó Chủ tịch tỉnh Khang bị người ta vỗ sau lưng một cái. Lúc đó tôi không để ý, cũng không nghĩ nhiều. Buổi sáng hôm nay, tôi đang nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Khang ở văn phòng của ông ấy. Ông ấy đột nhiên sùi bọt mép ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ, không nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Khang có bệnh sử gì đột ngột, chẳng lẽ có liên quan đến việc tối hôm qua bị người ta vỗ một cái. Trong nháy mắt Hạ Tưởng liền hiểu cái gì đó, giơ tay ngăn Diệp Thiên Nam nói thêm, xoay người bước ra khỏi phòng. Ở hành lang, nhân viên y tế và bác sĩ đang đưa Khang Hiếu xuống tầng. Mặt Khang Hiếu trắng bệch, khóe miệng còn có bọt mép, cơ thể đang hơi co giật. Tình trạng vô cùng thê thảm không nỡ nhìn, trong nháy mắt Hạ Tưởng rõ ràng hết, mặc kệ có người làm gì sau lưng Khang Hiếu, Khang Hiếu thật sự trở thành vật hy sinh đầu tiên trong kế hoạch trả thù lớn của Ngô Hiểu Dương. Diệp Thiên Nam đứng sau Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa di chuyển nửa bước, trong lòng cũng cảm thấy đau lòng, còn tưởng Hạ Tưởng cũng sợ hãi. Khang Hiếu chính là vết xe đổ, ai dám so chiêu với Ngô Hiểu Dương sẽ có khả năng giống như Khang Hiếu. Ngất xỉu không hiểu vì sao, và sau đó thì Diệp Thiên Nam không dám nghĩ tiếp. Đầu tiên Khang Hiếu được đưa vào bệnh viện số 1 của tỉnh, chuẩn đoán bước đầu là bệnh tim đột phát. Nhưng người thân quen của Khang Hiếu đều biết, cơ thể Khang Hiếu thật sự khỏe mạnh, ngoài bệnh đau bao tử ra, đều không có bệnh sử nào khác. Nhất là tim, nói một câu như quảng cáo để hình dung, người 60 tuổi, trái tim 30. Trước đó một thời gian Khang Hiếu chủ động xin đi điều dưỡng. Cũng là không có việc gì không bệnh nói thành bệnh, hiện tại rốt cuộc ứng nghiệm, không bệnh thật sự bị bệnh. Có thể thấy khi ăn cơm không được ăn bẩn, nói càng không thể nói lung tung. Tỉnh ủy lập tức tổ chức một hội nghị khẩn cấp, thống nhất cách nhìn về việc Khang Hiếu đột nhiên phát bệnh nặng. Yêu cầu toàn bộ tỉnh ủy không được tùy ý thảo luận bệnh tình của Khang Hiếu, hết thảy lấy tình hình chung làm trọng. Sau đó, Trần Hạo Thiên giữ Mễ Kỳ Hỏa và Hạ Tưởng lại. Hỏi về ý kiến của hai người về việc của Khang Hiếu. Rất bất ngờ, đồng chí Khang Hiếu luôn luôn rất khỏe mạnh. Trần Hạo Thiên nhìn Mễ Kỳ Hỏa, rồi nhìn Hạ Tưởng.
chỉ sợ ông ấy phát bệnh là có nguyên nhân. Hạ Tưởng gật đầu, cũng không giấu giếm nói ra việc Diệp Thiên Nam nói. Còn bổ sung thêm một chút. Tuy nhiên, đồng chí Thiên Nam cũng không dám khẳng định chắc chắn là vì bị người vỗ một chút sau lưng. Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa nhìn nhau, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Hóa ra, sau lưng còn có việc như vậy. Bệnh viện chuẩn đoán ban đầu thế nào? Mễ Kỳ Hỏa đi theo Tổng Bí Thư hơn 20 năm, đối với những khó khăn trong quan trường cũng đã thành chuyên gia. Chỉ cần bước đầu như thế cũng có thể kết luận, Khang Hiếu chính là bị người khác hạ độc. Trong quan trường, có cấp dưới thuê người giết cấp trên, có cấp trên thầm hạ độc thủ sau lưng cấp dưới. Cũng có đồng nghiệp tính kế hại nhau, đưa phóng xạ vào bóng đèn chiếu sáng trên đầu, cuối cùng làm cho đối phương toàn thân thối giữa từ từ chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mễ Kỳ Hỏa kết luận Khang Hiếu đã bị bí mật tiêm vào một loại thuốc. Bác sĩ nói, trong cơ thể Khang Hiếu có một loại thuốc chưa rõ làm ông ấy phát bệnh tim. Đó là loại thuốc gì thì khó nói. Là một loại thuốc chưa được bán trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, có thể là một loại thuốc nào đó vẫn đang còn trong giai đoạn thực hiện, tạm thời. Không thể giải được. Trần Hạo Thiên không phải là chuyên gia về dược học, nhưng cũng kể lại khá tỉ mỉ tình trạng của Khang Hiếu. Cơ bản là ông ta nghe được ý kiến của chuyên gia, biết Khang Hiếu bị tiêm một loại thuốc, có lẽ là loại thuốc quân đội bí mật bào chế. Kết quả lạc quan nhất là cái gì? Hạ Tưởng hỏi. Bên trong sự bình tĩnh của Hạ Tưởng chính là lửa giận đang bốc lên. Hiện tại đã có thể khẳng định là có bút tích của Ngô Hiểu Dương. Khang Hiếu và hắn một người trước một người sau gặp phải phục kích. Nếu đoán không nhầm thì hắn chính là quân bài cuối cùng trong tay Ngô Hiểu Dương. Đáng tiếc, tối hôm qua để đối phương chạy mất, lúc đó mũi tên đâm vào ngực thì tốt bao nhiêu. Hạ Tưởng cho dù không lạc quan mù quáng cho rằng Ngô Hiểu Dương sẽ thu tay lại, nhưng cũng không nghĩ đối phương sẽ to gan lớn mật dám ra tay ở cổng khu nhà của tỉnh ủy. Càng không ngờ, đối tượng đầu tiên của đối phương lại là Khang Hiếu. Cũng chứng tỏ Ngô Hiểu Dương đã sắp điên cuồng. Nếu để Hạ Tưởng biết về việc Ngô Hiểu Dương sắp làm, hắn sẽ không có lời nào để nói. Cũng chỉ có thể thở dài, khinh bỉ một số nhân vật đứng sau lưng dung túng để Ngô Hiểu Dương làm càn. Ngô công tử kiêu ngạo, ngông cuồng là do Ngô Hiểu Dương dung túng. Ngô Hiểu Dương ngang ngược là ai dung túng? Đã vài thập niên không có kinh nghiệm và từng trải qua quân đội, Hạ Tưởng không muốn suy đoán thêm. Nhưng nhìn thấy sự bao che và dung túng ghê người trong quân đội, đã mức nghiêm trọng nguy hiểm đến gốc rễ của quân đội. Lãnh đạo quân đội so với địa phương chỉ hơn chứ không kém. Nếu có một ngày hắn có quyền nhúng tay vào việc của quân đội, Hạ Tưởng nhắc nhở mình phải nghiêm trị một đám quan quân tham ô sâu mọt. Quân đội suy yếu ai bảo vệ đất nước? Trần Hạo Thiên chỉ chú ý đến vẻ mặt bất bình của Hạ Tưởng, tất nhiên cũng không thể tưởng được trong nháy mắt Hạ Tưởng đã nghĩ ra rất nhiều điều. Ông ta trầm giọng nói. Bây giờ còn khó nói, bác sĩ nói chỉ có thể cố gắng hết sức. Vì thuốc trong cơ thể Khang Hiếu, không thể giải được. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Có phải báo cáo Trung ương không? Chắc chắn là phải, không giấu giếm được, nhưng cũng chỉ có thể nói Khang Hiếu đột nhiên phát bệnh nặng. Trần Hạo Thiên nhìn Mễ Kỳ Hỏa một cái, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, nghĩ đến Trương Lực. Hiện tại tỉnh ủy không thích hợp cho việc chọn thư ký, việc Trương Lực cứ để một thời gian nữa. Hạ Tưởng cũng đồng ý. Giai đoạn hiện nay nhiều việc phức tạp, chủ tịch tỉnh thay thư ký rất dễ khiến mọi người chú ý. Mễ Kỳ Hỏa cũng đồng ý. Được, cứ quyết định như vậy đi. Mấy người trao đổi mọi việc một lát rồi kết thúc. Khang Hiếu đột nhiên phát bệnh nặng. Làm tỉnh Lĩnh Nam như bị một bóng ma bao phủ. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng thấy Diệp Thiên Nam vẫn ở đó. Liền nói tóm tắt qua cho y những việc ở hội nghị vừa rồi. Diệp Thiên Nam đã định thần lại sau khiếp sợ và sợ hãi, hơi xấu hổ nói. Ngại quá Phó Bí Thư Hạ, vừa rồi tôi thật sự sợ hãi. Giờ nghĩ lại, thật sự cũng không có gì to tát. Không có gì bất ngờ xảy ra mới là bất ngờ. Với tính cách của Ngô Hiểu Dương, không đến điểm cuối cùng chắc chắn sẽ không thu tay lại. Hạ Tưởng khoát tay, thành thật nói. Thiên Nam, gần đây sẽ rất nguy hiểm, tôi đề nghị anh làm công tác phía sau hậu trường. Diệp Thiên Nam cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Tưởng đối với mình, vội nói. Nói đến việc của Phó Chủ tịch tỉnh Khang, tôi cũng có trách nhiệm không quan tâm chu đáo. Nếu gặp khó khăn lại lui về phía sau, tôi không xứng là cộng sự của Phó Bí Thư Hạ. Giờ tôi phải đến bệnh viện hỏi thăm Phó Chủ tịch tỉnh Khang một chút,
thể hiện rõ lập trường. Hạ Tưởng thực sự không phải cố ý khích tướng Diệp Thiên Nam. Không nghĩ Diệp Thiên Nam cũng có mặt làm việc nghĩa không chùn bước, còn chưa kịp ngăn y thì Trương Lực đã đến. Thư ký của Chủ tịch tỉnh đến văn phòng của Phó Bí thư tỉnh ủy phần lớn là truyền đạt tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh. Nhưng Trương Lực lần này đến đây là việc tư. Phó Bí thư Hạ, tôi có một câu muốn thay người nói với anh. Trương Lực đã nghe được tin y sắp bị thay, cũng nghe được Hạ Tưởng rất ủng hộ Mễ Kỳ Hỏa đá y ra ngoài. Thiện cảm của y với Hạ Tưởng liền giảm đến mức thấp nhất. Hơn nữa, có người không ngừng nói xấu Hạ Tưởng, hiện tại y đã coi Hạ Tưởng là kẻ thù. Hạ Tưởng không để ý đến thái độ thiếu tôn trọng của Trương Lực, gật đầu nói. Có chuyện gì nói đi. Sau khi Diệp Thiên Nam đi ra ngoài, Trương Lực mới chậm rãi nói. Quý Như Lan muốn mời anh đến biệt thự bên hồ gặp mặt. Hy vọng Phó Bí Thư Hạ chiếu cố đến chơi. Hạ Tưởng còn tưởng Trương Lực có việc gì quan trọng thực sự. Vừa nghe xong thất vọng, hóa ra là thay Quý Như Lan truyền lời. Trương Lực bị Quý Như Lan điều khiển còn chưa đủ. Một người đàn ông đã kết hôn vẫn nhớ mãi mối tình trước kia còn chưa tính, mọi chuyện đều nghe cô chỉ huy. Đầu óc Trương Lực thật là yếu ớt. Đến bây giờ, Hạ Tưởng hoàn toàn thất vọng về Trương Lực. Sau này có cơ hội hãy nói, hiện tại, thật sự không tiện. Hạ Tưởng rất khách khí từ chối. Như Lan nói, cô không chỉ có trà ngon, còn có tin tức tốt. Trương Lực vẫn không chịu đi, tiếp tục nói, muốn làm Hạ Tưởng chú ý. Xin Phó Bí Thư Hạ cân nhắc một chút, Như Lan cũng là có ý tốt, cô còn nói. Hạ Tưởng đột nhiên ngẩng đầu. Trương Lực, mời cậu ra ngoài. Bóng Trương Lực biến mất hồi lâu, Hạ Tưởng mới thu tầm mắt khỏi cửa sổ. Nghĩ lại lời Trương Lực nói vừa rồi, lòng dạ không khỏi suy nghĩ mông lung. Trương Lực lập tức sửng sốt, mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ, phải 10 giây sau mới nói được một câu. Rất xin lỗi Phó Bí Thư Hạ, đã làm phiền anh. Xoay người đi ra đến cửa quay đầu lại nói. Như Lan nói, cô có toàn bộ kế hoạch của Ngô Hiểu Dương, chỉ cần anh đến biệt thự bên hồ, cô sẽ đưa ra. Nếu Quý Như Lan thật sự có toàn bộ kế hoạch của Ngô Hiểu Dương, quả thật đó là vũ khí chí mạng dùng để đối phó với Ngô Hiểu Dương. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn tin lời Trương Lực. Bởi vì với hiểu biết của hắn về Quý Như Lan không đủ thông minh để có được toàn bộ kế hoạch của Ngô Hiểu Dương. Điện thoại reo. Hạ Tưởng vừa thấy điện thoại của Hứa Quan Hoa, không khỏi giật mình, vội vàng nhận điện thoại. Phó Bí Thư Hạ, tin tức tốt, phát hiện kẻ hành hung. Giọng Hứa Quan Hoa lộ vẻ vui mừng. Tôi và Mộc Phong đã ra tay, phải bắt được kẻ hành hung. Từ từ, Hạ Tưởng bỗng nhiên thấy có chỗ không đúng, Trương Lực vừa nói với hắn Quý Như Lan mời hắn đến biệt thự bên hồ, Mạnh Tán không ngờ hiện thân, có thể đó là một phần trong kế hoạch không? Nghĩ về sự kiện Khang Hiếu, hắn càng chắc chắn trong đó có âm mưu. Chỉ theo dõi, trước tiên không nên ra tay, cẩn thận có bẫy. Hạ Tưởng nhắc nhở, cũng đúng lúc đã đánh thức Hứa Quan Hoa, ông ta nghĩ một chút rồi nói. Việc của Khang Hiếu tôi cũng đã nghe nói, có thể xác định không phải là Mạnh Tán cũng là Tiêu Lương làm. Hiện tại lòng người quân khu đang hoảng sợ, đều biết Ngô Hiểu Dương sắp sụp đổ, nhưng một ngày y vẫn chưa sụp đổ, thì một ngày còn nắm quyền. Tình hình cả quân khu rất loạn, Ngô Hiểu Dương mệnh lệnh Mộc Phong đi nơi khác, Mộc Phong mạnh mẽ kháng lệnh không theo. Mọi việc thật sự là đã quá căng thẳng, Mộc Phong không ngờ chống lại mệnh lệnh không theo. Hạ Tưởng không nói gì, tuy nói phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính, nhưng lúc này tình hình thật sự là tiếng nổ lớn, có cố cũng không được nhiều. Mộc Phong không phục tùng mệnh lệnh, có lý của y. Mộc Phong và Hứa Quan Hoa là kẻ thù của Ngô Hiểu Dương, xếp vào những cấp dưới có họa lớn. Hứa Quan Hoa vừa gọi điện thoại tới xong, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Quý Như Lan. Mọi việc cứ liên tục, ngay cả Hạ Tưởng cũng mệt mỏi phản ứng. Cô Quý có gì dặn dò? Vốn không định nghe điện thoại của Quý Như Lan. Tuy nhiên, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Hạ Tưởng vẫn nhận điện thoại. Nếu Trương Lực nói vậy thì cứ tạm thời nghe Quý Như Lan nói. Tôi nào dám dặn dò gì Phó Bí Thư Hạ? Quý Như Lan giọng dịu dàng quyến rũ như rượu. Làm cho người ta vừa ngửi đã say. Trương Lực nói, Phó Bí Thư Hạ rất có thành kiến với tôi, không muốn đến biệt thự Hoa Vô Khuyết làm khách. Hiện tại quả thật không có thời gian. Trương Lực vừa đi đã báo cáo với Quý Như Lan làm Hạ Tưởng càng thêm khinh miệt. Nếu tôi nói trong tay tôi có kế hoạch Ngô Hiểu Dương nhằm vào anh, mấy người Khang Hiếu,
Hứa Quan Hoa và Mộc Phong Anh có thời gian hay không vậy? Quý Như Lan tung ra mồi nhử. Nếu tôi nói tôi có thể nói tốt mấy câu cho việc Tào Vĩnh Quốc tiến vào mặt trận Tổ quốc, anh có thể có thêm nhiều thời gian một chút không? Quý Như Lan là một người đàn bà thông minh. Cho dù nhận thức chính trị không cao, cũng thích làm việc tùy hứng, nhưng phải thừa nhận, cô nắm rất chắc tình hình, chỉ nói đến hai vấn đề đã đánh trúng điểm yếu của Hạ Tường. Nhất là việc thứ hai, việc Tào Vĩnh Quốc tiến vào mặt trận Tổ quốc, nhất thiết cần có nhà họ Quý gật đầu. Lần trước Hạ Tường gặp Quý Trường Hạnh vốn đã cố ý muốn nhắc đến, nhưng không khí lúc đó không thích hợp, thời cơ chưa đến, nên vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Không nghĩ Quý Như Lan nghe tin lập tức hành động, cô cũng biết việc này khiến Hạ Tường đau đầu. Hắn hy vọng Quý Như Lan có thể bỏ qua việc này không nhúng tay lung tung, hiện tại xem ra là không được, cô đã tham gia. Để tôi xem buổi chiều có sắp xếp được thời gian không, cô chờ điện thoại của tôi. Hạ Tường không nhận lời ngay mà nói nửa vời. Tốt, tôi đợi tin tốt của anh. Quý Như Lan khẽ cười một tiếng, cúp máy. Hạ Tường chắp tay sau lưng đi đến cạnh cửa sổ, thấy sắc xanh tràn đầy bên ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ, lúc này Bắc Kinh vẫn đang một màu xám xịt, lại càng không nói đến tỉnh Hắc Liêu xa xôi, vẫn cái giá lạnh của băng tuyết vẫn ngập trời. Từ Nam đến Bắc, nhiệt độ chênh nhau mấy chục độ, nhưng lòng người lại không kém là mấy. Chỉ là lợi ích. Chỉ được mất, Quý Như Lan tuy rằng xảo quyệt, tuy rằng không nói, nhưng điểm xuất phát của cô là vì nhà họ Quý. Nếu chỉ suy nghĩ từ lập trường của nhà họ Quý, tay cô tuy không lớn nhưng chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, chính là người tài giỏi. Mặc kệ chó đen hay chó trắng, có thể trông nhà chính là chó tốt. Nhưng Hạ Tưởng không hiểu, hắn và nhà họ Quý không có xung đột về lợi ích, vì sao Quý Như Lan vẫn quấn lấy hắn. Nghĩ lại, mặc kệ xuất phát từ góc độ nào, Quý Như Lan đều không có lý do gì liên kết với Ngô Hiểu Dương. Hạ Tưởng quyết định đến biệt thự bên hồ một chuyến, cùng nói chuyện thẳng thắn vô tư với Quý Như Lan, nói về tình hình hiện tại của Lĩnh Nam, nói về tương lai của Lĩnh Nam sẽ như thế nào. Vì, hắn muốn Quý Như Lan hiểu được một điều, Lĩnh Nam đúng là Lĩnh Nam của người Lĩnh Nam, nhưng Lĩnh Nam cũng là của quốc gia. Mặc kệ Lĩnh Nam triển khai hành động gì, chỉ có một mục đích, vì ngày mai tươi đẹp hơn của Lĩnh Nam. Nhìn cây táo ngoài cửa sổ đã nở hoa, nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Mặc dù đang bị Ngô Hiểu Dương ép sát từng bước, cảm thấy phải cố hết sức, nhưng Hạ Tưởng vẫn vui vẻ mỉm cười. Vừa mỉm cười, điện thoại đột nhiên vang lên. Lại là Hứa Quan Hoa. Phó Bí Thư Hạ, Mộc Phong đang theo dõi Mạnh Tán, đột nhiên mất liên lạc. Hứa Quan Hoa giọng đầy lo lắng. Nếu chỉ mình Mạnh Tán thì không sao. Nếu Mạnh Tán và Tiên Lương cùng ra tay thì Mộc Phong không phải là đối thủ. Hạ Tưởng cũng giật mình, Mộc Phong đột nhiên mất liên lạc, nếu không phải tự Mộc Phong có chủ trương bắt Mạnh Tán thì là Mộc Phong trúng kế. Bị Mạnh Tán dụ vào bẫy. Anh lập tức dùng lực lượng dự bị, cố gắng tìm kiếm tung tích Mộc Phong. Hạ Tưởng gặp nạn không mất bình tĩnh. Tôi cũng bảo cảnh sát địa phương bí mật tìm kiếm, hai bên cùng tiến hành. Còn nữa, chính anh cũng phải chú ý an toàn. Nếu Mộc Phong bị mai phục, chắc chắn sau lưng anh cũng có người gài bẫy. Vừa buông điện thoại của Hứa Quan Hoa, Diệp Thiên Nam đã gọi điện thoại đến. Phó Bí Thư Hạ, tình hình Khang Hiếu không được tốt, bác sĩ đề nghị chuyển lên bệnh viện ở Bắc Kinh điều trị. Diệp Thiên Nam nói, tôi cho rằng việc này không nên chậm trễ, có lẽ nên nhanh chóng chuyển viện cho Khang Hiếu. Hạ Tưởng đồng ý, để tôi xin chỉ thị của Bí Thư Trần một chút. Vội vàng đi vào văn phòng của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng thấy Trần Hạo Thiên đang gọi điện thoại, cũng không đợi được, nói ngay. Bí thư Trần việc rất gấp. Trần Hạo Thiên liền nói một câu vào điện thoại, sau đó cúp điện thoại. Hãy nói chuyện của cậu trước. Thứ nhất, Mộc Phong theo dõi Mạnh Tán đột nhiên mất liên lạc. Thứ hai, bệnh viện đề nghị chuyển Khang Hiếu lên Bắc Kinh điều trị. Hơi trầm ngâm một lát, Trần Hạo Thiên quyết định. Nếu cần thiết dùng cảnh sát đặc nhiệm do Lâm Khang Tân phụ trách cụ thể. Lâm Khang Tân là phó trưởng ban thư ký mà Hạ Tưởng thấy hợp. Giao cho Lâm Khang Tân toàn quyền phụ trách là Trần Hạo Thiên căn cứ vào sự tín nhiệm của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gật đầu. Đồng thời phía chính quyền cũng cử một phó trưởng ban thư ký đi cùng. Khang Hiếu cũng có phó trưởng ban thư ký rất hợp phục vụ. Sau khi quyết định xong, Hạ Tưởng xoay người đi, bỗng nhiên nghĩ tới việc gì liền hỏi một câu. Bí thư Trần gần đây có hay liên lạc với lão Quý không?
Lẽ ra với thân phận cấp dưới Hạ Tưởng không nên hỏi cấp trên vấn đề cá nhân, nhưng Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, cho dù Trần Hạo Thiên có là lãnh đạo cấp cao cỡ nào vẫn là Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên cũng không để ý nhiều, thuận miệng nói. Không liên lạc nhiều lắm, đều bận. Quý Như Lan hẹn tôi đến biệt thự ven hồ, nói là có thể nói vài câu cho việc bố vợ tôi vào mặt trận Tổ quốc. Hạ Tưởng không giấu giếm Trần Hạo Thiên, chuyện Tào Vĩnh Quốc cũng cần Trần Hạo Thiên ủng hộ. Như vậy, Trần Hạo Thiên nghĩ một chút nói. Quý Trường Hạnh thật sự rất yêu quý Quý Như Lan, lời cô ta nói thật sự có ảnh hưởng nhất định đến ông ấy. Ý của Trần Hạo Thiên chẳng khác nào ủng hộ Hạ Tưởng đi gặp Quý Như Lan. Trong lòng Hạ Tưởng đã chắc chắn, tạm biệt Trần Hạo Thiên trở lại văn phòng, thấy Đường Thiên Vân vẻ mặt căng thẳng nghe điện thoại, mà một điện thoại khác trong phòng hắn đang reo vang. Thật sự là bận không rời đi được, Hạ Tưởng ra hiệu cho Đường Thiên Vân một chút, để y tiếp tục nghe điện thoại. Không ngờ là điện thoại của Cổ Thu Thật. Bận đến không nhận được điện thoại sao? Cổ Thu Thật đùa một câu. Tôi biết hiện tại cậu đang bận sứt đầu mẻ chán, thật ra tôi cũng không khác gì cậu. Có chuyện muốn nói với cậu. Hạ Tưởng có khả năng điềm tĩnh rất tốt, bất cứ tin tức tốt hay không tốt đều không thể kích động hắn, hắn liền nói. Bí thư Cổ cứ chỉ bảo, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Ha ha, Cổ Thu Thật cười thoải mái. Có người chẳng những muốn Tào Vĩnh Quốc mất chức còn kéo cả cậu xuống không được kiêm hai chức. Nếu chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mất đi, cậu đoán kết quả sẽ thế nào? Hạ Tưởng thật sự không đoán được những việc giữa các lãnh đạo trung ương. Dù nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ẩn chứa đầy sát khí. Hắn mới là cấp phó tỉnh, so với lãnh đạo cấp quốc gia còn kém xa. Tôi không đoán được. Kết quả là trưởng ban Ngô tức giận, đập bàn, nói là ai khoa chân múa tay với công tác của ban tổ chức trung ương, ai sẽ làm trưởng ban tổ chức trung ương. Làm rất nhiều người giật mình, ha ha, tôi rất phục Tài Dương tức giận ngút trời, rất hả giận. Cổ Thu Thật lại cổ vũ Hạ Tưởng. Có lẽ hành động của Tài Dương có thể tranh thủ cho cậu 3 tháng nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi nghe nói hiện nay cậu đang trải qua một cuộc khảo nghiệm rất ác liệt, có cần tôi ra mặt can thiệp một chút không? Không làm phiền bí thư Cổ, liên quan đến quân đội, mọi việc đã phức tạp rồi. Hạ Tưởng biết Cổ Thu Thật thật lòng quan tâm đến hắn, hắn từ chú ý tốt của Cổ Thu Thật thật ra là bảo vệ Cổ Thu Thật. Thân phận của Cổ Thu Thật hiện giờ quá nhạy cảm, không tiện nhúng tay vào bất cứ việc gì ở địa phương. Càng không nói đến việc của quân đội. Cổ Thu Thật sao không hiểu suy nghĩ của Hạ Tưởng, than nhỏ một tiếng. Bảo trọng. Mây đen khắp nơi kéo đến dường như che kín trời đất. Muốn trùm lên Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng không phải là cậu thanh niên áo xanh năm đó. Hắn dĩ nhiên đã trưởng thành. Người nào đó nghĩ là mây gió khắp nơi có thể phá hủy hắn, rất xin lỗi đã tính sai rồi. Thiên Vân, trả lời Quý Như Lan, buổi chiều đúng giờ hẹn tôi đến biệt thự. Hạ Tưởng quyết tâm đến chỗ hẹn. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Nam đã gọi điện thoại đến. Nói là đã liên hệ với bệnh viện ở Bắc Kinh, hiện tại đang chuẩn bị đưa Khang Hiếu lên máy bay. Hạ Tưởng yên tâm rời thành phố Dương Thành, xúc tu của Ngô Hiểu Dương không vươn đến, tính mạng của Khang Hiếu ít nhất có thể bảo vệ. Giờ tan tầm buổi trưa, Hạ Tưởng đang muốn cùng Khang Thiên Vân đến canteen ăn cơm, bỗng nghe tiếng nói chuyện của Mễ Kỳ Hỏa và Lưu Kim Nam. Kim Nam, công việc hàng ngày sắp xếp không tốt, tôi hy vọng trong vòng 3 ngày tỉnh ủy sắp xếp một thư ký mới. Hạ Tưởng giật mình, Mễ Kỳ Hỏa hiện tại nhất định muốn thay Trương Lực. Lúc trước Trần Hạo Thiên lấy lý do tạm thời không chọn được thư ký tỉnh ủy thích hợp, đã từng mấy lần đề nghị Mễ Kỳ Hỏa khoan đổi thư ký, kỳ thực nói rất khéo léo, bên trong tỉnh ủy chính là không thiếu thư ký để thay thế bất kỳ lúc nào. Phòng thư ký xếp hàng chờ mong muốn có thể trở thành người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ thư ký lãnh đạo tỉnh ủy, rất nhiều là khác. Hạ Tưởng hiểu rõ suy nghĩ của Trần Hạo Thiên, rất nhiều việc Trần Hạo Thiên nói không rõ ràng, nhưng hắn hiểu rất rõ trong lòng. Lúc này đang khẩn trương, không nên thêm phiền phức đổi thư ký nữa. Đương nhiên, nếu thư ký là người khác cũng không hề gì, bất cứ khi nào cũng có thể đổi, nhưng thư ký của Mễ Kỳ Hỏa lại chính là Trương Lực. Mà Trương Lực và Ngô Hiểu Dương có muôn vàn mối liên hệ, giờ đổi, không phải đem Trương Lực đẩy về phía Ngô Hiểu Dương sao? Tin tưởng sau khi Mễ Kỳ Hỏa nhắc một lần, Trần Hạo Thiên ám chỉ, cũng rõ ràng từng khâu trong đó, hẳn là cũng sẽ không nhắc lại việc này, không ngờ vừa xoay người y liền trực tiếp đề xuất muốn đổi Trương Lực với Lưu Kim Nam, Hạ Tưởng sẽ không buồn bực, Mễ Kỳ Hỏa luôn giữ mức bình tĩnh,
cũng không quan tâm ám chỉ Trần Hạo Thiên và bầu không khí căng thẳng hiện tại, vẫn kiên quyết muốn đổi Trương Lực, như vậy nguyên nhân chỉ có một, Trương Lực khiến Mễ Kỳ Hỏa không thể nhịn được nữa. Vốn thuộc về chuyện cá nhân của chủ tịch tỉnh, lại vừa là chuyện về chính trị, Hạ Tưởng không cần phải nhúng tay vào, nhưng hắn vẫn dặn dò Đường Thiên Vân một tiếng. Thiên Vân, anh đi đến canteen ăn cơm trước, tôi và chủ tịch tỉnh Mễ phải gặp mặt. Đi tới văn phòng của Mễ Kỳ Hỏa, thế nhưng Trương Lực không có ở đây, Hạ Tưởng trong lòng cũng trầm xuống, thân là thư ký thường xuyên vắng mặt lãnh đạo, rốt cuộc muốn thế nào? Trương Lực thật sự là kẻ bất tài đỡ không đứng dậy, hắn âm thầm lắc đầu. Mễ Kỳ Hỏa thấy Hạ Tưởng đi vào, cơn giận còn chưa nguôi, nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi thật sự không chịu nổi Trương Lực, nhất định phải đổi, lập tức đổi ngay. Hai ngày trước, tinh thần bất an, cũng không biết tâm tư hàng ngày ở nơi nào. Trước đây thường xuyên không thấy bóng người, hôm nay chế diễu, rõ ràng cũng không gặp bóng dáng cả buổi, chỉ nói y đi sao chép tài liệu, sau đó biến mất cả buổi. Anh nói, y là thư ký của tôi, hay là lãnh đạo của tôi? Mễ Kỳ Hỏa bình thường ôn tồn lễ độ, nói chuyện cũng không lớn tiếng, lại càng không chỉ trích thẳng người khác, hôm nay quả thật là bị tức giận, nói chuyện cũng vẫn tức giận bất bình. Cũng phải, thư ký của Mễ Kỳ Hỏa không dễ làm, chính y cũng xuất thân là thư ký, nếu nói thư ký của Trần Hạo Thiên Hạ Sinh Nam xem như là thư ký số 1 lĩnh Nam, vậy thì Mễ Kỳ Hỏa trước đây cũng là thư ký số 1 cả nước. Ai muốn không bị Mễ Kỳ Hỏa khai trừ, thì người đó chính là một thư ký tốt thập toàn thập mỹ. Nếu đã như thế, Hạ Tưởng cũng không khuyên Mễ Kỳ Hỏa gì nữa, hắn vốn định mở miệng khuyên nhủ, để Mễ Kỳ Hỏa đợi thêm 2-3 ngày, hiện tại xem ra, không phải Mễ Kỳ Hỏa không muốn chờ, mà là Trương Lực không muốn làm. Trương Lực, rốt cuộc y muốn làm gì? Hạ Tưởng hiện tại đã không còn thất vọng với Trương Lực, khi không nuôi hy vọng đối với một người, cũng sẽ không thất vọng với người đó, tuy nhiên Hạ Tưởng dù sao so với Mễ Kỳ Hỏa suy nghĩ sâu xa, bởi vì sự việc Ngô Hiểu Dương. Cùng với quan hệ phức tạp giữa Trương Lực và Quý Như Lan trong lúc đó, Mễ Kỳ Hỏa cũng không phải hiểu hết, hắn khéo léo nói. Sau khi xác định xong ứng cử viên, sẽ chính thức thông báo cho Trương Lực. Hàm ý chính là giấu kín trước 2 ngày, khiến Trương Lực có thời gian hòa hoãn, nghĩ sâu hơn, tốt nhất không nên bởi vì việc này khiến Trương Lực phá hỏng mọi thứ, hoàn toàn hướng về Ngô Hiểu Dương sẽ không tốt lắm. Không phải nói Trương Lực nghiêng về Ngô Hiểu Dương sẽ tạo thành nhiều phá hoại. Mà là trong lòng Hạ Tưởng muốn để lại ít đường sống cho Trương Lực, không muốn Trương Lực thật sự đi đến vách núi không đường thối lui. Mễ Kỳ Hỏa biết Hạ Tưởng sẽ không tùy tiện mở miệng, một khi mở miệng, sự việc nhất định vô cùng trầm trọng, ông ta vừa nghĩ, đã hiểu chuyện gì, hỏi. Chẳng lẽ, tác dụng cầu nối của Trương Lực, rất quan trọng? Cũng khó nói, thành công chưa đủ, bại sự có thừa. Hạ Tưởng rất không khách khí ngầm kết luận. Được, được. Mễ Kỳ Hỏa liên tục gật đầu. Là tôi không nên quá nóng vội, thật không nên. Phó Bí Thư Hạ, anh cũng biết tôi chú trọng kỹ lưỡng mọi việc đúng chỗ, chủ yếu cũng là trước kia Trương Lực mỗi lần nói chuyện đều làm không sai, mới đây liên lục sai lầm, quá trái ngược, làm cho người ta không chấp nhận được. Hạ Tưởng lý giải tâm tư của Mễ Kỳ Hỏa. Nhất định phải chuyên tâm lựa chọn một thư ký khiến chủ tịch tỉnh Mễ vừa ý. Vừa dứt lời, có người đẩy cửa tiến thẳng vào. Nhất thời ngây ngẩn cả người, chính là Trương Lực. Trương Lực bất ngờ trở về, ngay cả cửa cũng không gõ một cái, cũng phải, y là thư ký của Mễ Kỳ Hỏa, không cần phải gõ cửa, xông thẳng vào, nếu nói y không nghe được chút gì Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa nói chuyện, ai cũng không tin. Kỳ thực Trương Lực cho dù nghe trộm được cuộc đối thoại của Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa, hoàn toàn có thể muộn một chút tiến thẳng vào, che đậy cho qua cũng tốt, không ngờ Trương Lực liền tự nhiên vào. Dường như không một chút lo lắng Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa đề phòng y, chẳng lẽ y thực sự tính phá hoại đến cùng. Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa liếc nhau, trong mắt hai người cùng lúc lóe lên sự thất vọng tràn trề. Kỳ thực Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa đã hiểu lầm Trương Lực dù gan lớn, cũng không dám trắng trợn mà đẩy cửa tiến thẳng vào, dùng hành động khiêu khích định luận của Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa, y cũng đúng là nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa ở ngoài cửa, vốn định lánh. Nhưng vừa lúc thấy Hạ Sinh Nam từ xa đi lại, nếu không đẩy cửa đi vào, trái lại sẽ bị Hạ Sinh Nam hiểu lầm y nghe lén ở cửa, truyền ra ngoài lại càng không dễ nghe. Thà như vậy, còn không bằng thoải mái đi vào trong. Trương Lực cũng biết y gần đây quả thực cư xử không bình thường, là sai lầm, cũng hết cách, y chính là buông không được Quý Như Lan.
Quý Như Lan lệnh cho y đi hướng đông, y cũng sẽ không dám đi hướng tây. Cũng không biết là dây thần kinh nào không bình thường, dù sao trước mặt Quý Như Lan, y không có chút gì chống cự, nguyên tắc gì đó tiền đồ gì đó, tất cả mặc kệ, chỉ cần làm vui lòng Quý Như Lan là tốt rồi. Kết quả y lại càng dấn sâu vào. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng quay người đi, nhớ tới Hạ Tưởng vừa rồi đối thoại với Mễ Kỳ Hỏa, tâm tư Trương Lực càng trầm lặng, trong giây lát, trong lòng y có suy nghĩ lưỡng lự không chắc, trong nháy mắt giữ vững lập trường, cầm điện thoại trộm nhắn tin cho Quý Như Lan. Như Lan, tôi đã không còn đường thối lui. Sau một lát, Quý Như Lan hồi âm. Có tôi ở đây, luôn có đường để đi. Trương Lực an lòng. Buổi chiều, xe riêng của Quý Như Lan phái tới đậu ở dưới lầu tỉnh ủy, chờ Hạ Tưởng lên xe. Như Hạ Tưởng không lên, mà ngồi trên xe riêng của chính hắn. Hơn nữa không chỉ có một ô tô xuất phát, mà còn có hai xe đi theo. Thời khắc đặc biệt, an toàn thi thố nhất định đúng hạn. Khi tới biệt thự bên hồ, cảnh hoàng hôn đã bao trùm tứ phía, xung quanh là một mảng không gian yên tĩnh, trong không khí dường như có mùi hoa làm người ta say đắm. Hạ Tưởng hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, trong lòng yên tĩnh, mặc dù hắn biết rõ, hôm nay gặp mặt Quý Như Lan, là một lần mặc cả khổ sở như thế nào. Quý Như Lan chắc sẽ xuất ra quân bài cuối cùng, mà cô, mặc kệ bình tĩnh hay không bình tĩnh, nhất định phải nhẫn nại đối đáp, không chỉ có sự tình thủ đoạn sau lưng Ngô Hiểu Dương, còn kế hoạch lâu dài cho sự tình đãi ngộ cấp phó quốc cho Tào Vĩnh Quốc. Cảnh vệ của Hạ Tưởng xuống xe, nhanh chóng biến mất ở bốn phía biệt thự, nhờ bóng đêm che giấu, ở mọi ngóc ngách cao thấp những chỗ dễ ẩn núp, mỗi một góc chết đều không bỏ qua, bụi cỏ, đại thụ, đều có người xem xét kỹ lưỡng. Dưới chỉ đạo của Đường Thiên Vân, cảnh vệ còn kiểm tra bên trong biệt thự, Quý Như Lan cũng không giận, rất phối hợp để cho cảnh vệ kiểm tra trong biệt thự một lần, còn lễ độ mời Đường Thiên Vân uống trà. Đường Thiên Vân thầm lấy làm kỳ lạ, đã sớm nghe nói qua Quý Như Lan cực kỳ ngạo mạn, lại cực yêu sự ngăn nắp sạch sẽ, bình thường đừng nói để cảnh vệ đến kiểm tra an toàn của cô ta, chính là anh ta cũng không chắc có thể đi vào được. Hiếm thấy thoải mái như hôm nay. Vì kính cẩn nghênh tiếp phó bí thư Hạ đến nhà, thật đúng là vô cùng thành tâm, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Kiểm tra tất cả xong xuôi, Hạ Tưởng mới tiền hô hậu ủng mà rảo bước tiến vào trong biệt thự. Quý Như Lan ra đón chào, nói đùa. Phó bí thư Hạ, về sau tôi cảm thấy anh đơn giản gọn nhẹ, rất có sức hút, hiện tại anh đi ra, tiền hô hậu ủng, bảo vệ lớp lớp, so ra còn hơn minh tinh, tôi cảm thấy rất mắc cười. Hạ Tưởng rất nghiêm túc nói. Không có gì để cười, tính mệnh bản thân an toàn là trên hết, không có tí vui đùa. Xã hội có phần tử suy đồi, chết thì chết, vừa lúc quốc gia tiết kiệm tài nguyên, làm cho dân chúng sống tốt hơn. Tôi không thể chết được, tôi chết, phần tử bại hoại của xã hội sẽ như cỏ dại, sinh trưởng càng tươi tốt. Diệt cỏ tận gốc, cũng là vì nước vì dân. Quý Như Lan cười khúc khích. Nói như vậy, phó bí thư Hạ là thuốc diệt cỏ sao? Không phải. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Thuốc trừ cỏ diệt cỏ quá chậm, tôi là máy cắt cỏ, hơn nữa còn là máy cắt cỏ diệt cỏ tận gốc. Hạ Tưởng nói chuyện biểu lộ cảm xúc, nghiêm túc, chăm chú, hơn nữa còn toát ra một quan niệm làm việc nghĩa tuyệt đối không được chùn bước, khiến Quý Như Lan run lên trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng mộ Hạ Tưởng. Tuy nhiên ý niệm trong đầu chỉ là chợt lóe lên, lập tức lại chấn chỉnh thái độ, chờ đám người Đường Thiên Vân lui ra. Cô mới dùng bàn tay trắng nõn thon thon, ngâm trà cho Hạ Tưởng. Chẳng qua Quý Như Lan xinh đẹp và tao nhã như hoa, lúc này trong mắt Hạ Tưởng không hề thấy vẻ đẹp đó, hắn thầm nghĩ nói chuyện nghiêm chỉnh với Quý Như Lan, không nghĩ đến ngồi thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt. Kiên nhẫn chờ Quý Như Lan ngâm trà lần hai lần ba, Hạ Tưởng tiếp nhận chén trà của Quý Như Lan đưa, khẽ nếm một ngụm. Trà ngon! Quý Như Lan ung dung cười. Phó bí thư Hạ nỗi lòng quá nặng. Tâm tư, căn bản là không ở trên chén trà. Loại trà hôm nay, cũng không phải là trà gì tốt, tôi chỉ thăm dò một chút, không ngờ anh thật đúng là bị lừa. Khi nói chuyện, cô còn che miệng cười, lộ lên vẻ xinh đẹp tinh nghịch, hơn nữa cô còn có đôi mắt sáng, hàm răng trắng cùng với tư thế ngồi duyên dáng mê người, quả nhiên là xinh đẹp không thể cưỡng. Chỉ là, suy nghĩ của cô còn non yếu chung quy lỗi thời. Hạ Tưởng nhẹ nhàng để lại chén trà. Trà ngon trà dở, tất cả nguyên nhân trong lòng bình tĩnh. Tiểu thư Quý, tôi đến, là có chuyện muốn nói, không phải để thưởng thức trà, cũng không phải để tán dóc. Trong hồ nước,
đột nhiên nổi lên mấy bọt khí giống như bình thở của thợ lặn, nếu không chú ý quan sát, chắc chắc sẽ không phát hiện điều khác thường, huống chi hiện tại lại là ban đêm. Qua một lúc, không thấy bọt khí nữa, mặt nước gợn sóng, sau đó, một bóng dáng lặng yên không một tiếng động nổi lên mặt nước. Ngay lúc Hạ Tưởng và Quý Như Lan gặp mặt, Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa cũng gặp nhau, trao đổi lại việc Mễ Kỳ Hỏa kiên quyết muốn đổi chương lực, cuối cùng nhất trí, tỉnh ủy ra mặt sẽ giúp Mễ Kỳ Hỏa lựa chọn được một thư ký. Mễ Kỳ Hỏa đưa ra ba điều kiện đối với thư ký, thứ nhất, tốt nhất là giảng viên đại học, chuyên ngành tiếng Trung. Thứ hai, tốt nhất là đã kết hôn, tuổi tác không vượt quá 30. Thứ ba, tốt nhất là không phải người ở lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên đáp ứng từng thứ, hơn nữa đưa ra ý kiến bước tiếp theo cho Trương Lực. Sắp xếp Trương Lực đảm nhiệm chức phó cục trưởng phòng thư ký. Mễ Kỳ Hỏa tỏ vẻ bằng lòng. Hy vọng anh ta có thể làm tốt bước tiếp theo. Lời tuy như vậy, Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa đều hiểu rõ, cuộc đời chính trị của Trương Lực trên cơ bản sẽ dừng lại ở cấp phó cục. Mà Trương Lực mất đi tiền đồ chính trị, lúc này đang uống rượu say mềm, sau khi cùng Lĩnh Trác cãi nhau một trận, mới lắc lư chuẩn bị về nhà, không ngờ nhận được điện thoại của Ngô Hiểu Dương. Trương Lực, tôi nghe nói chuyện của anh, rất thông cảm với anh. Nói là đồng cảm, giọng điệu của Ngô Hiểu Dương không có một chút mùi vị thông cảm, ngược lại có phần vui sướng khi người khác gặp họa. Tôi cũng sắp quay về Bắc Kinh, có lẽ ngày mai, có thể ngày mốt, dù gì là bạn bè, qua đây gặp mặt nhau đi. Đối với lời mời thành tâm của Ngô Hiểu Dương, nếu như bình thường, Trương Lực có lẽ sẽ từ chối liền, y tuy hiện tại có đủ nguyên nhân, bị Hạ Tưởng không thích, bị Mễ Kỳ Hỏa dứt bỏ, cũng vì y theo bước Quý Như Lan, mà không phải Ngô Hiểu Dương. Theo chủ định ban đầu, y nhất định gạt bỏ cảm tình đối với Ngô Hiểu Dương. Nhưng hôm nay say rượu, hơn nữa đoạn đối thoại của Hạ Tưởng và Mễ Kỳ vang bên tai, khiến y cuối cùng tan biến tia hy vọng, dứt khoát gặp mặt Ngô Hiểu Dương một lần, Hạ Tưởng và Mễ Kỳ Hỏa có thể trách cứ y gì. Trương Lực cắn răng một cái.